nếu là ta thật thành nhân vật lớn gì, người khi đó không là được hoàng hậu. Quân lâm thiên hạ, ta Trần Phi hoàng hậu. Buông môi, Trần Phi trong mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc cặp kia run rẩy cặp mắt, nhẹ cười nói. Bùi Huyền Tình ngay tức thì thân thể mềm mại trực tiếp là run rẩy, mặt đẹp hiện lên ánh nắng đỏ rực, gắt giọng, bại hoại lão công, không biết xấu hổ, cái gì hoàng hậu à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn rất nhiều người phụ nữ, học trong phim truyền hình những cái kia hoàng đế như nhau, tam cung lục viện 72 phi? Ngạch! Trần Phi trực tiếp là không nói đứng lên. Tam cung lục viện 72 phi. Lời này nghe tại sao như vậy không được tự nhiên à? Tuy nói là một người đàn ông, hơn nữa còn là một, rất lợi hại, rất mạnh, người đàn ông, hắn trước kia là có ảo tưởng qua như vậy vừa ra, oanh oanh yến yến vần quanh, người đẹp như mây, sau đó ngồi hưởng tề nhân chi phúc, lớn bị cùng giường. Nhưng hắn vậy thật chẳng qua là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi, hơn nữa bây giờ hắn cũng không phải là không vợ người. Hắn bây giờ, suy nghĩ lên vẫn là bị từ nhỏ đến lớn cái loại đó, một chồng một vợ quan niệm giam cầm. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, hắn bây giờ, còn có thể coi như là người bình thường sao? Tu chân giới, đây chính là không việc gì một chồng một vợ nói đến. Yên tâm đi, sẽ không. Trần Phi lắc đầu một cái, tâm trạng đột nhiên có chút kỳ quái. Bởi vì hắn ở lúc nói lời này, trong đầu đột nhiên vang lên một cái quên mất thật lâu kim thân ảnh. Ừ. Trần Phi ngẩn ra, lắc đầu, diễn cảm trở nên có chút kỳ quái. Lão công ngươi thế nào? Không phải là lời nói mới rồi. À, thật xin lỗi mà, ngươi khỏe đần, ta nói đùa với ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi coi như tìm lại rất nhiều người phụ nữ, ta cũng sẽ không ngại. Chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được. Lão công đừng tức giận có được hay không? Ta sai rồi rồi, ngươi trừng phạt ta được rồi. Bùi Huyền Tình gặp Trần Phi tâm trạng lập tức thấp xuống, còn tưởng rằng là nàng nói sai, trong lòng một lộp bộp. Vội vàng ôm lên Trần Phi cánh tay mặt đẹp khẩn trương nói áy náy nói. Tuy nói đoạn này thời gian tới trái đất, nàng cũng biết trên trái đất, một chồng một vợ, khái niệm, có thể nàng vẫn là căn bản liền không tướng cái này yên tâm lên. Nàng từ nhỏ tại tu chân giới lớn lên, tự nhiên biết loại này khái niệm, cái gọi là một chồng một vợ, đó hoàn toàn là một chuyện thiếu lâm. Căn bản không thành lập. Ít nhất ở bọn họ tu chân giới, tuyệt đối là như vậy. Càng nhân vật lợi hại. Càng yêu nghiệt thiên tài, bên người thì càng căn bản không thiếu được ưu tú, cực phẩm phụ nữ vần quanh. Dưới tình huống đó căn bản cũng không phải là người phụ nữ chọn đàn ông, mà là người đàn ông chọn phụ nữ. Đây nếu là không hiểu chuyện mà ghen tị, ghen, đó không phải là mình cho mình tìm không được tự nhiên sao? Hơn nữa, thậm chí nói khó nghe một chút, cái này thật nếu là vì vậy mà chọc tới nhân vật lớn gì, chọc giận tới hắn, bị giết cũng là có thể. Cho nên tại tu chân giới, những cái kia một khi là chỉ cần hơi lợi hại chút người, cho dù là không tốt lắm nữ sắc, tam cung lục viện 72 phi vậy cũng là chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí trước khi thời điểm, nàng đều có nghe nói qua, cách hắn cửa thành U Lang chỗ rất xa, có vị gọi là Thực Hoa Tôn, nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hắn bên người, quang người phụ nữ thì có hơn 10.000, hơn nữ người người đều là tuyệt sắc. So sánh mà nói. Trần Phi đến bây giờ cũng còn chỉ có nàng một cái, thật đã là rất tốt rất tốt rất khá. Mà càng như vậy muốn, Bùi Huyền Tình trong lòng thì càng có chút hoảng. Nàng sợ sẽ bởi vì mình cái này thuận miệng một câu đùa giỡn, làm Trần Phi mất hứng, thậm chí trong lòng đối với nàng bất mãn, vậy thì thật. Lão công không muốn tức giận có được hay không, ta biết lỗi rồi. Ngươi trừng phạt ta chứ, ngươi làm sao trừng phạt ta đều được. Bùi Huyền Tình một mặt khẩn trương ôm Trần Phi cánh tay lảo đảo dao động, không để ý chút nào vậy trước ngực ngạo nhân đỉnh núi, chỉ như vậy dán thật chặt lên. Người cái này nha đầu ngốc, trừng phạt cái gì à? Ta kia bỏ được trừng phạt cục cưng của ta lão bà. Được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ, ta không phải ở tức giận, ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia, có chút thất thần. Gặp Bùi Huyền Tình đột nhiên đổi như thế khẩn trương. Trần Phi đưa tay ở nàng vậy trắng tinh trên gương mặt tươi cười sờ một cái, một bên lắc đầu, một bên trấn an nói. Hắn đích xác là không tức giận, chẳng qua là đột nhiên liền cảm thấy trong lòng vậy nguyên bản ẩn núp ý niệm, lúc này lại giống như là Pandora ma hộp vậy, lặng lẽ mở ra. Hắn bây giờ đột nhiên có dũng khí xung động, đó chính là, muốn đi Italy xem. Không tức giận, có thật không? Lão công ngươi thật tốt, gặp Trần Phi không tức giận.
Bùi Uyển Tình không khỏi vui vẻ tung tăng liền một tiếng, ôm Trần Phi cánh tay chặt hơn, tốt hơn dương lên kiểu diễm mềm môi đi rồi một tiếng ở Trần Phi mặt hôn lên hôn, lúc này mới lại cười nói. Lão công, nếu không ngươi dẫn ta đi gặp muội muội chứ? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm. Bùi Uyển Tình đáng yêu dựng lên mấy ngón tay, vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ không ngại, ngươi yên tâm đi. Muội, muội muội, ho khan, hụ hụ hụ. Trần Phi trước ngẩn ra, rồi sau đó thiếu chút nữa không có bị một bãi nước miếng nghẹn chết, lại làm bộ như ho khan sặc hồi lâu, trong lòng nhưng ở không nhịn được cục cục, nữ nhân này trực giác thật đúng là dọa người à, cái này cũng có thể đoán được. Hừ, bại hoại lão công, ta cũng biết, ta đã đoán đúng đi. Thấy tình cảnh này Bùi Uyển Tình trong mắt hiện ra vẻ giảo hoạt, đáng yêu hừ hừ lỗ mũi, giả trang cả giận nói. Ngạch! Trần Phi lúng túng sờ một cái Bùi Uyển Tình hôn qua địa phương, cười nói, đúng vậy, nhà ta Uyển Tình thông minh nhất, cái này cũng có thể bị ngươi đoán được, thật là thần. Hi hi, nào có ngươi nói bậy bạ. Bùi Uyển Tình ngượng ngùng cười một tiếng, lại không nhịn được nói, bại hoại lão công, ngươi còn không có nói cho muội muội ta rốt cuộc có mấy cái đâu. Các nàng bây giờ ở đâu, ngươi khi nào đi tiếp các nàng? Mấy cái, như vậy nhiều, có lẽ, đại khái, hẳn chỉ một cái đi. Ai, ta cũng không biết, đều đã nhiều năm như vậy, quỷ biết bây giờ là trạng huống gì. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chột dạ nói. Ban đầu mặc dù theo hắn từng có dính dấp người phụ nữ không thiếu, nhưng ở hắn rời đi trái đất trước, chân chính cũng coi là hắn phụ nữ, thật giống như cũng chỉ có Apple một cái. Có thể hắn đi lần này chính là hơn 3 năm, tướng người ta quẳng đi lâu như vậy. Thời gian dài như vậy, ai biết Apple có phải hay không đã đem hắn quên, thậm chí, có phải hay không đã có mới có thể thành tựu theo bầy người. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy rất hoảng, không sức lực, còn có chút không biết làm sao. Lão công Bùi Uyển Tình vẫn là lần đầu tiên gặp Trần Phi như vậy, không khỏi đau lòng tướng Trần Phi cánh tay ôm chặt hơn, mặt dán vào Trần Phi trên bả vai. Ngọt ngào nói, bại hoại lão công đừng lo lắng, liền cái này 2 ngày chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Ngươi phải tin tưởng mình, muội muội khẳng định đang chờ ngươi đấy. Cảm nhận được thân thể bị lửa kia nóng động lòng người thân thể mềm mại dán chặt, bên tai truyền đến Bùi Uyển Tình trấn an lời nói, Trần Phi bỏ rơi vung đầu, đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình nhu thuận sau lên vuốt ve, lộ ra nhàn nhạt xin lỗi nụ cười, Uyển Tình, thật xin lỗi. Có rảnh rỗi chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Ngốc, bại hoại lão công, theo ta nói gì thật xin lỗi à? Bùi Uyển Tình mắt đẹp ánh mắt run rẩy, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Rồi sau đó liền gặp hắn hờn dỗi đáng yêu nói lầm bầm liền 2 tiếng, liền tướng đầu yên tĩnh tựa vào Trần Phi trên vai, yên tĩnh hưởng trước phần kia yên tĩnh. Cảm giác hạnh phúc, có lúc tới chính là như vậy đột nhiên. Cùng lúc đó, vậy cả người là bị thương viên thiếu kiệt rốt cục thì bị người đưa đến bệnh viện. Mắt thấy mình nhi tử cùng một xác ướp tựa như được, tổn thương nặng như vậy, ngủ mê man ở trên giường bệnh, huyện thành Dương tập đoàn Thiên Hồng tổng giám đốc Viên Minh cả khuôn mặt cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, thất khiếu bốc khói, cắn răng nghiến lợi gầm hét lên. Là cái nào mắt chó đuôi mù đồ, dám cùng ta Viên Minh làm khó dễ. Ngươi chờ, ngươi cho lão tử chờ, ta Viên Minh nếu không giết chết ngươi, ta thề không bỏ qua. Nhưng vào lúc này, lại có người đẩy cửa ra đi vào. Người nọ người mặc đường trang, mang mắt kính, nguyên vốn phải là nho nhã, tao nhã lịch sự khí chất, lúc này lại bị trên mặt hắn dữ tợn cùng hung ác toàn phá hư. Chỉ gặp hắn vừa tiến đến xem đều không xem trên giường bệnh viên thiếu kiệt một cái, mà là cắn răng nghiến lợi hung ác nói. Minh ca, lần này ngươi có thể đừng cản ta, nhi tử ta chết, ta muốn giết người. Từ lão cửu ngươi cái gì điên? Viên Minh bị cái này người đến giữ tợn tướng mạo làm cho sợ hết hồn, quát lạnh một tiếng nói. Minh ca, không phải ta từ lão cửu điên, là người nọ thật sự là thật là quá đáng. Ta là một cái như vậy nhi tử, lại chết như vậy, không phải để cho ta tuyệt hậu sao? Vậy đường trang mắt kính nam tử, cũng chính là Viên Minh trong miệng, từ lão cửu thần sắc như cũ vô cùng giữ tợn. Hắn liền từ tuấn một cái như vậy nhi tử, bây giờ nhưng chết, sao có thể bình tĩnh được xuống? Được rồi, bây giờ việc cần kíp, là phải đem tên khốn kia chết bầm cho lấy ra, chuyện này rốt cuộc là ai làm, liền như thế không cho ta Viên Minh còn có ngươi từ lão cửu mặt mũi, chuyện này, còn chưa xong. Vậy Viên Minh dừng một chút, âm ngoan nói. Hắn nhi tử bây giờ cái này mặc dù không có chết,
có thể nghe bác sĩ nói, bởi vì bị đả kích quá lớn, lại thương tổn tới đầu óc, lần này trực tiếp là có phần trăm 90 có khả năng muốn thành là người không có tri giác. Cho nên hắn hiện tại tâm tình nhưng thật ra là theo từ lão cửu vậy, chẳng qua là nói không ra lời thôi. Muốn thật để cho hắn biết là tên khốn kiếp kia chết bằm làm, không thân tay giết chết người nọ, ném hải lý nuôi cá mập mới là lạ. Tít tít, nhưng vào lúc này, vậy viên binh trong túi sách điện thoại đột nhiên vang lên. Ai, hắn phiền não cầm ra điện thoại, xem đều không xem ra điện biểu hiện, trực tiếp là tiếp thông. Nói chuyện còn gắng gượng hoành, tập đoàn Thiên Hồng viên binh, đúng không? Nhưng mà bên đầu điện thoại kia nhưng truyền đến có chút cà lơ phất phơ, tương tự với kiêu binh châm chọc tiếng cười lạnh. Người đó à, người ai? Viên binh nghe vậy mặt liền biến sắc, nói. Giám đốc viên ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à. Làm sao, ngươi nhi tử mới vừa gây ra lớn như vậy tai vạ, ngươi cái này chỉ chớp mắt liền quên. Thanh âm kia tiếp tục là có chút châm chọc nói. Ngươi đem nhi tử ta cho làm thành như vậy. Nghe vậy vậy viên binh trực tiếp là thở một hơi thật dài, thần sắc trực tiếp là âm ngoan, lấy là cái này bên đầu điện thoại kia người, chính là tướng hắn nhi tử làm thành như vậy hung thủ. Ta... Muốn thật là chọc tới ta có thể lười phải cùng ngươi nhi tử người cặn bã như vậy phí lời gì, trực tiếp trước chém nói sau. Bất quá nói như vậy, người cái này khi lão ba liền có thể bo bo giữ mình, mà bây giờ, chặc chặc. Thanh âm kia mang chút đồng tình, lại cười lạnh nói, ta điện thoại này đánh tới, chính là muốn trước thời hạn thông báo các người một tiếng, nửa giờ sau đó, ta dẫn người tới Thành Dương bắt ngươi. Còn có cái gì đó từ lão cửu? Hừ, cái gì phá tên chữ? Các người nếu là dám chạy, vẫn có thể thử một chút, được rồi, chỉ như vậy. Tít tít tít, con bà nó, cho đến bên tai truyền đến vậy cắt đứt âm thanh bận tiếng tút tút, viên binh lúc này mới giận không kềm được bừng tỉnh, tướng điện thoại di động đó hung hăng đập ra ngoài, phịch một tiếng, điện thoại di động hung hăng đập vào tường kia lên. Tan tành, con bà nó, ngươi là thứ gì, dám đến Thành Dương bắt ta viên binh, người đó có gan liền đi thử một chút, thật lấy là mình là trời vương lão tử. Lão tử nói cho ngươi, ở ta trước mặt, lão tử không một phát súng đánh gục ngươi cái này ngu đần. Viên binh tức giận thật là muốn điên, hướng về phía không khí gầm hét lên. Trên thực tế, trước hắn đúng là có chút kiêng kỵ, người nọ biết rõ Viên Thiếu Kiệt là hắn nhi tử, Từ Tuấn là từ lão cửu cháu trai, cũng lại vẫn dám động thủ, nhất định là có cái gì dựa vào. Có thể coi là như vậy, cái này nhưng cũng không hề đại biểu hắn viên binh chính là sợ. Dẫu sao như thế nói hắn viên binh cũng là cái này huyện Thành Dương phú, thứ nhất bản xứ xí nghiệp đầu rồng tổng giám đốc, bực này thân phận, cho dù là vậy huyện e bí thư Liêu Hoa thấy hắn cũng phải là khách khí. Ít nhất ngoài mặt, tuyệt đối là như vậy. Hơn nữa huống chi sau lưng hắn, đây chính là còn có bên trong thành phố phó thị trưởng bối cảnh. Thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng Chu Trác, đó chính là hắn viên binh bối cảnh, núi dựa. Coi như hắn cũng biết Chu Trác chính là bên trong thành phố mấy vị kia phó thị trưởng chính giữa, quyền lợi, hạng nhất gần chót một vị. Nhưng phó thị trưởng đó chính là phó thị trưởng, đối với bọn họ cái này một cái người của huyện thành mà nói, đã coi như là thiên đại. Nhưng mà hắn nào biết hắn vị này núi dựa, Chu Trác Chu phó thị trưởng, sở dĩ sẽ ở vị trí kia thượng tọa 4-5 năm, cũng còn không động, thậm chí đều giống như bị quên lãng. Tựa hồ năm đó chính là bởi vì người nào đó à? Không tệ, vị này Chu Trác Chu phó thị trưởng chính là năm đó cùng Hoàng Đào cạnh tranh thành phố Bắc Sơn thị trưởng một chức vị kia, là Mạc Thành Mạc Bí Thư dòng chánh. Chẳng qua là sau đó Mạc Bí Thư ngã đài, Chu Trác hoàn toàn mất đi dựa vào, thăng chức đương nhiên là vô vọng, bất quá ngoài dự đoán của mọi người là, hắn phía dưới mông ngược lại là thật sạch sẽ, hơn nữa làm việc cũng là một người có năng lực, vì vậy vậy liền một mực ở vị trí kia lên ngồi xuống, cho đến ngày hôm nay. Năm đó chính là bởi vì hắn lão đại đem Trần Phi chọc, từ đó ngược lại xui xẻo, bây giờ người dưới tay hắn lại đem Trần Phi cho chọc, muốn cho hắn biết, cũng không biết sẽ là cái gì diễn cảm, dù sao sẽ gắng gượng xuất sắc đây tuyệt đối là khẳng định. Mà vậy viên binh rất hiển nhiên là cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện nhận cú điện thoại, đối phương giọng lại như vậy cuồng. Hơn nữa hắn chuyện của con, nhất thời khí được sắc mặt tái xanh, bị đè nén kiêu căng phách lối rốt cuộc như núi lửa bạo vậy vọt tới. Binh ca, chuyện gì xảy ra? Ai điện thoại, ngươi lớn như vậy lửa làm gì? Vậy từ lão cửu không nhịn được hỏi. Hai chớ nói, là một người điên. Hắn nói cỡ nửa tiếng phải dẫn người tới Thành Dương bắt chúng ta
ta hắn ngược lại muốn xem, ai trâu bò như vậy, có thể tới thành này dương động chúng ta. Vậy viên binh mặt âm trầm gầm hét lên. Nhưng mà vậy từ lão cửu nghe vậy nhưng không nhìn được sắc mặt biến, trước trên mặt vậy sát khí lại có thể biến mất, rồi sau đó, liền gặp một mặt cẩn thận, còn có ngưng trọng nói, binh ca, vậy hai tiểu tử không phải là thật chọc tới nhân vật lớn gì liền chứ. Nguyên bản nghe vậy chợt khóe mặt giật một cái, tỉnh táo lại, nhìn từ lão cửu trầm mặc hồi lâu. Trước hắn chẳng qua là bởi vì là tức giận, mà có chút đầu óc không chuyển qua khúc cua mà bây giờ, đối phương giọng dám như vậy xông lên, hắn cho dù là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định vẫn cảm giác được có chút không đúng. Không phải là vậy hai thằng nhóc thúi thật chọc tới nhân vật lớn gì liền chứ? Chấm than, ta viên binh thật đúng là cũng không tin cái này tà, nhân vật lớn. Có thể bao lớn, có Chu phó thị trưởng cho ta ra mặt, ta sợ ai? Vậy viên binh bực bội gầm thét một tiếng, vẫn là không nhịn được đưa tay hướng vậy từ lão cửu đã qua, điện thoại mượn ta dùng một chút. À, tốt, từ lão cửu lấy ra mình điện thoại. Viên binh nghe điện thoại, bấm hắn nhớ ở trong đầu vậy điện thoại. Này, ta là Chu Trác, là ai? Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông, ống nghe bên trong truyền đến Chu Trác giọng nghi ngờ. Điện tới là số xa lạ, có thể đây là hắn tư nhân điện thoại à? Chu thị trưởng ngài khỏe, là ta là tiểu binh. Tập đoàn Thiên Hồng viên binh liền vội vàng nói. À, nguyên lai là viên binh à, làm sao, đổi điện thoại, đánh ta điện thoại có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia, Chu Trác bừng tỉnh hiểu ra, hỏi. Không phải đổi điện thoại, tóm lại là như vậy, Chu thị trưởng, ta bên này ra chút phiền toái muốn mời ngươi hỗ trợ một chút, là như vậy. Chu Trác tướng hắn nhi tử còn có từ lão cửu chuyện của con cho Chu Trác đơn giản nói một lần, nhưng mà vừa nặng điểm sách ra đề ra vậy điện thoại, lúc này mới lên tiếng nói, Chu thị trưởng, đối phương giọng lớn như vậy, ta muốn cho ngài tra một chút, xem có phải hay không phía trên, hoặc là bên trong thành phố động tác. Thật có chuyện này mà, bên đầu điện thoại kia, Chu Trác không nhìn được nhíu mày một cái, đem người đánh thảm như vậy, vừa chết một người không có chi giác, bây giờ lại còn muốn được voi đòi tiên. Chạy người tới bắt, đây là có chút quá phách lối. Chính là không biết, kết quả là người nào đánh vậy điện thoại, là thật lợi hại như vậy sao? Dẫu sao một huyện thành phố, đó cũng không phải là nói bắt, coi như là hắn Chu Trác mình, bây giờ cũng đều là không vậy có thể lực theo quyền hạn. Đối phương muốn thật là có như vậy dọa người năng lượng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Này Chu thị trưởng, người nghe sao? Bên đầu điện thoại kia viên binh nói một tràng. Chu Trác bên này trực tiếp là bởi vì thất thần mà không phản ứng, vậy viên binh không nhịn được kêu mấy tiếng. Ách, nha, ừ nghe, như vậy đi ta bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút rồi hãy nói. Chu Trác mở miệng nói. Tốt lắm, Chu thị trưởng, ta bên này chờ ngài tin tức, viên binh cúp điện thoại. Bên kia, nhà mình bên trong thư phòng, Chu Trác có chút nhức đầu xoa đầu, lẩm bẩm nói, chuyện này, nên tìm ai hỏi đâu. Trên thực tế, chỉ là vừa nghe vậy viên binh hình dung, hắn trực giác bén nhạy đã là biết chuyện này không quá một loại, nhưng mà vậy viên binh dẫu sao là người khác mạch trong vòng trọng yếu một vòng, như tùy tiện thất lạc, thật sự là đáng tiếc. Đinh đinh, đinh đinh đinh, có thể nhưng vào lúc này hắn điện thoại lại có thể lại vang lên, đem hắn dọa cho giật mình. Ai, gặp vậy tới điện biểu hiện, lại có thể lại là số xa lạ, Chu Trác khó hiểu cảm giác trong lòng có chút lộp bộp, ngón tay run rẩy. Tướng điện thoại di động đó cầm lên, nhấn tiếp thông kiện. Này, Chu Trác Chu phó thị trưởng, điện thoại vừa tiếp thông, lại là một cái cả nhũng thanh âm vang lên. Cùng trước kia gọi cho viên binh điện thoại thanh âm kia, giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có ta tư nhân điện thoại? Chu Trác ngẩn người, không nhịn được lạnh lùng hỏi. Ta là ai? Ha ha, phi báo ngươi biết không? Bên đầu điện thoại kia truyền đến người nọ nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Cái gì, ngươi là phi báo người. Bên đầu điện thoại kia người nọ vừa dứt lời, điện thoại đầu này, vậy Chu Trác nghe vậy trực tiếp là giống như là cái mông liền lửa vậy. Khẩn cấp hỏa liệu từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy kinh hoàng, thậm chí thất thanh nói. Người khác có thể không biết, phi báo cái này hai chữ đại biểu cái gì, nhưng hắn Chu Trác thân là thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng, thân chức vị cao, làm sao không biết. Đây chính là bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh. So các tỉnh người đứng đầu phòng làm việc cũng còn muốn càng nghiêu bức ngành đặc biệt, hắn Chu Trác mặc dù là phó thị trưởng,
có thể ở đối phương cái loại đó ngành trước mặt, vậy hoàn toàn là cái cặn bã. Đột nhiên, vậy Chu Trác không nhịn được cả người run một cái, rồi sau đó ánh mắt hoảng sợ run rẩy nói, ngươi, các người nghe lén liền viên binh điện thoại. Hắn, bọn họ không phải là trêu chọc tới các người phi báo liền chứ? Muốn thật là như vậy, vậy hắn còn gọi điện thoại để hỏi cho dám à? Đàng hoàng tránh xa xa đó mới là có đầu óc, thông minh. Ừ, chúng ta là nghe lén liền điện thoại di động hắn, bất quá, chuyện này ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Vậy quỷ xui xẻo không phải chọc phải chúng ta phi báo, mà là nóng đến chúng ta phi báo tổng giáo quan, Trần Phi đại nhân. Người nọ nghiền ngẫm cười lạnh nói. Cái gì? Chu Trác lần này là hoàn toàn cái mông lửa vậy từ vị trí kia nhảy, sắc mặt đại biến, chiến sừng sững nói, chuyện này và ta cũng không quan hệ, ta cũng chỉ là nhận một điện thoại. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Không biết tốt nhất, muốn thật biết, vậy thì có thể phải mời ngươi tới chúng ta phi báo uống chút trà. Biết không, người nọ cười ha hả nói, có thể Chu Trác thật sự là không cười nổi. Biết, nha không đúng, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vậy Chu Trác giống như là tinh thần phân liệt, hồ ngôn loạn ngữ nói. Ha ha, vậy trước tiên như vậy đi. Người nọ ha ha cười một tiếng, cúp điện thoại. Phịch, Chu Trác trong tay điện thoại di động trực tiếp là bị hắn chiến sừng sững đập trên đất, đập vỡ. A, thiếu chút nữa bị viên binh vậy ngu đần hại chết. Thật may, thật là thật may à. Chu Trác một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy viên binh đánh Chu Trác điện thoại trực tiếp là không gọi được. Nếu như là ngày thường, Chu Trác Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên không gọi được, vậy viên binh nhất định cũng là sẽ không hoài nghi gì, trong lòng nhất định sẽ muốn hoặc giả là Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên hết pin chứ. Quên sạc điện, cái này các loại nguyên do. Có thể ngày hôm nay cái này đặc biệt cảnh tượng, thời gian hạ, nhưng do không được vậy viên binh lập tức thần kinh căng thẳng, cảm giác hiện tượng này là cực kỳ không bình thường. Tiếp à, tiếp, nghe điện thoại à, làm sao điện thoại tắt máy, làm sao? Gặp Chu Trác Chu phó thị trưởng điện thoại không gọi được, vậy viên binh bắt đầu cả người bốc mồ hôi lạnh, thất thố gầm nhẹ nói, diễn cảm lập tức trở nên có chút dữ tợn. Binh ca, chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, vậy từ lão cửu cũng là không khỏi có chút luống cuống, sắc mặt tái nhợt, hỏi. Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên tắt máy, không gọi được. Vậy viên binh khó khăn nuốt nước miếng, diễn cảm cũng là có chút tái nhợt. Vậy dữ tợn. Vậy dần dần là bị từng luồng kinh hoàng thay thế. Cái gì, ngươi nghe lời này, vậy từ lão cửu cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, môi không ngừng được run rẩy. Hắn lại không phải người ngu, ngược lại vẫn là người rất thông minh. Hắn có làm sao biết không hiểu Chu Trác Chu phó thị trưởng đột nhiên này đưa điện thoại di động cho tắt máy, cái này tất nhiên tuyệt đối là xảy ra điều gì thiên đại vấn đề. Điện thoại di động hết pin, đột nhiên tắt máy, xin nhờ. Cái loại đó không thực tế sai lầm cấp thấp có thể sao? Hơn nữa, coi như là điện thoại di động hết pin, cái này bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, không thể nào còn không có sạc chứ. Nghĩ đến đây, vậy từ lão cửu ánh mắt chợt run lên, rung giọng nói, binh ca, không phải là thật, thật vậy hai thằng nhóc túi chọc tới nhân vật lớn gì đi. Cũ nói nặng đề ra, nhưng lúc này đây, vậy viên binh cũng là lòng hoàn toàn luống cuống, ánh mắt lóe lên. Thần sắc tái nhợt, mang vẻ kinh hoàng. Chu Trác Chu phó thị trưởng người nào? Đây chính là bọn họ huyện Thành Dương cấp trên thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng, mà thành phố Bắc Sơn bây giờ lại là tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ hai, chính trị địa vị rất trọng yếu, coi như là Chu Trác là mấy vị kia phó thị trưởng chính giữa, quyền hạn yếu nhất, có thể ở nơi này Bắc Sơn, thậm chí tỉnh Chiết Giang một mẫu đất ba phân vẫn là có cường hãn sức ảnh hưởng. Trừ tỉnh lỵ Cùng Châu, những thứ khác tỉnh Chiết Giang vậy một lãnh đạo thành phố thấy hắn không khách khí, tôn xưng một câu Chu phó thị trưởng. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ liền bởi vì mình thoát khỏi hắn đi thăm dò tra chuyện này, lại để cho vậy Chu phó thị trưởng đem điện thoại di động cũng cho tắt máy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cho dù là lấy Chu Trác Chu phó thị trưởng như vậy tôn quý đại lão thân phận, cũng không muốn, thậm chí không dám dính vào chuyện này. Ngay tức thì, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Binh ca, ta nên làm gì bây giờ? Vậy, người nọ sẽ không thật dám dẫn người tới Thành Dương bắt chúng ta chứ? Vậy từ lão cửu thở hổn hển, ánh mắt kinh hoàng nói. Chuyện này hắn,
kia còn có cái gì huyện thành Dương Đạo Nhi lên danh hiệu vang dội cái gọi là Từ Cửu gia, vậy ngọn gió. Bất quá vậy không có biện pháp, trên thực tế vượt đến hắn vị trí này, thì càng rõ ràng, hắn những cái kia cái gọi là Đạo Nhi lên uy phong, ở chân chính nhân vật lớn hoặc là chánh phủ trong mắt, vậy bất quá chỉ là khoa nhi đồng mà thôi. Thật muốn có lớn năng lượng nhân vật lớn muốn thu thập hắn, vậy đơn giản là phân phút, rất đơn giản. Cho nên gặp bây giờ liền viên binh quan hệ như vậy mật thiết Chu Trác Chu phó thị trưởng, lại có thể bởi vì chuyện này mà liền điện lời cũng không dám mở ra, hắn từ lão cửu mới thật sự là ý thức được sự việc cực lớn không ổn. Như vậy chiến sừng sững nói, từng giọt mồ hôi lạnh, trực tiếp là từ trán hắn toát ra. Hoảng cái gì, hẳn không có chuyện gì, hẳn không có chuyện gì, chúng ta đây không phải là cái gì cũng không làm, Thiếu Kiệt còn có vậy Tiểu Tuấn cũng thảm như vậy. Người nọ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể? Viên binh cưỡng ép trấn định nói. Hắn giàu gì tất lại còn có cái huyện Thành Dương nhà giàu nhất thân phận, tập đoàn Thiên Hồng Tổng Giám Đốc, là cái này huyện Thành Dương thậm chí còn thành phố Bắc Sơn nạp thuế nhà giàu, cho nên hắn thật không tin, đối phương lai lịch có như vậy lợi hại, như vậy như bức. Nói bắt hắn. Vậy không thể nào. Cho nên hẳn không chuyện. Nhưng mà, lần này hắn nói cũng còn chưa nói hết. Cao hộ cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị đẩy ra. Ngươi, các người là ai à? Hai vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cao hộ y tá mặt đẹp trắng bệch chiến sừng sững đi theo cửa kia lui vào, ánh mắt sợ tới cực điểm, dung giọng nói. Cùng lúc đó, ở các nàng sau lưng, là từng vị ăn mặc mê thải quân phục, thần sắc lạnh lùng người. Một người trong đó tuổi tác xem ra tuổi tác không lớn, phỏng đoán 20-30 đi, mang trên mặt tà dị cười nhạt, đi vào. Điểm chính là, bọn họ giữ eo vậy cũng là cổ. Cũng, đều cầm súng. Ừ, cô gái nhỏ xinh đẹp quá mà, đừng sợ, chúng ta không phải tới tìm phiền toái, quân đội làm việc, ngoan ngoãn đi ra ngoài trước đi. Nghe lời, người trẻ tuổi kia một tay nắm một vị y tá trắng tinh thiên nga cầm, tà dị cười. Phải, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Vậy hai vị y tá nhỏ giống như là chạm điện liền vậy. Thân thể mềm mại run rẩy cũng không quay đầu lại chạy đi ra phòng bệnh. Ngươi, các ngươi là ai? Vậy viên binh cùng với Từ lão cửu thấy tình cảnh này mặt cũng liếc, còn kém không có bị hù được đặt mông ngay tại chỗ lên, quân đội. Chỉ gặp bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn người đến, rung giọng nói. Dám như vậy trắng trợn cõng súng tới, cái này, những người này có như thế coi trời bằng vung sao? Chúng ta là ai? Mới vừa không phải đã gọi điện thoại sao? Làm sao, đây cũng quá quý nhân nhiều chuyện quên liền chứ. Được rồi, trước còng lại. Viên binh, Từ lão cửu đúng không? Chúng ta hoài nghi các người cùng một dãy khóa quốc ma túy phạm tội có liên quan, và chúng ta đi một chuyến chứ. Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Nghe vậy Từ lão cửu cùng với viên binh đều là cả người run lên, ánh mắt run rẩy. Bởi vì, chuyện này mà bọn họ đúng là làm qua. Ta là tập đoàn Thiên Hồng Đồng sự trưởng, cái này huyện Thành Dương, thành phố Bắc Sơn nạp thuế nhà giàu. Ngươi, các người dựa vào cái gì mang ta đi? Vậy viên binh không nhịn được lại là sợ lại là cuống cuồng kêu lên. Dựa vào cái gì, cái này viên binh không gọi khá tốt, vừa gọi, người trẻ tuổi kia liền không nhịn được mắt lạnh trong hàn mang bạo tăng. Rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là quăng lên một cán súng máy cán thương hướng viên binh đầu hung hăng đập xuống. Đồng thời cười lạnh nói. Nhất thời, vậy viên binh liền như một quầy thịt vụn vậy ngã trên đất, mắt nổ đom đóm, choáng váng đầu hoa mắt. Thấy tình cảnh này Từ lão cửu chợt thân thể co giúp một cái, ánh mắt sợ hãi, lời cũng không dám nói. Dựa vào cái gì, tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi dựa vào cái gì. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia đưa tay từ trong túi sách lấy ra một bản màu đen chứng kiện, phía trên có quốc huy, còn có thiếu tướng Kim Tinh. Ta tự giới thiệu mình một chút, Nguyễn Tử Đường, cấp bậc là thiếu tướng, ngành đặc biệt tiểu đội trưởng, chúng ta ngành có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Bây giờ ngươi biết tại sao? Nguyễn Tử Đường cười lạnh nói. Hắn là phi báo tiểu đội trưởng, bị Vương Đại Sơn phái tới đặc biệt xử lý chuyện này mà sự việc. Hừ, lại dám trêu chọc đến tổng giáo quan trên đầu, nếu không phải tổng giáo quan nhân từ, trạch tâm nhân hậu, lão tử sớm liền trực tiếp diệt ngươi. Thiếu tướng. Vậy viên binh cùng với Từ lão cửu nghe vậy trực tiếp là bị sợ được hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Nguyễn Tử Đường, thật là không cách nào tin, vậy thật khó tin.
Bởi vì thiếu tướng, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là nước Cộng hòa tướng quân. Bây giờ lại là một vị tướng quân tự mình dẫn đầu tới bắt bọn họ, đây quả thực là sắp điên rồi. Điên rồi à? Ta cùng các người đi, cùng các người đi. Vậy từ lão cửu răng run rẩy, biết xong rồi, sụi lơ trên đất vô lực nói. Hắn muốn được xa hơn, đường đường một cái tướng quân, nhìn trận này chiến đấu bây giờ vẫn chỉ là tới chân chạy, vậy sau lưng hắn vị kia chân chính nhân vật lớn, hắn nhi tử còn có Viên Thiếu Kiệt chọc tới người nọ, có bao kinh khủng, có rất trâu bò, thật là không cần nói cũng biết. Vậy viên binh lúc này cũng là hoàn toàn ngồi phịch ở tại chỗ, môi lay động, không nói ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản trước hắn còn muốn tướng vậy tướng hắn nhi tử làm thành người không có chi giác hung thủ, hãy cùng rác dưới vậy thu thập. Hung hăng giết chết hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, người nọ muốn thu thập hắn, mới thật sự là giống như thu thập rác dưới vậy ung dung. Đối phương trong miệng vậy khóa quốc ma túy phạm tội quả thật cùng bọn họ có liên quan, một khi tra được, bọn họ là thật xong rồi. Rất nhanh. Viên binh, từ lão cửu bị mang đi. Không tới một ngày, vậy tập đoàn Thiên Hồng cũng là quỷ dị tuyên cáo phá sản. Thiên, tập đoàn Thiên Hồng không có. Không, không phải là. Huyện Thành Dương, Porsche nhà xe, vậy Cố Thực Sơn cố đại đầu từ trên TV đạt được tin tức này, miệng trong nháy mắt lớn lên lão đại, thật lâu hợp không được. Ở trong mắt tất cả đều là rung động, cùng với kính sợ. Ngày thứ hai, Tổng giáo quan. Phía trên người xuống, hẳn qua mấy giờ nữa sau trở về đến. Một chiếc máy bay trực thăng lên, đang lái về phía phi báo trụ sở mới chỗ ở. Vương Đại Sơn có chút mặt lộ vẻ áy náy, nói. Thật vất vả tổng giáo quan trở về quê quán cùng mẹ mình, nhưng bây giờ nhưng gây ra như thế vừa ra, hắn Vương Đại Sơn còn không xử lý tốt, tổng giáo quan trong lòng khẳng định không quá thoải mái. Tới thì tới thôi, cái này lại chuyện không liên quan ngươi. Ta đây muốn xem ai rãnh rỗi như vậy được nhàm chán, dám đến nhúng tay ta Trần Phi sự việc. Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn, nói. Vừa nói, hắn ở trong mắt nhàn nhạt hiện ra nhất luật lạnh nhạt sắc thái. Nguyên bản hắn lần này về trái đất là nghĩ xong tốt nghiêm tại kỷ luật, không động thủ thấy máu, nhưng bây giờ, đã phá kiêng, cũng tốt giống như không sao. Tổng giáo quan, ta nghe nói lần này từ phía trên đi xuống người, cùng Thiên Cực Môn có liên quan. Người tốt nhất đừng xem thường. Có thể Vương Đại Sơn nhưng nói như vậy nói. Thiên Cực Môn, đó là cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi. Thiên Cực Môn cũng là vậy trong Cự Linh Bí Cảnh Tông Môn một trong. Trước bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta cũng là bái nhập một vị Thiên Cực Môn trưởng lão môn hạ. Vương Đại Sơn nói. Như vậy, Trần Phi trầm ngâm một chút, hiếu kỳ nói, Thiên Cực Môn và vậy Bạch Xà giáo so, ai mạnh ai yếu. Cái này. Hẳn là Bạch Xà giáo lợi hại hơn một chút chứ. Vương Đại Sơn không xác định nói. Như vậy, vậy cũng không sao, Trần Phi cười một tiếng, càng cảm giác hơn không có vấn đề. Vậy Bạch Xà giáo đều đã yếu như vậy, cái này cái gì Thiên Cực Môn so Bạch Xà giáo cũng không được, vậy dĩ nhiên là lại càng không đáng hắn chú ý tới lòng. Vương Đại Sơn hơi ngẩn ra, nở nụ cười khổ, một bên là Trần Phi Trần Tổng giáo quan, một bên là hắn bây giờ tông môn. Hắn có thể nói gì? Bất quá vừa vặn lúc này, vậy phi báo mới trụ sở mới chỗ ở đến, Vương Đại Sơn thần tình nghiêm túc đứng dậy, chào kiểu quân đội một cái, nói. Tổng giáo quan, phi báo 7 đại đội 236 người, thỉnh cầu kiểm nghiệm. Bây giờ phi báo trụ sở mới chỗ ở, là đang đến gần thành phố Bắc Sơn một nơi vắng vẻ trong dãy núi. Thành tựu bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh tinh nhuệ nhất ngành đặc biệt. Phi báo ở sáng tác số người mặc dù cũng chỉ có 236 người, có thể vây quanh bọn họ cái này tòa căn cứ mà xây dựng huấn luyện, hậu cần cùng quân đội đơn vị, cộng lại cũng có hơn ngàn người nhiều. Cho nên bây giờ nơi này, hoàn toàn là thành tòa mô hình nhỏ căn cứ quân sự, ngăn cách với đời. Mà lúc này, phi báo trụ sở mới giáo trường lên, phi báo tất cả nhân viên ở sáng tác 236 người một cái không kém một cái không thiếu. Toàn tụ tập ở chỗ này, chờ bọn họ phi báo tổng huấn luyện viên đến. Dĩ nhiên, và 3 năm trước có một chút bất đồng chính là, hôm nay phi báo, cũng là nhiều không thiếu thành viên mới. Đều là các bộ đội tinh nhuệ, siêu cấp tinh anh. Nãi nãi, cái này tổng giáo quan rốt cuộc lúc nào tới à? Chúng ta từ buổi sáng đứng đến đây,
đều đã năm nhiều canh giờ, đây thật là kéo được. Một ăn mặc màu xanh đậm quân phục đại hán đầu chọc không nhịn được lẩm bẩm. Hắn là gần 2 tháng vừa mới tới phi báo tới. Bất quá ở tới đây phi báo trước, hắn nhưng mà được gọi là vạn người lính đặc chủng bên trong siêu cấp tinh anh. Siêu cấp tinh nhuệ, tất nhiên có mình kiêu ngạo, khó khăn phục dạy dỗ. Muốn chúng ta nhiều người như vậy một cái không sót xuống ở nơi này giáo trường đợi hắn năm nhiều giờ, cái này tổng giáo quan, thật đúng là cái khung hơi lớn à. Một vị khác đeo mắt kiếng gọng đen đầu đinh sát nam tử, đẩy một cái gọng kiếng, bĩu môi nói. Hắn tình huống, cũng là và đại hán đầu chọc kia không sai biệt lắm. Là gần 2 năm mới vừa gia nhập vào phi báo chính giữa tới. Nghe nói vị này tổng giáo quan 3 năm trước liền mới hơn 20 tuổi, bây giờ đỉnh thiên cũng chỉ 30, nói về, hắn thật là dựa vào bản lãnh thật sự ngồi lên chúng ta phi báo tổng giáo quan vị. Còn có người đột nhiên nói như vậy nói. Nhất thời, bầu không khí hơi đông lại một cái. Độc tích, im miệng. Đứng bọn họ một đội này trước mặt nhất một vị chừng 40 tuổi người trung niên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn nhưng mà 3 năm trước Trần Phi chưa biến mất thời kỳ cụ già, dĩ nhiên biết bọn họ vị này tổng giáo quan, là có nhiều đáng sợ, bây giờ nghe người thủ hạ như thế nói bậy nói bạ, tự nhiên có chút mất hứng. Xa đội, ta là ở thay cung lão đại không đáng giá. Hắn ở chúng ta phi báo vào sanh ra tử nhiều năm như vậy, còn nhiều lần xây kỳ công. Huy chương cũng xếp thành núi nhỏ, có thể bây giờ còn chưa phải là chỉ ngồi vào đại đội trưởng vị trí. Đúng, ta là không gặp qua vị kia tổng giáo quan, nhưng mà, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chừng 30 tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào. Dựa vào cái gì làm tổng giáo quan, cung lão đại so hắn lợi hại hơn chứ? Người nọ không phục nói. Cả đám ánh mắt nhìn về vậy chừng 40 tuổi người trung niên. Nhưng đều là chút gần 2 năm mới gia nhập phi báo. Không trải qua năm đó vậy, Trần Phi thời đại, người mới. Ha ha, những đứa nhỏ này tựa hồ là đối với tổng giáo quan không phục. Một vị cụ già lắc đầu một cái, khóe miệng câu cười nói. Nếu không có thể gọi thế nào người mới đâu. Bốn đội lão cung đích xác là lợi hại, bây giờ trên căn bản là chúng ta 7 đại đội chính giữa, thực lực mạnh nhất đại đội trưởng, đứng sau Vương Đại Sơn phó tổng giáo quan. Nhưng vấn đề là hắn có thể cùng Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan so sánh sao? Ha ha, quả nhiên là người mới, còn quá trẻ. Một vị khác cụ già cũng là cười, còn bất ngờ là một vị 7 đội cấp đại đội trưởng nhân vật khác. Năm đó, như vậy như mặt trời ban trưa, kiêu căng phách lối hổ báo đường đều bị Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan một người một ngựa diệt tất cả, đó là cái gì khái niệm? Sợ rằng trải qua thời đại đó người, đều biết cái này ý vị như thế nào. Cho nên cho dù là bọn họ bây giờ cũng đã có bước tiến bộ dài, đổi được so đã từng lợi hại rất nhiều, có thể bọn họ trong lòng, đối với Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan kính sợ cùng với kính ngưỡng không có chút nào yếu bớt, ngược lại, còn lại là thâm hậu. Độc tích. Nhưng vào lúc này, bốn đại đội đứng ở vị thứ nhất vậy nước chữ mặt to nam tử đột nhiên lên tiếng. Cung, cung đội, độc kia rắn mối nghe vậy rét một cái, nói. Ta thật cao hứng ngươi có thể đồng ý ta bỏ ra và cố gắng. Bất quá, đem ta cùng tổng giáo quan như nhau loại chuyện này mà, vẫn là chớ nói nữa. Nói sau, ta chỉ sợ là phải bị mấy cái khác người chuyện tiếu, ha ha. Cung đại đội trưởng không biết làm sao lắc đầu một cái, cười nói. Nói như vậy trước, trong lòng của hắn tựa như lại là hồi tưởng lại vậy 3 năm trước, một vị trẻ tuổi bóng người đại biểu bọn họ phi báo đại náo lĩnh Nam Cụm Núi, tuyệt diệt năm đó không ai bì nổi hổ báo đường, còn có vậy La Tôn. Thậm chí ban đầu ngày đó tổ bên trong rối loạn, cho tới bây giờ đều là từng cái truyền kỳ à. Có thể bị người thủ hạ cùng vậy chờ nhân vật truyền kỳ như nhau, hắn thật cao hứng, nhưng là, người vẫn là phải tự biết mình mà. Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan mặc dù có thể ở bọn họ phi báo vị trí ngồi lâu như vậy, còn như vậy đạt được tin phục, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một đôi lời đơn giản như vậy. Mà là toàn dựa vào quả đấm cùng máu tươi. Vậy vì vậy. Cho dù là 3 năm trôi qua, bọn họ phi báo năm đó một nhóm kia cụ già, vậy vẫn là phục. Chỉ phục Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, đó mới là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan. Những người khác, diễn cảm, vậy cũng là không tư cách. Cung, cung đội, độc kia rắn mối nghe vậy ngây ngẩn, yên lặng hồi lâu, mới không nhịn được khiếp sợ hỏi cung, cung đội, vị kia Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, thật có như thế lợi hại. Có lẽ chờ lát nữa, các người thì biết. Cung đại đội trưởng thần bí cười một tiếng.
Nhưng vào lúc này, trăm thước cao bầu trời, đang có một chiếc quân dụng máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới. Tới, nhất thời, vẻ mặt mọi người rét một cái, đứng nghiêm. Tổng giáo quan, chúng ta đến. Máy bay trực thăng lên, Vương Đại Sơn nói. Ừ, mở cửa đi. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Mở cửa. Vương Đại Sơn hơi ngẩn ra, rồi sau đó do dự nói, Tổng giáo quan, chúng ta bây giờ nhưng mà vẫn còn ở trăm thước cao bầu trời, nếu không, trước hết để cho máy bay trực thăng hạ xuống. Trăm thước cao bầu trời, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, muốn an ổn đi xuống, cũng có chút khó khăn được. Không cần, chỉ như vậy mở đi. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, đều đã hơn 3 năm không tới, chúng ta phi báo chắc cũng là nhiều không thiếu người mới chứ. Vương Đại Sơn nghe vậy hơi ngẩn ra, nhất thời rõ ràng liền Trần Phi hành động này là dụng ý gì. Tổng giáo quan, hắn theo lời mở ra máy bay trực thăng cửa khoang. Mau xem, là bọn họ phi báo máy bay trực thăng. Rốt cuộc đã tới. Đúng vậy, cái gì đó tổng giáo quan rốt cuộc đã tới. Nói về, chờ lát nữa chúng ta muốn không muốn cho vị kia tổng giáo quan, đánh phủ đầu ra oai. Hi hi, tê giác phải đi ngươi đi. Dù sao ta không đi. Ta lại không ngốc, ta cũng không muốn tìm ngược. Giáo trường lên, rất nhiều phi báo thành viên xì xào bàn tán nói. Có vài người thậm chí còn âm thầm lăm le, muốn cho cái này chưa từng gặp mặt, lại bị thổi được thần hồ kỳ thần tổng giáo quan một cái hạ mã uy. Hiển nhiên, có người thì thật không tin, chừng 30 tuổi người, lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào. Bọn họ nhưng mà tinh anh. Hơn 10.000 lính đặc chủng chính giữa chọn lựa ra tinh anh, sao có thể không kiêu ngạo, không có mình nhuệ khí. Có thể nhưng vào lúc này, vậy còn dừng lại ở trăm thước trên không máy bay trực thăng cửa khoang lại đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người đều là không nhịn được ngẩn người. Ồ, vậy máy bay trực thăng làm sao dừng lại, cửa khoang còn mở ra. Phi báo tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Đợi một chút, đó là cái gì? T, cái này, điều này sao có thể? Coi như sau đó một khắc, tất cả mọi người bọn họ nhưng không nhìn được vậy con ngươi là chợt rụt một cái. Rồi sau đó ánh mắt kia vậy trực tiếp là sợ hãi cùng rung động đứng lên. Bởi vì chỉ gặp vậy máy bay trực thăng cửa khoang ở đó trăm thước trên không mở ra sau đó, một đạo thân ảnh, lại trực tiếp là từ cửa khoang kia trong cái gì phòng hộ khí cái đều không mang đi ra. Mà, hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là... Người nọ đi ra máy bay trực thăng cửa khoang sau đó, bước chân đạp ở trên không khí lên, lại giống như là như dẫm trên đất bằng vậy từ từ chậm rãi đi xuống. Từ trăm thước trên không giống như là tản bộ vậy đi xuống. Ta, trời ạ, vậy máy bay trực thăng trên, thông qua mở ra cửa khoang nhìn Trần Phi đang chậm rãi đi xuống bầu trời bối cảnh, Vương Đại Sơn miệng mở thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Lăng không dậm chân, trăm thước trên không như dẫm trên đất bằng. Đây mới là Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan bây giờ thực lực chân chính sao? Cái này, đây quả thực là thần nhân à? Cái này, ta, chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Hắn từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Trên mặt đất, trong giáo trường một đám phi báo thành viên, nhất là những cái người mới kia từng cái giống như là ngu, tim như bị sét đánh, chiến sừng sững diễn cảm tức cười nói. Thiên lão gia ở trên cao, cái này... Đây tuyệt đối là bọn họ đời này làm qua buồn cười nhất, buồn cười mộng. Ca cao, có thể giấc mộng kia, tại sao còn không tỉnh đâu? Rất nhiều người dùng sức bóp nặn bắp đùi mình, tê. Thật là đau. Cảm giác được đau, những người đó ánh mắt lại là run rẩy, nhìn bầu trời trung tránh chậm rãi đi xuống bóng người giống như là thấy thần tiên vậy, đầu óc một hồi hồ dán. Rốt cuộc, thân ảnh kia rơi xuống đất, giống như là chín tầng trời hạ phàm thần tiên như nhau. Mang trên mặt rửng rưng nụ cười, thanh âm vang lên. Ừ, có một số việc trì hoãn một chút, cho nên tới được hơi chậm một chút, xin lỗi xin lỗi. Nghe vậy ngay tức thì, một tâm thần mọi người không nhịn được một hồi hoảng hốt. Hắn thật là bọn họ phi báo tổng giáo quan. Tổng giáo quan, ở tất cả mọi người lòng hoàng thần đong đưa, phi báo 7 đại đội 7 vị đại đội trưởng, cùng với vậy 3 năm trước cụ già đồng loạt mở miệng, tiếng như chuông lớn vậy hô. Tổng giáo quan, hắn thật là chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên. Ánh mắt kia nam đẩy một cái ánh mắt, thất thần nói. Những người khác nghe vậy, lại là diễn cảm một hồi hoảng hốt theo đắng chát.
nhất là những cái kia trước còn ôm muốn cho Trần Phi hạ mã uy ý tưởng người, bây giờ bọn họ đơn giản là hận không được cho mình mấy bàn tay, bởi vì Trần Phi cái này siêu cấp huyễn khốc ra sân phương thức, trực tiếp là tướng bọn họ ngây thơ ảo tưởng cho vỡ vụn. Hạ mã uy. Sợ rằng vậy là chuyện Tiếu Lâm còn không sai biệt lắm. Có thể đem không khí cũng coi là đất bằng phẳng đi người, cái này hắn vẫn là người sao? Đơn giản là thần tiên à. Mà như vậy phi nhân loại, sợ rằng một cái tay chỉ là có thể bóp chết bọn họ. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác là nghĩ đối với. Trần Phi hiện nay năng lực, bỏ ra lực lượng không nói, coi như là chỉ xem thân xác, đó cũng là người phàm trong mắt siêu phàm nhập thánh, tử hóa mưa gió sấm. Lăng không dậm chân đây chẳng qua là bình thường. Chỉ sợ cũng coi như là hỏa tiễn tới, cũng không cách nào tổn thương hắn thân thể chút nào, như vậy khái niệm là chân chánh khủng bố. Tổng giáo quan, một lúc sau, những cái người mới kia cuối cùng là bừng tỉnh, một mặt thần sắc hốt hoảng hét lớn. Những thứ này thiên chi kiêu tử, vạn người trở lên lính đặc chủng chọn lựa ra siêu cấp tinh nhuệ, siêu cấp binh vương, lúc này ở bọn họ Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mặt cũng là cúi xuống kiêu ngạo đầu. Hoàn toàn phục. Ừ. Trần Phi khẽ mỉm cười trong mắt đảo mắt nhìn giáo trường một vòng, cho mỗi một người đều các loại, nặng nề áp lực. Ta trước tại trên máy bay. Thật giống như nghe được các người nói muốn cho ta hạ mã uy. Lời này vừa nói ra, mặc dù thanh âm lộ vẻ được bình thường nhàn nhạt, có thể vậy giáo tràng thượng mọi người nhưng trong lòng tựa như là ngàn cân chùy lớn nện ở trên ngực vậy, hỗn loạn sắc mặt kia cũng tái nhợt, hoảng loạn lên. Không, không dám, rất nhiều người, nhất là vậy trước thật ôm như vậy tâm tư người mới theo bản năng cả người run rẩy, nhỏ giọng nói. Ha ha. Mà thấy tình cảnh này những cái kia phi báo tay lỏi đời, mấy ông già đều là không nhịn được thiện ý cười. Những đứa nhỏ này ngày thường kiêu ngạo ngất trời, ai cũng không phục, bây giờ, cuối cùng là biết lợi hại. Bây giờ ta ở nơi này, hạ mã uy cũng tốt, so tài, khiêu chiến cũng được, có ý tưởng đều có thể bước ra khỏi hàng đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Trần Phi mở miệng lần nữa nói, thanh âm đổi được thong thả rất nhiều. Thật ra thì ta cũng hiểu các người muốn gặp được cái gì, nếu như muốn gặp ta thực lực, bước ra khỏi hàng, người liền có thể gặp được. Lời ấy nói ra hồi lâu, không một người dám lên trước nửa bước, nhất là vậy trước gọi tương đối vui mừng những người mới, lại là sắc mặt đỏ bừng tướng đầu bước vào ngực. Cảm thấy trên mặt cũng sắp bốc khói như nhau. Hi hi, nếu không có ai bước ra khỏi hàng, vậy ta liền làm các người đồng ý ta. Được rồi, thả ung dung. Ta cũng không phải là cái gì ăn thịt người quái vật, mọi người cũng người mình, thả ung dung. Lại là cây gậy lại là táo ngọt, Trần Phi cười hắc hắc, đổi được thân cận, bình thường rất nhiều. Nhất thời, vậy đè ở mọi người ngực nặng nề áp lực vậy cuối cùng là dần dần biến mất. Một đám phi báo thành viên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại. Cái này tổng giáo quan, đơn giản là một thần nhân. Cũng là ở chỗ này đồng thời. Cảm nhận được tim mình miệng vậy nặng nề áp lực lại giống như là có thể bị người điều khiển vậy, chậm rãi thối lui, rất nhiều phi báo thành viên đều là ánh mắt run rẩy, tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng không phải là người bình thường, ngược lại vẫn là vậy hoa hạ bách vạn quân nhân chính giữa, tinh nhuệ ở giữa cấp tinh anh. Tự nhiên biết ngón này có thể như vậy nước chảy mây trôi, điều khiển tự nhiên, vân đạm phong khinh ngăn chặn tại chỗ 236 người khí thế thủ đoạn, ý vị như thế nào? Nếu không phải bọn họ ư tưởng tượng thần nhân, ai có thể, có ai tư cách làm đến bước này? Thật là ư tưởng tượng, thủ pháp hết sức cao minh. Tổng giáo quan. Lúc này, máy bay trực thăng rơi xuống, Vương Đại Sơn mặt đầy kính sợ cùng cảm thán đi xuống máy bay trực thăng. Trước Trần Phi trăm thước trên không như dẫm trên đất bằng đi xuống một màn kia, đơn giản là làm hắn trọn đời khó quên. Có lẽ, đây mới là hắn trong ấn tượng vô địch Trần Phi Trần Tổng giáo quan chứ. Thật là quá khủng bố, thật lợi hại. Đều đã hơn 3 năm không tới, làm lâu như vậy hất tay trưởng quỹ, nhắc tới, ta trong lòng cũng là có hơi chút áy náy. Ừ, như vậy đi, có một vấn đề muốn hỏi một chút các người có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy Vương Đại Sơn trên mình gật một cái, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống sau lưng phi báo tinh nhuệ mọi người, chậm rãi nói. Ừ, trở nên mạnh mẽ, đương nhiên muốn. Cái này còn phải nói sao? Một đám phi báo tinh nhuệ nháy mắt tức thì có chút thất thần. Bởi vì cái này chuyện đương nhiên câu trả lời vấn đề,
thật sự là hỏi bọn họ có chút ngẩn ra. Làm sao, vẫn chưa có người nào nghĩ xong ta vấn đề sao? Trần Phi ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, từ từ hỏi. Muốn, hội tổng giáo quan, chúng ta muốn phải trở nên mạnh. Vậy từng cái phi báo tinh nhuệ mới ở trong mộng mới tỉnh, như tiểu tức phụ vậy, thanh âm chợt lớn chợt tiểu đạo. Lớn tiếng chút, cũng không ăn cơm. Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói. Nhất thời, vậy chèn ép mọi người ngực khổng lồ áp lực trực tiếp là lại lần nữa xuất hiện. Làm vậy tất cả mọi người ngực cũng giống như là bị búa nện hung hăng gõ một cái. Như các người cũng chỉ có điểm này tư chất, vậy vẫn là có chút làm ta thất vọng à. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay tức thì, vậy một đám phi báo tinh nhuệ có chút mặt đỏ bừng. Báo cáo tổng giáo quan, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta phi báo tất cả mọi người, đều muốn trở nên mạnh mẽ. Vậy phi báo bốn đại đội trưởng cung họ mặt chữ quốc nam tử đứng dậy, giống to. Báo cáo tổng giáo quan, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta phi báo tất cả mọi người, đều muốn trở nên mạnh mẽ. Những người khác cuối cùng là vậy nhanh chóng phản ứng lại, khàn cả giọng gầm to. Cái này còn không sai biệt lắm. Bây giờ, ta điểm đến tên người, cũng bước ra khỏi hàng. Trần Phi theo ngón tay mấy cái hắn cảm giác coi như không tệ người. Bình thản nói, ai cái hướng ta động công kích, để cho ta xem các ngươi thực lực. Tổng giáo quan, Vương Đại Sơn hơi biến sắc mặt. Cái này, những cái kia bị gọi đến tên người vậy ngây ngẩn, nhìn lẫn nhau, không biết làm sao. Trần Phi ánh mắt rất độc, tất cả điểm đến người, cơ hồ đều là bây giờ phi báo chính giữa lợi hại nhất, là mấy vị kia đại đội trưởng, cùng với nhất lão tư cách tiểu đội trưởng. Làm sao, không người nguyện ý tới. Trần Phi ánh mắt đảo mắt nhìn giáo trường một vòng, nhàn nhạt nói, những thứ khác không có bị gọi đến tên, có ý tưởng, cũng có thể bước ra khỏi hàng. Hắn hành động này thật ra thì vậy hơi có mấy phần trắc nghiệm ý nghĩa. Vô luận là võ giả hoặc giả là người thu chân, dũng mãnh tinh tiến mới là vương đạo, đây chẳng qua là so tài bình thường mà thôi, muốn cũng không có can đảm, vậy chỉ sợ cũng là rất khó làm thành đại sự gì. Giữa lúc hắn trong lòng nghĩ như vậy, một người xếp nhiều người ra. Tổng giáo quan, ta tới. Chỉ gặp vậy bốn đại đội trưởng cung họ nam tử sắc mặt ngưng nhiên bước ra khỏi hàng mở miệng nói. Cung đội. Lão cung. Mọi người thấy người này đều kinh hãi. Tên chữ báo lên, Trần Phi nhìn hắn một cái, nói. Hồi bẩm tổng giáo quan, ta là phi báo bốn đại đội trưởng, cung quốc long. Cung quốc long lớn tiếng quát lên. Cung quốc long, tên không tệ, người vậy rất tốt, ít nhất người dám đứng ra. Đây mới là một vị cường giả chân chính hẳn có dũng mãnh tâm. Trần Phi thở dài nói. Có thể ở hắn trước tạo nên loại khí thế này, chiến trận chính giữa đi ra, đường đường tránh tránh đối mặt hắn, bỏ ra những thứ khác tư chất, tu vi không nói, cái này cung quốc long chỉ là dũng khí cùng tính tình, liền vô cùng là không tệ. Ít nhất hắn biết mỗi một cái nhân vật ngạo mạn, chân chính yêu nghiệt thiên tài, vậy cũng là cho dù là đến chết, cũng chưa sợ qua. Nghe vậy. Giáo trường một đám phi báo tinh nhuệ chính giữa hơi có chút xôn xao. Mời tổng giáo quan dạy bảo. Vậy cung quốc long thần sắc không nhúc nhích, nín thở ngưng thần, nói. Ta nhường ngươi ba chiêu. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương, cười nói, trong vòng ba chiêu, làm hết sức dùng bất kỳ thủ đoạn đánh bại ta. Nếu có thể để cho ta lui về phía sau nửa bước, vậy coi là ngươi thắng. Ừ, vậy cung quốc long ánh mắt chợt ngưng ngưng. Rồi sau đó, trực tiếp là có một màn mũi nhọn vẻ bộc lộ ra ngoài. Tổng giáo quan, vậy cung quốc long mà đắc tội với. Hô! Một tiếng quát chói tai, vậy cung quốc long giống như là ngủ say mãnh thú, chợt tỉnh lại, trên không nhào tới. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhìn được trong mắt bạo xúc chết nhìn chằm chằm vậy chiến trường chính giữa. Chút nào thoáng qua đều là bỏ không được có đinh điểm bỏ qua. Vậy cung quốc long cả người giống như là mãnh hổ vậy nhào tới, hai cái sắt thép chế tạo tay khổng lồ tựa như tôm kẹp chặt, làm bộ hung hăng ôm một cái, ở đó đột nhiên vang lên một ngạt bao bọc tiếng chính giữa trực tiếp là tướng Trần Phi thân thể ôm lấy. Mọi người không nhìn được trong mắt chợt ngưng ngưng, ánh mắt không nhìn được kinh nghi. Bởi vì lấy bọn họ thực lực và nhãn lực sức lực, như thế nào không nhìn ra, một chiêu này, lấy cung quốc long cung đội hoàn toàn thả ra thực lực, nếu thật bị ôm trong. Chính là một cái người sắt, cũng được vò nát. T, cái gì, có thể một khắc sau thì có người không nhìn được kinh hô lên,
mặt đầy rung động. Bởi vì bị như vậy cự lực chính diện đánh trúng Trần Phi, lại có thể không có chút nào tổn, thậm chí liền sắc mặt đều không đổi một chút, vạt áo, cũng cho người cảm giác không loạn. Cũng không tệ lắm, tiếp tục đi. Trần Phi nhìn đầy mắt kinh động Cung Quốc Long, loãng cười nói. Vậy Cung Quốc Long thở một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lại lần nữa ra tay. Hô! Lần này, chỉ gặp hắn hai chân tách ra, bày ra dáng điệu, rồi sau đó mãnh dậm chân một cái, ngay tức thì, một cổ khổng lồ khí ép trực tiếp là tướng vậy chu vi 10 mét bên trong đất đai cũng đè sụp hơn 10 cm. Mà hắn cả người, cũng là hoành thân liền đụng tới. Đây là núi thiết CMN, bát cực quyền trông nhà bản lãnh. Rất nhiều người đều là nhìn ra liền Cung Quốc Long một chiêu này lai lịch. Núi thiết dựa vào, một chiêu này nếu là ở truyền thuyết kia trong bát cực quyền tông sư trong tay, chỉ sợ là có thể để cho một tòa núi nhỏ cũng sập. Mà đây Cung Quốc Long tuy không phải tông sư, nhưng mà, tiên thiên trung kỳ vẫn có. Cho nên một cái đụng này lực, ở người bình thường trong mắt, thật là khó có thể tưởng tượng. Phịch. Tiếp theo, lại là một đạo một ngạt, tiếng vang điếc tai. Chỉ gặp vậy Cung Quốc Long chợt vừa người dựa vào một chút, nhưng cảm giác mình tựa như là đụng phải mật độ cao chất liệu cứng rắn kim loại vách tường hợp kim lên, thân thể, ngay tức thì là đã tê dần. Lập tức bị phản chấn đến thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Rào rào. Cái này, không phải đâu. Đây không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Bên trong giáo trường không khỏi xuất hiện một hồi xôn xao. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là có chút kinh người. Khoa trương đến làm người ta chỉ. Mà vậy Cung Quốc Long lúc này cũng là không nhịn được ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Phi, mới vừa rồi kinh khủng kia lực phản chấn độ, đơn giản là làm hắn trọn đời chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Thậm chí, trong chỗ u minh hắn cũng có loại cảm giác, nếu không phải Trần Phi thu tay lại, sợ rằng, chỉ là cái này lực phản chấn, cũng đủ để tướng hắn sống sờ sờ cho động chết. Nghĩ đến đây, may là vậy Cung Quốc Long, cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài. Đầy mâu tràn đầy khó mà hình dung sợ hãi cùng rung động. Nguyên lai đây mới là tổng giáo quan chân chính thực lực sao? Đây quả thực, đơn giản là quá mạnh mẽ à? Cùng lúc đó, vậy Vương Đại Sơn trong ngực một cái gọi máy đột nhiên vang lên. Hắn hơi biến sắc mặt, rồi sau đó lặng lẽ không hơi thở, thần sắc vội vã bước lui ra giáo trường. Trong giáo trường, Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn hình bóng, như có điều suy nghĩ, nhưng một giây kế tiếp hắn liền không có để ý tới. Rồi sau đó liền gặp hắn ánh mắt dừng lại ở sắc mặt còn ở vào rung động chính giữa Cung Quốc Long trên mặt, cười nói, lực đạo cũng không tệ lắm, chính là độ chậm chút, cần phải tăng cường luyện tập. Tiếp tục đi, còn có một chiêu. Là, tổng giáo quan. Vậy Cung Quốc Long lại lần nữa thở một hơi thật dài, ở trong mắt lần này là hiện ra thật sâu toàn lực ứng phó vẻ. Oanh! Chỉ gặp hắn chợt cả người chân khí một trào, cả người trực tiếp là giống như đại bàng dương cánh vậy bay lên không. Ánh mắt sắc bén đáp xuống, khí thế kinh người, làm vậy không khí đều tựa như là vị đưa chiến động. Một cái dấu móng tay như chim thương ưng vậy xé xuống. Chim thương ưng móng. Dấu móng tay xé trời, như chim thương ưng thế. Cùng lúc đó, vậy giáo trường bên ngoài cũng đã là có mấy người lập ở nơi đó. Ánh mắt ngạo nghễ, lạnh lùng. Chỉ gặp mấy vị kia người đến cộng là có một vị ông già, cùng với đối với trai gái. Ông cụ kia nhìn như ước chừng 70 đến 80 tuổi, toàn thân gầy đét, cho người cảm giác giống như là được chi tướng mục nát khô mộc vậy. Trên cánh tay, từng cây một màu đen, đục ngầu mạch máu nhô ra, ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt bụi đất mang, để cho người cảm giác có chút dọa người. Mà ở nơi này vị nhìn như có chút dọa người sau lưng lão giả, chính là vậy đối với trai gái. Nam thân hình cao lớn, ước chừng 40 tuổi, ánh mắt tràn đầy dâng trào nhuệ khí cùng kiêu ngạo. Còn cô gái kia thì hơi có vẻ kiều mị cùng với nở nang, một bộ hồng bào, mặt như đỏ tươi hoa, vóc người vô cùng là hỏa cay. Mà bọn họ nhìn tuổi tác tất nhiên cũng không phải bọn họ thực tế tuổi tác. Bởi vì bọn họ đều là người tu chân. Tu chân giới, có thể biểu hiện ra bên ngoài tư thái, muốn xa so với người bình thường nhìn như trẻ tuổi nhiều lắm. Bình thắng sư thúc, ngài lại có thể đích thân đến. Vương Đại Sơn vừa thấy được vậy chừng 40 tuổi kiêu ngạo nam tử. Liền không nhịn được mặt liền biến sắc. Bởi vì người nọ hắn biết, chính là sư phụ hắn sư đệ, thiên cực môn trưởng lão cấp nhân vật, Trịnh Bình Thắng. Sư thúc, Bình Thắng, hắn là, lão giả kia hơi ngẩn ra,
nhìn một cái Vương Đại Sơn, hướng sau lưng chừng 40 tuổi kiêu ngạo nam tử Trịnh Bình Thắng nghi ngờ nói. Kêu Bình Thắng thằng nhóc này sư thúc, chẳng lẽ nói, là bọn họ Thiên Cực môn người. Vạn Lai sư thúc, đây là cao sư huynh mới thu học trò. Vậy Trịnh Bình Thắng giải thích một câu, nhìn Vương Đại Sơn, nhàn nhạt nói, vị này là ta Thiên Cực môn Vạn Lai trưởng lão, cũng là ta còn có sư phụ ngươi sư thúc. Sư phụ sư thúc. Vậy Vương Đại Sơn nghe vậy thất kinh, vội vàng cúi người xuống, vô cùng cung kính hướng ông già hành lễ nói, Vương Đại Sơn, gặp qua Vạn Lai sư thúc tổ. Ừ, xem ra Cao Thắng là thu cái coi như là khá lắm rồi đồ nhi. Được rồi, không cần đa lễ, đây là đồ nhi ta Đường Hoa. Lão già kia Vạn Lai khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Giữ bối phận, Vương Đại Sơn đều đã xếp hàng hắn đồ tôn thế hệ, cho nên như vậy thái độ, vậy không việc gì không ổn. Vương Đại Sơn gặp qua Đường Hoa sư thúc, Vương Đại Sơn vội vàng hướng phu nhân kia hành lễ nói. Vạn Lai sư thúc tổ đồ nhi, bên kia cũng là hắn sư thúc. Là cùng sư phụ hắn một bối phận. Ừ, ngươi khỏe, vậy Đường Hoa mặc dù cũng chỉ đáp lại vài ba lời, có thể thái độ đó nhưng rõ ràng muốn so với ông già Vạn Lai cùng với Trịnh Bình Thắng tốt hơn nhiều. Cười chúm chím thản nhiên nói. Rồi sau đó lại gặp Kỳ chủ động mở miệng nói, Vương Đại Sơn. Nếu ngươi ở nơi này, vậy các ngươi phi báo vị kia Trần Phi Trần Tổng giáo quan đâu? Hắn bây giờ người ở đâu, ngươi không thông báo đến chúng ta muốn đi qua. Hồi bẩm Đường Hoa sư thúc, các ngươi mời xem. Vương Đại Sơn đưa tay chỉ trong giáo trường, vẫn còn ở cùng cung quốc long so tài Trần Phi, nhẹ giọng nói, vị trẻ tuổi kia chính là chúng ta phi báo Tổng giáo quan, Trần Phi. Hắn, nghe vậy, theo Vương Đại Sơn ngón tay phương hướng nhìn sang. Lão giả kia cùng với Đường Hoa các người đều là không nhịn được khẽ nhíu mày đứng lên. Quả nhiên như tin đồn theo như lời. Thật đúng là trẻ tuổi à. Đường Hoa nhíu mày một cái, như có điều suy nghĩ nói. Ha ha, mà vậy Trịnh Bình Thắng trực tiếp là giễu cợt, miệng đầy châm chọc, liền hắn vậy dám tuyên bố diệt Bạch Xà giáo cả nhà. Cũng không biết vậy Bạch Xà giáo có phải hay không xem ở chúng ta Thiên Cực môn mặt mũi, làm sao không có làm giòn trực tiếp làm thịt thằng nhóc kia. Thành tựu Thiên Cực môn sinh trưởng ở địa phương nhân tài mới nổi, hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, vậy Bạch Xà giáo là có lợi hại dường nào, thậm chí là so bọn họ Thiên Cực môn cũng mơ hồ tăng thêm một bậc. Liền bọn họ Thiên Cực môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền trong sân vậy mặt hàng lại cũng dám nói ẩu nói tả, nói muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo, trời xanh vốn nên lòng dạ độc ác Bạch Xà giáo những người đó lại có thể không làm thịt hắn. Làm hắn tạm thời ra chút ngọn gió, điều này có thể làm cho tới nay cũng từ dự là Thiên Cực môn nhân tài mới nổi, dị bẩm thiên phú hắn Trịnh Bình Thắng, trong lòng nhìn sẽ thoải mái, sẽ thoải mái. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Vương Đại Sơn trên mặt không khỏi một hồi lúng túng, thậm chí trong lòng cũng không nhịn được có chút nổi giận, có thể bởi vì Trịnh Bình Thắng thân phận, không dám biểu lộ ra. Chính là hắn sao, chỉ có lão giả kia Vạn Lai thấy Trần Phi bóng người không nhịn được hơi có chút nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Bởi vì tuy nói lúc này Trần Phi ở đó giáo trường chính giữa chiến đấu, hoặc là so tài chỉ điểm, hắn căn bản là hoàn toàn cũng nhìn không thuận mắt, có thể không biết tại sao, trực giác nhưng đang nhắc nhở hắn, người trẻ tuổi kia, tựa hồ là không quá đơn giản. Nhưng vào lúc này, vậy cung quốc long một cái, chim thương ưng móng, hung hăng xé ở Trần Phi trên mình, nhưng mà, lại bị người sau tiện tay bình thản phá vỡ, giống như là vân đạm phong khinh, ung dung thoải mái vậy. Lúc này mới làm lão giả kia một đôi đục ngầu hai tròng mắt hơi lóe lên mấy phần. Người trẻ tuổi kia đúng là thực lực không tệ, lưu có không ít dư lực. Bất quá chỉ là như vậy, liền ý nghĩ hảo huyền, không biết tự lượng sức mình mưu toan đi trêu chọc Bạch Xà giáo như vậy kinh khủng tông môn, liền cũng là quá ngây thơ rồi. Nói đến đây, hắn không nhịn được lắc đầu. Bạch Xà giáo lợi hại, lấy hắn thân phận đương nhiên là như vậy trong lòng. Có lẽ... Bạch Xà giáo trên trái đất này phân đà thực lực vậy, có thể vậy bọn họ trong cự linh bí cảnh, Bạch Xà giáo tổng đà, cũng tuyệt đối là làm người ta hít thở khó khăn đồ vật khổng lồ. Bọn họ cự linh bí cảnh cao cấp nhất thế lực, làm có hai giáo, ba tông, danh xưng là. Bạch Xà giáo, chính là vậy hai giáo một trong, mà bọn họ Thiên Cực môn cũng còn không có nhập liệt vậy thế lực cao cấp xưng vị tư cách. Nghĩ như thế, hắn lại là cảm thấy Trần Phi quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Bởi vì liền bọn họ Thiên Cực môn cũng không trêu chọc nổi Bạch Xà giáo, Trần Phi chính là như vậy một người trẻ tuổi, lại coi là cái gì?
Vương Đại Sơn nghe vậy có chút không phục, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là cứng họng. Bởi vì ông già đông tới nhưng mà sư phụ hắn sư thúc tổ cấp bậc nhân vật lớn. Cái loại đó đại nhân vật ánh mắt, cho dù là hắn không muốn bởi vì tin tưởng, có thể, chắc cũng là đúng nhất xác thực, nhất sắc bén, không phải sao? Ha ha, xem ra chúng ta hôm nay là một chuyến tay không? Vậy Trịnh Bình Thắng lại là không nhịn được giễu cợt nói. Mặt đầy ngạo nghễ cùng châm chọc. Vương Đại Sơn mặt đỏ bừng, hai quả đấm nắm chặt chặt. Nhưng hắn vẫn là không có dám mở miệng phản bác cái gì. Đây là, vậy trong giáo trường đã là phân ra được thắng bại. Trần Phi tiện tay chặn lại vậy cung quốc long, chim thương ưng móng, rồi sau đó trực tiếp là chỉ một cái, liền làm vậy cung quốc long thân thể cương tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể là nhận thua. Tổng giáo quan, ta thua. Cảm nhận được mình cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích tình trạng thân thể, vậy cung quốc long đầy mắt chấn động, thở một hơi thật dài, nhận thua. Người tư chất không tệ, hơn nữa có thể đem chiêu thức này vận dụng như vậy thành thạo, chắc cũng là xuống khổ công phu. Ừ, như vậy, ngày mai ngươi đến tìm ta cho ngươi chuẩn bị ít thứ. Trần Phi trầm ngâm chốc lát, nói. Cái này cung quốc long có thể ở tuổi như vậy thành là tiên thiên trung kỳ cường giả, điểm chính là thủ đoạn này cùng công kích, cũng có thể làm hắn thấy loang loáng điểm, đây tuyệt đối là đáng quý sự việc. Vậy vì vậy, Trần Phi tựa hồ nổi lên lòng yêu tài, muốn cho cái này cung quốc long đơn độc mở khai tiểu táo. Nghe vậy, vậy Phi báo tinh nhuệ thành viên đầy mặt hâm mộ. Đa tạ tổng giáo quan, vậy cung quốc long cũng là không nhịn được kích động nói. Nhưng một giây kế tiếp, hắn tựa hồ chú ý tới giáo trường bên ngoài nhiều những người khác, định thần vừa thấy, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói tổng giáo quan ngươi xem bên ngoài. Những người đó là... Những người đó, Trần Phi khóe miệng nhỏ liếc về quét những người đó một cái, không mặn không lạt nói, không biết, vậy không nhận biết. Không cần phải để ý đến bọn họ. Có thể hắn không muốn quản, trời xanh có vài người nhưng nếu không phải là đụng đến cửa. Chỉ gặp vậy thiên cực môn Trịnh Bình Thắng đột nhiên ngang rảo bước đi vào giáo trường tới, mang trên mặt vẻ ngạo mạn, nhìn Trần Phi, liếc mắt nói, ngươi chính là vậy Trần Phi. Nhất thời bên trong giáo trường một đám phi báo tinh nhuệ không nhịn được thần sắc tức giận, cái này người nào, ở bọn họ phi báo bên trong căn cứ dám lớn lối như vậy. Trần Phi đồng dạng cũng là lãnh đạm quét người nọ một cái, ừ đâu, luyện khí tầng 7. Rác dưới, liền trực tiếp là không thấy. Ngươi dám coi thường ta, gặp Trần Phi lại dám coi thường hắn, vậy thiên cực môn Trịnh Bình Thắng sắc mặt âm trầm xuống. Có gì phải làm, Trần Phi lúc này mới lại đang nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Có gì phải làm, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à. Ta hỏi ngươi, muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo vậy không biết trời cao đất rộng cuồng ngôn, nhưng mà ngươi nói ra. Trịnh Bình Thắng lạnh lùng mắng. Ta muốn biết, ngươi là ở lấy thân phận gì nói chuyện với ta. Trần Phi thản nhiên nói, ánh mắt rơi ở trên người đối phương, có chút lạnh nhạt, ta là phi báo tổng giáo quan, cấp bậc là chính tỉnh cấp bộ. Ngươi bây giờ ở ta trước mặt làm càn như vậy, có phải hay không chức của ngươi cấp so ta còn cao hơn? Ngươi nói gì? Vậy Trịnh Bình Thắng mặt liền biến sắc, âm trầm nổi giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi thân là một người tu luyện, lại còn biết cầm thân phận này tới đẻ hắn. Bình Thắng, im miệng, nhưng vào lúc này... Một đạo nhẹ nhàng tiếng của trách truyền tới. Lão giả kia vạn lai sắc mặt bình tĩnh đi tới. Đồng thời, hắn ánh mắt vẫn là lấp lánh rơi xuống Trần Phi trên mình. Bọn họ thiên cực môn cùng với là cùng Hoa Hạ Chánh Phủ đạt thành đồng minh hợp tác, cho nên có một số quy củ, cho dù là bọn họ căn bản liền nhìn không thuận mắt, nhưng vậy vẫn là phải được tuân thủ, nếu không không nói được. Ta tự giới thiệu mình một chút, lão phu thiên cực môn, vạn lai. Rồi sau đó liền gặp lão giả kia vạn lai hướng Trần Phi nhàn nhạt nói. À, Trần Phi đáp lại vậy rất đơn giản, chỉ một cái chữ, nha. Đơn giản sáng tỏ. Lão giả kia vạn lai khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, chúng ta tới đây mục đích, tin tưởng Vương Đại Sơn đã cùng ngươi nói. Bạch Xà giáo là ngươi hoàn toàn không trêu chọc nổi đồ vật khổng lồ, mà chuyện này. Chính ngươi đi chịu đòn nhận tội đi, nếu không, hậu quả, ngươi không gánh nổi. Xin tội, không gánh nổi. Trần Phi không nhịn cười được, nhàn nhạt nói ta sẽ nhớ ngươi những lời này, hơn nữa, ta còn không phải thì phải muốn xem, trong miệng ngươi vậy cái gọi là hậu quả, ta Trần Phi kết quả thừa không gánh vác nổi.
Ừ, lão giả kia vạn lai cuối cùng là sắc mặt âm trầm xuống, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn, ngươi không phải nếu như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Thật nếu là chọc giận Bạch Xà giáo, hậu quả ngươi không gánh nổi. Có thể bây giờ nhìn lại, sợ thật giống như cũng chỉ là các người chứ. Ha ha, vậy Bạch Xà giáo thật đáng làm các người sợ đến như vậy. Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói. Nhất thời, lão giả kia vạn lai sắc mặt trực tiếp là đổi được âm trầm như nước đứng lên. Rồi sau đó, hắn trong mắt còn hiện ra nhàn nhạt nóng giận hung quang. Trần Phi, riêng ta nói mấy câu, chuyện này tuy nói ngọn nguồn sai không ở ngươi, là bởi vì là sư phụ ngươi Minh Đạo Xuyên, có thể dù sao đối phương đây chính là Bạch Xà giáo, cho nên. Ông già vạn lai còn chưa nói hết, Trần Phi liền lãnh đạm quét hắn một cái, nói, được rồi, xin trở về đi. Cái này không quá hoan nghênh các người. Ngoài ra nói nhiều một câu, các người những người này à, thật không thích hợp làm thuyết khách. Ngươi, lão giả kia vạn lai ánh mắt giận dữ, âm lãnh nói, Trần Phi, chúng ta có lòng tốt tới khuyên ngươi, ngươi không muốn thật là quá đáng. Sư thúc tổ và loại vật này nói nhảm cái gì? Vậy Trịnh Bình Thắng không nhìn được đứng dậy, ánh mắt âm lãnh, khiêu khích nhìn Trần Phi nói, họ Trần, ngươi dám cùng ta động thủ thử một chút. Trần Phi ánh mắt chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng rốt cục thì lại lần nữa rơi xuống vậy Trịnh Bình Thắng trên mặt. Theo Trịnh Bình Thắng khiêu khích này tuyên chiến, bên trong giáo trường bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút cứng ngắc cùng ngưng động. Trịnh sư thúc, Vương Đại Sơn không nhịn được hơi biến sắc mặt. Im miệng, đây có người nói chuyện tư cách, vậy Trịnh Bình Thắng quát lạnh một tiếng, nói châm chọc. Ta, nghe vậy Vương Đại Sơn sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút đỏ lên, nắm chặt quả đấm. Được, những người này thứ gì, có phải hay không quá kiêu ngạo? Mà vậy đông đảo phi báo tinh nhuệ thành viên nghe vậy thấy vậy cũng là tức giận khó dằn, mặt lộ vẻ lửa giận, nhưng lại không thể ra sức. Bởi vì những người này có thể bị Vương Đại Sơn Vương Phó Tổng Giáo quan tự mình mang đến căn cứ, vậy tất nhiên rất có thể là lai lịch không nhỏ, phía trên, người. Hơn nữa coi như là bào trừ cái này không nói, bàn về kỹ thuật bắn, bàn về kỷ luật, luận chiến đấu. Bọn họ mỗi người đều là hoa hạ bách vạn quân nhân ở giữa tinh nhuệ, vô luận chiến trường xung phong vẫn là rừng cây quỷ chiến, bọn họ không sợ chút nào. Nhưng duy chỉ một chút, bàn về thực lực, bọn họ nhưng xa không phải là truyền thuyết kia trong người tu đạo địch thủ. Cho nên cho dù là bây giờ bọn họ chân khí vẫn khó dằn, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhìn. Hơn nữa tổng giáo quan lớn người cũng còn chưa lên tiếng. Người nói hắn không có ở cái này nói chuyện tư cách. Chẳng lẽ, ngươi liền lấy là ngươi lại đang cái này nói chuyện tư cách? Ngươi lấy là, ngươi là thứ gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi ánh mắt lạnh lùng rơi vào vậy Trịnh Bình Thắng trên mặt, lạnh như băng nói. Ngươi nói gì, ta thiên cực môn Trịnh Bình Thắng, ngươi lại dám nói ta, không tư cách. Vậy Trịnh Bình Thắng sắc mặt ngay tức thì âm trầm, cắn răng nghiến lợi cả giận nói. Thiên cực môn Trịnh Bình Thắng, danh tự này cho dù là đặt ở bọn họ trong cự linh bí cảnh. Trẻ tuổi trong đồng lứa vậy coi là khá có danh tiếng, kết quả bây giờ ở nơi này Trần Phi trong mắt lại bị hoàn toàn không thấy, thậm chí, còn nói hắn không tư cách, là thứ gì. Phảng phất là hắn chẳng qua là chỉ con mèo, con chó vậy. Như vậy khinh thị, nhục nhã như vậy, làm sao có thể làm hắn kiêu ngạo nội tâm không đau nhói. Không buồn giận vạn phần. Ta đích xác là cho rằng ngươi không tư cách ở ta trước mặt nói chuyện, làm sao, ngươi không phục. Trần Phi lúc này trong lòng cũng là có chút hỏa khí, nói chuyện vượt không khách khí, lạnh lùng nói. Phải không, khẩu khí thật là lớn. Bình Thắng tuy chỉ là ta thiên cực môn nhân tài mới nổi, nhưng nếu là muốn cùng ngươi bực này người so tài một chút, cũng là hoàn toàn đủ rồi. Hiểu không, vậy thiên cực môn ông già vạn lai lạnh nhạt nhìn Trần Phi, nói. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi nếu như thật là có can đảm, cũng không dám cùng ta so tài một chút. Không phải là sợ chưa? Vậy Trịnh Bình Thắng châm chọc nhìn Trần Phi, trong lời nói lộ ra một chút khinh miệt. Ngươi nói gì? Chúng ta tổng giáo quan biết sợ. Bên trong giáo trường không thiếu phi báo thành viên đều là gấp gáp nóng nảy. Nghe vậy, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, ngươi lấy là ngươi là ai à? Dám khiêu chiến chúng ta Trần tổng giáo quan, có tư cách. Những thứ khác phi báo thành viên cũng là không nhịn được quát mắng. Nguyên bản cái này phi báo cơ đất chính là bọn họ địa bàn, mà bây giờ những người này nhưng như vậy nghênh ngang, phách lối vạn phần tới khiêu khích, ngang ngược, không tức giận mới là lạ.
ta là ai, ta không tư cách, ha ha, tốt, rất tốt. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trịnh Bình Thắng nhưng tầm mắt đảo mắt nhìn cỡ đó, trên mép, buộc vòng quanh nồng nặc nụ cười châm chọc. Các người muốn biết ta tư cách, tốt lắm, vậy ta Trịnh Bình Thắng sẽ để cho các người những thứ này tên nhà quê, phế vật, mở mắt một chút. Phịch! Hắn nói xong, trong cơ thể linh khí cuồng trào, trực tiếp là tuôn ra đó thuộc về luyện khí tầng 7 mãnh liệt uy áp. Nhất thời, cái này cả tòa giáo trường mặt đất đều bắt đầu run rẩy, tất cả mọi người đều đứng không vững, thậm chí vậy trong không khí, cũng giống như là có gió lốc lớn xoắn ốc chậm rãi xanh thành, làm vậy một đám phi báo tinh nhuệ thành viên đứng cũng không vững. Ánh mắt kinh hãi, rung động đứng lên. Cái này, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm thần sắc ngạo nghễ Trịnh Bình Thắng, trong ánh mắt tràn đầy run rẩy cùng với khó tin. Này, người này, lại có thể lớn mạnh như vậy. Tu, người tu đạo luyện khí tầng 7. Vương Đại Sơn ánh mắt lay động, cơ hồ là dùng giọng run rẩy nói ra lời nói này. Bởi vì người tu đạo luyện khí tầng 7, đây chính là đủ để sánh bằng cổ võ giả tiên thiên đại tông sư khủng bố cao độ, người phàm hạng mục chi không đạt tới. Hắn sư thúc Trịnh Bình Thắng, lại có thể đã là cái loại đó đáng sợ độ cao. Cái này, đây quả thực. Coi như ngươi có chút con ngươi. Hừ, chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng ngạo nghễ gật đầu, khinh miệt, khiêu khích nhìn Trần Phi, bây giờ, biết ta thực lực, có phải hay không sợ hơn? Nếu không như vậy, ngươi bây giờ cúi đầu nói một câu chữ phục, ta liền thu tay lại, như thế nào? Như vậy khiêu khích lời nói, trực tiếp là làm vậy mọi người biến sắc. Tổng giáo quan. Một vị phi báo người mới không nhịn được kêu lên. Tổng giáo quan. Một vị khác phi báo cụ già cũng là không nhịn được khẩu khí này, bực bội hét. Tổng giáo quan, ra tay đi, để cho hắn biết biết lợi hại. Phi báo mọi người đồng loạt gầm thét. Phải biết đây chính là bọn họ phi báo đại bản doanh, ổ căn cứ. Mà mỗi người bọn họ tất cả đều là hoa hạ bách vạn quân nhân chính giữa cấp tinh nhuệ, ngạo khí lăng vân, nhưng bây giờ, bọn họ đi bị người như vậy phách lối dậy đến cùng. Loại này bực bội. Thật là không có biện pháp để cho bọn họ nuốt xuống. Trong lòng bọn họ mặt đều là nín nhất khẩu ác khí, ánh mắt kích động, mong đợi nhìn về Trần Phi. Mà Trần Phi lúc này cũng là hoàn toàn sắc mặt âm trầm xuống. Trong con người tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng âm lãnh, phong tỏa ở đó một mặt khiêu khích cùng ngạo nghễ Trịnh Bình Thắng trên mặt. Làm sao, không phục, không phục vậy ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là chịu phục. Ngươi loại người này. Cũng dám vọng tưởng nói ra tiêu diệt Bạch Xà giáo cái loại đó hoành hoang, thật là xấu hổ mất mặt. Vậy Trịnh Bình Thắng cười, nói châm chọc. Nói về, các người là vậy thiên cực môn chó sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì? Càn rỡ. Cứ như vậy một câu thật đơn giản nói, nhưng là làm vậy Trịnh Bình Thắng cùng với ông già Vạn Lai cũng ngay tức thì sắc mặt tái xanh, cứng ngắc. Phẫn nộ quát, giống như là kích động đến bọn họ chân đau. Như vậy một câu nói đơn giản, một cái chó chữ, trực tiếp là làm bọn họ trong lòng trùm lên to lớn làm nhục. Lau chi không đi. Bởi vì là như vậy, bọn họ không tìm được lý do để phản bác. Hôm nay, bọn họ đúng là lấy Bạch Xà giáo, chó thân phận, tới gặp Trần Phi. Bọn họ vô cùng sợ Bạch Xà giáo vậy chờ lòng dạ độc ác ma môn giận, nổ tung. Vạ lây đến bọn họ. Nói khoác mà không biết ngượng đồ. Bình Thắng, động thủ đi. Để cho hắn biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Rồi sau đó liền gặp lão giả kia Vạn Lai mặt âm trầm, lạnh nhạt nói. Vạn Lai sư thúc, chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng gật đầu một cái, thâm độc ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, bây giờ, đoạn ngươi một cái tay tới tha tội đi. Oanh! Chỉ gặp vậy Trịnh Bình Thắng nói xong, liền chợt bật hơi mở giọng. Trong cơ thể giống như là nổ tung đồng trống vậy kích động ra kinh người khí thế uy áp. Vèo từng luồng màu xám trắng linh quang bay vây quanh ở nắm đấm của hắn lên, phịch một tiếng. Hắn lần nữa dậm chân, lần này hoàn toàn là không có bất kỳ thu tay lại, linh khí chấn động dưới, chân xuống mặt đất đều là bắt đầu ầm đứng lên, lảo đảo lắc lư. Tê, cái này, bực này lực lượng, thật là. Rất nhiều phi báo thành viên tất cả đều thất sắc, ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì bực này lực lượng thật sự là quá khủng bố, quá đáng sợ, làm bọn họ run sợ, làm bọn họ sợ hãi. Chuẩn bị xong liền đi chết đi cho ta. Một khắc sau, liền gặp vậy Trịnh Bình Thắng tràn đầy khinh miệt và lạnh nhạt mở miệng, quyền trưởng nắm chặt,
khí thế trùng tiêu, cả người rồi sau đó trực tiếp là hướng Trần Phi một quyền đập tới. Lực lượng kia ngay tức thì là nhấc lên mưa gió thế, gió nổi mây vần, rất đáng sợ. Trịnh sư huynh thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, sắp đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong sao. Nam y người đường hoa nhìn một màn này, không nhịn được môi đỏ mỏng khẽ nhếch, hơi rung động nói. Ha ha, bình thắng thiên phú đích xác là không tệ. Ta thiên cực môn có người nối nghiệp sao? Ông già vạn lai hơi lại cười nói. Ồ, người kia tại sao không nhúc nhích? Không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn chỉ như vậy nghênh đón trịnh sư huynh cái này một. Tê, cái gì? Đường hoa đột nhiên kinh nghi, nhìn trong sân mắt đẹp lưu chuyển vẻ kinh dị. Nhưng cái này vẻ kinh dị một giây kế tiếp cũng rất mau động lại ở trên mặt. Bởi vì ở mọi người trước một giây chấn động, sau một giây ánh mắt bất khả tư nghị trong. Khí thế kia hung mãnh trịnh bình thắng đột nhiên thân thể cứng đờ, rất miễn cưỡng dừng lại ở tại chỗ, rồi sau đó hư vô ở giữa giống như là có vật gì bóp cổ hắn. Phịch một tiếng, cả người trực tiếp là thô bạo bị té xuống đất, nhấc lên gay mũi bụi mù. Cái gì? Lão giả kia vạn lai cả kinh thất sắc, kinh hô thành tiếng. Bất quá ngay tại tiếp theo, vậy trong bụi mù, một đạo sắc mặt đã đỏ lên thành màu gan heo bóng người đã là bị tạp cổ nhắc tới trên bầu trời. Người phế vật này, cũng xứng cùng ta động thủ. Trần Phi nhàn nhạt khinh miệt cười một tiếng, nhưng nụ cười này rơi vào vậy trịnh bình thắng trong mắt nhưng giống như là ác ma vậy. Thả, buông ta ra. Trịnh bình thắng sắc mặt tăng thành gan heo, ánh mắt kinh hoàng, lắp ba lắp bắp cầu xin tha thứ. Ta, trời ạ. Bên trong giáo trường, gặp mạnh như chính sư thúc như vậy luyện khí tầng 7 cao thủ tuyệt thế. Ở Trần Phi Trần Tổng giáo quan trong tay cũng giống như là bị ba góp nhi tử như nhau, Vương Đại Sơn ngớ ngẩn, miệng lập tức tờ thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Đây chính là luyện khí tầng 7 à, đủ để sánh bằng cổ võ giả tiên thiên đại tông sư nhân vật truyền kỳ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ở Trần Phi Trần Tổng giáo quan trong tay lại không còn sức đánh trả chút nào, cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này, nghiêu bức à. Tổng giáo quan uy võ. Một đám phi báo tinh nhuệ thành viên ở sửng sốt hồi lâu sau đó, cũng là không nhịn được hoan hô lên. Không hổ là bọn họ phi báo tổng giáo quan, thật lợi hại. Hơn nữa, vậy thật là quá hả giận. Ngươi không phải ngạo mạn sao? Sẽ ở Trần tổng giáo quan trước mặt nghiêu bức một chút thử một chút. Ha ha ha. Tổng giáo quan uy võ. Ngươi, cho ta dừng tay. Mà ở thấy tình cảnh này, lão giả kia vạn lai sững sốt hồi lâu, mới không nhịn được giận như vậy mắng. Khí thế như thú kinh khủng vậy cuồng trào đứng lên, làm ra đầu nhám. Trịnh bình thắng nhưng mà bọn họ thiên cực môn nhân tài mới nổi, tương lai hạt giống, có thể bây giờ lại bị Trần Phi đánh cho thành như vậy, hắn vì sao có thể không giận. Dừng tay, ngươi là thứ gì, cũng có tư cách kêu ta dừng tay. Trần Phi quét vậy thần sắc giận dữ ông già vạn lai một cái, mặt không cảm giác, một cái tay khác hư không bóp nặn, rắc rắc. À, tay ta à, người dừng tay, người mau dừng tay. Van cầu ngươi, thả ta đi. Cảm nhận được một cánh tay vặn vẹo, vỡ vụn mà truyền tới toàn tâm đau đớn, vậy trịnh bình thắng chiến hét, thậm chí cũng không gánh nổi sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ. Ngươi không phải há mồm ngậm miệng thì phải phế một cái tay sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta tác thành ngươi được không? Trần Phi không có động tĩnh, cười lạnh một tiếng, dùng một chút lực, cánh tay kia trực tiếp là giống như phá lá cờ vải vậy bị kéo rơi xuống, máu tươi chảy như suối bão táp, trịnh bình thắng kêu thảm thiết tiếng điếc tai nhức óc, làm người ta rung động vạn phần. Hắn lại có thể thật dám phế trịnh sư huynh một cánh tay. Đường hoa hoa dung thất sắc che môi đỏ mọng, ánh mắt run rẩy, thất thanh nói. Người như vậy. Thật là quá độc ác chứ. Phịch. Một giây kế tiếp, lại là phịch một tiếng vang lên, tức giận đan xen, toàn tâm đau nhức vạn phần rơi vào bất tỉnh trịnh bình thắng, giống như là rác dưới vậy bị Trần Phi tiện tay ném ra ngoài, rơi xuống giáo trường ra. Ngươi, thấy tình cảnh này lão giả kia vạn lai trên mặt vạn vẹo, âm trầm lại là nồng hậu. Lộ vẻ được xanh mét uy nghiêm. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm quét hắn một cái, không lên tiếng. Có thể thức đã là như vậy. Liền chỉ là một ánh mắt, nhưng cho dù là lấy hắn luyện khí tầng 9 cảnh giới tu vi, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn ánh mắt lại có thể sẽ như vậy đáng sợ. Ông già vạn lai kinh nghi nhìn Trần Phi,
Diễn cảm kinh nghi bất định. Sư, sư phụ, Trịnh sư huynh hắn. Lúc này, nam y xinh đẹp phu nhân Đường Hoa không nhịn được sắc mặt tái nhợt nói. Ta biết, hừ. Lão giả kia Vạn Lai hừ lạnh một tiếng, đi qua đi xem một chút đã rơi vào bất tỉnh Trịnh Bình Thắng, trong mắt lóe lên nổi nóng cùng thương tiếc, không nhịn được giày Trần Phi, lạnh nhạt nói, ngươi ra tay quá tàn nhẫn đi. Ta cái này sư chất một cái tay coi như là có thể đón về, tương lai vậy như vậy sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tàn nhẫn, vậy ta nếu là trực tiếp giết hắn, ngươi sẽ nói ta cái gì? Diệt tuyệt nhân tính. Trần Phi lãnh đạm nói, trên mặt hiện ra nhàn nhạt châm chọc. Những người này thật đúng là đủ hai ngọn à. Tên kia mới vừa rồi vậy chờ càn rỡ, phách lối khiêu khích hắn thời điểm, làm sao cũng không gặp lão đầu này ra mặt khuyên nhủ. Bây giờ mình động thủ, bất quá là phế cái tay, cũng biết hổn hển, dậm chân đi ra bao che con cái. Ha ha, quả nhiên là cá mè một lứa, một đường mặt hàng. Ngươi, lão giả kia Vạn Lai khí được cắn răng nghiến lợi, mặt cũng xanh, cũng nhưng lại kiêng kỵ Trần Phi thực lực. Hắn rất rõ ràng, cho dù là hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng là không làm được như vậy ung dung thoải mái phế bỏ Trịnh Bình Thắng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng làm được, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa rất có thể, trước mắt cái này mang lạnh lùng nụ cười người tuổi trẻ, thực lực có thể so với hắn, lợi hại hơn, mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút hối hận tiếp cái này cực khổ. Bởi vì rất hiển nhiên trước mắt người trẻ tuổi này, cũng không phải là cái loại đó có thể bị bọn họ tùy ý bóp trái hồng mềm. Dẫu sao, đây chính là có gan buông lời nói muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo phân đà nhân vật. Không mấy phần bản lãnh dám nói lời như vậy. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có mấy phần lui khiếp tâm. Thật sâu nhìn Trần Phi một cái, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay, chúng ta Thiên Cực môn nhớ. Hy vọng ngươi có thể đang đối mặt Bạch Xà giáo lửa giận thời điểm, vậy có thể làm được như thế nhìn bằng nửa con mắt. Hừ, đồ nhi, đi đem Bình Thắng mang, chúng ta đi. Dứt lời, hắn lại là trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Cùng trước kia vậy cả vú lấp miệng em tư thái, hoàn toàn là khác biệt một trời. Bạch Xà giáo, ở ngươi cùng người như vậy trong mắt, hoặc giả là rất lợi hại, có thể ở ta Trần Phi trong mắt, bất quá ngươi ngươi mà thôi. Trần Phi bình tĩnh nói. Phải không? Ông già Vạn Lai bị cái này Trần Phi khinh miệt lời nói kích thích lại lần nữa xoay người trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói, ý ngươi ta loại người này cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trước mặt không biết chân nhân, và ngươi so sánh, hoàn toàn là trên trời dưới đất. Còn có mạnh như Bạch Xà giáo vậy chờ đồ vật khổng lồ, ta cự linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, ở trong mắt ngươi, cũng bất quá là ngươi ngươi, không đáng giá một đề ra. Không sai. Trần Phi bình tĩnh khạc ra hai chữ. Bạch Xà giáo. Hai giáo, ba tông. Vậy là thứ gì? Thật nếu là tương đối, có thể cùng Thành U Lang như nhau. Nếu không có thể, hắn liền Thành U Lang đều đã đạp bằng qua một lần, làm sao sẽ tướng cất giấu ở giới trung giới con chuột, coi vào đâu? Hắn Trần Phi, đã là có tư cách, như vậy thô bạo. Như vậy miệt thị người khác nói chuyện. Được được được. Nhưng mà lão giả kia Vạn Lai hiển nhiên là hiểu không tới Trần Phi cảnh giới cùng tầng thứ. Chỉ gặp hắn giận dữ ngược lại cười, lắc đầu châm chọc, ta nguyên lấy là ngươi tuổi như vậy mới có thể có loại này thực lực, đích xác là một nhân vật, không nghĩ tới bây giờ xem ra nhưng chỉ là cái nói khoác mà không biết ngượng tiểu bối. Hừ, lời không hợp ý hơn nửa câu, cáo từ. Các người như vậy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta ý kiến sao? Nhưng mà... Trần Phi chợt thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Lão giả kia Vạn Lai ánh mắt cứng đờ, lại lần nữa quay người lại tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, âm lãnh nói. Có ý gì? Trần Phi cười, lạnh nhạt nói, ta bỏ mặc các người là bởi vì lý do gì tới, có thể các người trước cái loại đó được là cùng lời nói, là khiêu khích sao? Nếu là khiêu khích, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các người yên ổn đi. Ta Trần Phi chưa từng biệt qua như vậy khí. Cho dù là có, các người, vậy không vậy tư cách. Ngươi, và hắn như nhau, từ phế một cái tay, sau đó cút đi. Rào rào. Trần Phi lời vừa nói ra, bên trong sân mọi người cũng sắc mặt đại biến. Tràng diện này cơ hồ là xôn xao xôi trào. Không, không hổ là tổng giáo quan, thật là quá ngang ngược. Nguyên lai hắn trước sở dĩ như vậy trầm mặc ít nói, chẳng qua là bởi vì khinh thường.
một đám phi báo tinh nhuệ thành viên trong lòng giống như là bị đốt một đoàn lửa, kích động vạn phần. Như vậy thô bạo, tới từ tất cả mọi người bọn họ cao nhất, cảm giác kia thật là trước đó chưa từng có thoải mái đầm đìa. Đúng vậy, bọn họ Trần Phi Trần Tổng giáo quan bực nào nhân vật. Thần tiên vậy tồn tại, không người bất kỳ có tư cách đè hắn. Tổng giáo quan, chỉ có Vương Đại Sơn không nhịn được nhớ suốt mồ hôi chán, dẫu sao một bên là Trần Phi, một bên là hắn bây giờ tông môn trưởng bối, ầm ĩ như vậy đến nước, hắn thật sự là chừng lúng túng. Nhưng hắn vậy rõ ràng, sở dĩ sẽ làm thành như vậy, vẫn là bởi vì hắn Trịnh Sư Thúc cùng với Vạn Lai Sư Thúc tổ quá mức ngạo mạn. Hắn tuy không biết Trần Phi chân chính thực lực, nhưng bây giờ, tối thiểu liền hắn Vạn Lai Sư Thúc tổ cũng kiêng kỵ không dám động tay, phải rời khỏi, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện. Trần Phi Trần Tổng giáo quan thực lực, có lẽ so hắn Vạn Lai Sư Thúc tổ cường hãn hơn, lợi hại hơn, mà người càng là như vậy vật, có thể cùng chi ngạo mạn, lời nói khinh thường sao? Trần Phi, ngươi nhất định phải để cho ta tự đoạn một cánh tay. Ngươi là muốn cùng ta Đông Vạn Lai kết thù. Một khắc sau, liền gặp lão giả kia Đông Vạn Lai tròng mắt hơi híp xoay người lại, lời nói lạnh như băng trước, để lộ ra trước sát ý. Cho dù là hắn có chút kiêng kỵ Trần Phi, có thể, dẫu sao hắn Đông Vạn Lai cũng là luyện khí tầng 9 nhân vật. Có thể không có nóng nảy, có thể không có ngạo cốt. Cùng ngươi kết thù, có lẽ ngươi có phải hay không có chút quá để mắt ngươi. Nhưng mà, Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt cười. Chính là một cái luyện khí tầng 9, cũng dám nói bừa và hắn Trần Phi nói kết thù không kết thù, cho dù là, vậy thì như thế nào? Không phục sao? Lại có thể như vậy, vậy ta Đông Vạn Lai cũng chỉ tốt tới lãnh giáo một chút ngươi Trần Phi Trần Tổng giáo quan cao chiêu. Vậy Đông Vạn Lai tròng mắt hơi híp, tràn ra kinh người hàn mang, cùng lúc đó, dày đặc màu đen khủng bố khí thế cũng là như điện ảnh cảnh tượng vậy rung động xuất hiện. Ầm ầm ầm, mặt đất lay động, bắt đầu sụp đổ, xa xa, căn cứ một ít kiến trúc thậm chí đều bắt đầu lảo đảo lắc lư. Ước chừng chỉ là khí tràng, liền khủng bố như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ánh mắt kinh hãi, ra đầu nhám. Cái này Đông Vạn Lai, ít nhất là so với kia Trịnh Bình Thắng mạnh ra 10 lần, 20 lần. Không biết Tổng giáo quan có phải hay không hắn đối thủ. Cho dù là Trần Phi ở trong lòng bọn họ địa vị đã mất có thể động đong đưa, nhưng lúc này, mặt như một vị mạnh như luyện khí tầng 9 cường giả khủng bố khí thế uy thế, phi báo các thành viên trong lòng vẫn là không nhịn được có chút dao động. Bởi vì bực này lực lượng, ở trong mắt bọn họ giống vậy vậy hình như là thần tiên. Có thể cho dù là bực này khủng bố tới cực điểm uy thế, Trần Phi vậy vẫn là như núi bất động đứng ở đó, nhàn nhạt nói, muốn cùng ta động thủ sao? Phải. Ta không chỉ có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, còn có thể lại để cho ngươi một chiêu, nhưng làm ngươi ra tay vậy một thoáng kia dậy, một cái tay đã không đủ. Lại thêm hai cái chân đi. Cuồng ngông. Đông Vạn Lai tức giận gầm lên, mặt mũi dữ tợn. Lại thêm hai cái chân. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu như vậy, là nếu lại đoạn hắn hai cái chân. Ngươi nếu là có bản lãnh nói, ta cái mạng này đưa cho ngươi, lại ngại gì? Vèo. Vậy Đông Vạn Lai sắc mặt phiền muộn nổi giận, khoát tay, một đoàn màu xám đen vật thể trực tiếp là từ trong ngực hắn lao ra, dần dần trở nên lớn, lại là một cái quanh quẩn hỗn loạn hắc quang cối xay. Hơi thở vô cùng là khủng bố. Ta cái này trung phẩm pháp khí, hắc tháng cối xay, ngươi nếu là có thể tiếp, liền coi là ngươi lợi hại. Ta Đông Vạn Lai cúi gọi phục, cái này dung chuyển cường hãn hắc quang cối xay lại là nhất trung phẩm pháp khí. Đông Vạn Lai già nua gương mặt tràn đầy vẻ tự tin, lạnh nhạt nói. Cái này hắc tháng cối xay, ở trong tay hắn nhưng mà kể cả cảnh giới luyện khí tầng 9 cao thủ cũng từng giết, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ cũng không làm gì được hắn, cho nên hắn có đầy đủ tự tin, trừ phi là chân nhân trước mặt, nếu không thì không thể có người có thể chính diện chống cự hắn lần này. Có thể nghe nói, Trần Phi mí mắt đều không mang một chút, như núi bất động, nguy nga ngật đứng ở đó. Trung phẩm pháp khí, ha ha, thật là xa xôi đồ à. Oanh! Vậy hắc tháng cối xay chấn động, tuôn ra làm người ta hồn phi phách tán uy áp kinh khủng, ngay đầu trực tiếp là rơi xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Hắc quang văng khắp nơi, đùng đùng giống như là lôi quang vậy. Tổng giáo quan, thấy tình cảnh này, đang cảm thụ đến vậy trung phẩm pháp khí, hắc tháng cối xay, khủng bố, mà Trần Phi Trần Tổng giáo quan lại thật không tránh,
bình tĩnh đứng ở đó, phi báo mọi người không khỏi con ngươi cũng sắp đỏ, gấp bật thốt lên. Bởi vì ở bọn họ xem ra, bực này mạnh kinh khủng đồ, thật là có thể so sánh lên hỏa tiễn, thân xác chống cự, đó không phải là muốn chết sao? Hắn lại có thể thật sự định chống cự, không tránh. Thấy tình cảnh này coi như là vậy, Đông Vạn Lai cũng là không nhịn được chân mày sâu nhíu lại. Con mắt lóe lên. Vèo. Một khắc sau, ở đó thời khắc quan trọng nhất, hắn cuối cùng vẫn là thu tay, thu hồi ba điểm lực, còn đem hết toàn lực tướng vậy hắc tháng cối xoay nghiêng về mở Trần Phi đỉnh đầu, hướng bả vai đập tới. Có thể tiếp theo xanh một màn, nhưng trực tiếp là làm hắn trợn mắt hốc mồm, thần sắc cứng đờ. Đông. Giống như chuông lớn đại lữ vậy nặng nề rên, chấn động được đất đai run run, vang trời đong đưa. Một hồi vô hình sóng âm lấy Trần Phi và vậy hắc tháng cối xoay làm trung tâm, hướng phía ngoài bốn tản mát. Có thể tất cả mọi người xem có thể đạt được, nhưng là cũng không nhịn được con người điên cuồng teo lại tới, cái gì? Chỉ gặp vậy bụi mù tản đi, Trần Phi bóng người như núi lớn nguy nga vậy vẫn không nhúc nhích, mà vậy hắc tháng cối xoay thì giống như là bị thi triển định thân pháp vậy, cứng ở vậy Trần Phi trên bả vai không, hơn nữa còn biến hình, vặn vẹo. Gió thổi qua, tiếng rắc rắc vang dội, vậy hắc tháng cối xoay toàn thân tràn ra hàng loạt hủy diệt vết nứt, mà vậy cối xoay bên trong vốn là linh khí vậy nhanh chóng đánh mất. 2-3 giây sau đó, loảng xoảng một tiếng, ngươi trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xoay trực tiếp là giống như sắt vụn vậy lăn dưới đất, còn lộn mấy vòng. Cái này không thể nào, cái này, điều này sao có thể? Nhìn vậy trên đất đã thành là sắt vụn trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xoay, Đông Vạn Lai giống như là ngu như nhau. Liền liền đổ lùi lại mấy bước, lại là khó tin, kinh hoàng nhìn Trần Phi, lại là thất hồn lạc phách. Chỉ là thân xác lực phản chấn liền có thể phế bỏ một kiện trung phẩm pháp khí, người này, là khoác ra người thượng cổ hung thú sao? Cái này. Nhìn vậy giống như là sắt vụn vậy rớt xuống đất hắc tháng cối xoay, Đông Vạn Lai thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, kinh ngạc không ra lời tới. Phải biết hắn vậy hắc tháng cối xoay nhưng mà trung phẩm pháp khí à? Đường đường trung phẩm pháp khí, liền một tòa núi nhỏ cũng có thể đánh xuyên, nghiền thành bụi bẩm, đó là bực nào khái niệm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, làm hắn chính mắt thấy bị mình dẫn lấy lại ỉ vào trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xoay, đập trúng Trần Phi thân xác, nhưng lại có thể không những không làm thương nặng đối phương, còn ngược lại bị ngược lại thành sắt vụn, vỡ nát ra. Cõi đời này lại có thể mới có thể có người rất miễn cưỡng kháng cự hắn trung phẩm pháp khí toàn lực xuất thủ một kích, mà không bị thương chút nào. Quang là như vậy thực tế, liền làm người ta thật sự là không cách nào tiếp nhận à. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thế giới lại có người chỉ là thân xác, liền có thể đạt tới cùng kinh khủng kia yêu rất sánh vai trình độ. Chẳng lẽ người này, thật là một đầu khoác ra người khủng bố yêu thú. Đông Vạn Lai thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Dẫu sao theo lý, hắn nhưng mà luyện khí tầng 9 cao thủ, coi như là ở bọn họ thiên cực môn trụ sở chính, trong cự linh bí cảnh, cũng không tính là người yếu, hơn nữa bây giờ thậm chí hắn còn vận dụng trung phẩm pháp khí như vậy đại sát khí. Có thể kết quả thế nào? Kết quả người ta ở đó không nhúc nhích, nhưng chỉ là thân xác lực phản chấn, liền trực tiếp là phá hủy, hủy diệt liền hắn trung phẩm pháp khí, cái này có bao nhiêu chênh lệch, còn dùng sao? Ta, trời ạ! Đây mới là tổng giáo quan chân chính thực lực sao? Đây không khỏi vậy thật lợi hại đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn miệng mở thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Lấy hắn hiện nay thực lực cùng tầm mắt, dĩ nhiên là đã sớm biết luyện khí tầng 9 cao thủ, cộng thêm trung phẩm pháp khí như vậy tổ hợp, ý nghĩa chính là kinh khủng bực nào. Mà bây giờ, thân xác chống cự trung phẩm pháp khí, không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí tướng vậy trung phẩm pháp khí cho phế bỏ. Vương Đại Sơn mặt đầy đờ đẫn miệng há hốc, cái này, đây quả thực là thần nhân đi. Không chỉ là hắn, xa xa Nami xinh đẹp phu nhân Đường Hoa cũng là nếu như si ngốc vậy ngay tại chỗ nửa ngày không ra một chữ tới. Bực này tình cảnh, thật sự là có chút vượt qua nàng tưởng tượng giới hạn. Lúc này, Trần Phi vẫy tay bầm thanh bả vai nếp nhăn, nhìn lướt qua vậy trên đất sắt vụn, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, một chiêu đã qua, còn muốn tiếp tục không? Còn muốn tiếp tục không? Đông Vạn Lai sắc mặt như cho tàn, ánh mắt run rẩy, nở nụ cười khổ. Cái này còn tiếp tục cái gì, muốn chết sao? Sợ rằng vậy là chuyện Tiếu Lâm còn không sai biệt lắm.
có thể đem hắn trung phẩm pháp khí làm là rác dưới như nhau xử lý nhân vật, đây đã là không phải hắn có thể tưởng tượng. Chân nhân, hắn thiên cực môn không phải là không có trúc cơ chân nhân, có thể coi là loại người đó vật, hắn Đông Vạn Lai cũng biết. Là tuyệt không thể nào làm được cái này khoa trương, thậm chí còn dọa người trình độ. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng tới trước Trần Phi buông lời muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo, mà người sau hoàn toàn không có trực tiếp giết Trần Phi, ngược lại hơi có chút được là cổ quái tìm được bọn họ thiên cực môn, hướng bọn họ làm áp lực. Đây không phải là rõ ràng cất giấu cái gì mờ ám sao? Ta, ai? Đông Vạn Lai không ngốc, ngược lại rất thông minh, lúc này một nghĩ thông suốt cửa này kiện, lập tức sắc mặt do xanh lơ chuyển bạch, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng cả người run rẩy, than thở một tiếng, chán nản nói, chân nhân trước mặt, lại vị thức. Xin lỗi, là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội. Chân nhân, toàn gọi đó chính là trúc cơ chân nhân. Này đám nhân vật, coi như là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh, cũng là không giống vật thường. Tuy từ đầu đến cuối Trần Phi cũng không có chân chính lộ ra hắn thực lực, nhưng lúc này trên đất vậy một đống sắt vụn, cũng đã là chứng minh hết thảy. Cái này thế gian, trừ chân nhân cảnh tồn tại, còn có người nào tư cách tướng trung phẩm pháp khí làm là sắt vụn đâu? Lại là chân nhân. Xa xa, nam y xinh đẹp phu nhân Đường Hoa đầy mặt không tưởng tượng nổi, còn có vẻ kính sợ. Ở nàng nhìn lại, Trần Phi thậm chí cũng còn không nàng lớn tuổi, nhưng chính là như vậy nhìn như vậy năm chỉ người, lại là một vị chân nhân. Đây không khỏi có chút quá khoa trương. Ha ha, bây giờ biết là có mắt không biết Thái Sơn. Trước vậy uy phong sức lực đâu? Trần Phi cười nhạt nói. Đông Vạn Lai nghe vậy thân thể run lên, lại cười khổ một tiếng, mí mắt trực tiếp là đạp kéo xuống, rồi sau đó hướng về phía tay trái mình bả vai chính là một trường đi xuống. Rắc rắc, hắn tay trái cánh tay, lại trực tiếp là bị hắn dùng quả đấm miễn cưỡng cắt đứt. Bực này quả quyết, để cho người rung động. Sư phụ, xinh đẹp phu nhân Đường Hoa không nhịn được kêu thành tiếng, có thể sau đó, nàng nhưng cố rất miễn cưỡng tướng vậy có chút bị bi phẫn vi âm cho thu hồi lại, không dám lên tiếng nữa. Nàng cũng không là người trái đất, mà ở cự linh bí cảnh thiên cực môn, bị cáo biết cùng tẩy não nhiều nhất một câu nói, đó chính là. Chân nhân không thể làm nhục. Chân nhân, trúc cơ chân nhân, đây chính là đã đứng ở bọn họ thiên cực môn, thậm chí toàn bộ cự linh bí cảnh đỉnh cấp cực điểm nhân vật. Giống như là cao cao tại thượng quân vương vậy, mỗi người có riêng mình uy nghiêm. Tìm người, đừng là xúc phạm, làm nhục, cho dù là xúc phạm, đó cũng là tội không thể tha thứ. Được trả giá thật lớn. Nếu không, muốn chết phải không? T. Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền ra. Vậy phi báo tất cả mọi người có chút bị trước mắt cảnh tượng này gây kinh hãi, chố mắt nhìn nhau, hô hấp đều có chút khó khăn. Đông Vạn Lai mạnh mẽ. Bọn họ để ở trong mắt, thậm chí đã là trong mắt bọn họ nhân vật như thần tiên vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Mình cắt đứt mình một cái tay, đây là phải nhiều tàn nhẫn lòng, bao sâu sợ hãi, nặng bao nhiêu kính sợ, mới có thể làm như vậy. Chúng ta tổng giáo quan, lại như người thú đến loại trình độ đó. Một đôi kích động, ánh mắt kính sợ lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình. Phi báo trong lòng mọi người có không ra được tâm trạng kịch liệt, cuồn cuộn phập phồng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới mơ hồ cảm nhận được, mới vừa vẫn luôn đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa người, kết quả lúc kinh khủng bực nào, là bực nào làm người ta sợ hãi cường hãn tồn tại. Lúc này, tự đoạn một cái tay, Đông Vạn Lai trộm nhìn một cái Trần Phi, sau khi phát hiện người không nói, trong lòng bi phẫn, nhưng vẫn là cắn răng, lại lần nữa vẫy tay rơi xuống. Rắc rắc, gãy nữa một con đường. Hắn lúc này, cũng không dám quên Trần Phi trước chỗ nói. Muốn hơn nữa hắn hai cái chân. Gãy nữa một cái chân, vậy Đông Vạn Lai cả người là máu, mặt đầy dữ tợn, có thể tay kia, vẫn còn là lần thứ ba giơ lên. Có thể, Trần Phi phất tay một cái, rốt cục thì mở miệng. Đa tạ chân nhân nhân nghĩa, nghe vậy vậy Đông Vạn Lai thở hổn hển, hướng Trần Phi bái tạ nói. Thấy vậy, mọi người một hồi run sợ, cũng là không nói. Tự đoạn tự làm, còn phải cảm ơn, chân nhân oai. Thật là như vậy khủng bố sao? Không phải ta nhân nghĩa, mà là ngươi trước giữ lại tay, bên kia một thù trả một thù. Trần Phi chính là trước thời khắc mấu chốt, Đông Vạn Lai thu tay sự việc. Hắn từ trước đến giờ là có một là vừa có hai là hai. Nghe vậy Đông Vạn Lai hơi ngẩn ra,
rồi sau đó không nhịn được mặt đầy nở nụ cười khổ. Muốn hắn sớm như vậy có nhân thiện tâm, đối với Trần Phi khách khí một ít, kia còn như luân lạc tới bây giờ đất này bước. Sốt cuộc, còn không phải là bọn họ trước quá ngạo mạn. Tóm lại hôm nay là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, thật là xin lỗi. Đông Vạn Lai lại lần nữa xin lỗi, rồi sau đó thận trọng nói, Trần chân nhân, có lỗi với. Cáo từ. Không đưa, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lúc này vậy ngạo mạn thái độ hoàn toàn là đối với điều, có thể Đông Vạn Lai các người cũng đã là hoàn toàn bất mãn có bất kỳ bất mãn, thậm chí, cái loại đó khó chịu ý niệm cũng không dám sinh ra. Ở Đông Vạn Lai dưới sự chỉ huy, Đường Hoa đỡ lên bất tỉnh Trịnh Bình Thắng, chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là trước khi đi, vậy Đông Vạn Lai do dự hồi lâu, vẫn là không có nhịn được, xoay người lại thận trọng nói, Trần chân nhân, mặc dù có chút xúc phạm, nhưng có một phen ta vẫn là muốn. Muốn liền đi, Trần Phi dứt khoát nói. Ừ, vậy Đông Vạn Lai gật đầu một cái, nói tuy Bạch Xà giáo ở trên trái đất này phân đà, tu vi người mạnh nhất chính là vậy Bạch Xà giáo chủ, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, lấy Trần chân nhân ngài thực lực, tiện tay liền có thể xóa đi hết. Có thể vậy Bạch Xà giáo dẫu sao là ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, cũng có chân nhân, hơn nữa còn là lấy mấy chục kế. Đến cái này vậy Đông Vạn Lai hơi dừng lại một chút, nhìn lén xem Trần Phi sắc mặt, mới tiếp tục mở miệng, khuyên nhủ, cho nên, tiểu nhân chuyết gặp, nếu bây giờ vậy Bạch Xà giáo phân đà đã có cúi đầu tư thế, hơn nữa sự việc cũng không đến vậy không thể tách rời ra địa vị, không bằng đều thối lui một bước, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nếu không, thật nếu là chọc giận Bạch Xà giáo, phái tới chân nhân, vậy cũng chân thực nháo quá lớn, ngài phải không? Vậy không cần thiết vậy đi. Câu khó nghe, đây mới là giống như làm khách lời tư thái. Muốn sớm biết như vậy, bọn họ vậy chưa đến nỗi thảm như vậy, giống như bây giờ vậy dáng vẻ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cho ta qua mà nói, làm nói xạo. Trần Phi nghe vậy cười, nhàn nhạt nói. Không, không dám, vậy thì như vậy, ta Thiên Cực Môn liền không nhúng tay nữa chuyện này. Trần chân nhân, xin lỗi, cáo từ. Đông Vạn Lai ánh mắt run lên, cười khổ một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi. Trần Phi lời này thái độ đã là rất rõ ràng, nói làm nói xạo, vị kia chân nhân nói làm nói xạo qua. Đây chính là mặt à. Thiên Cực Môn các người lúc tới ngạo mạn vô cùng, lúc đi nhưng áo não, chật vật không chịu nổi. Vậy thật may Trần Phi không dậy sát tâm, không động giết người ý niệm, nếu không, liền cái này ba người, thả vào tu chân giới hắn minh trong thần phủ một tiểu đầu mục phỏng đoán đều đã là không tư cách. Có thể có phản kháng gì lực lượng. Chân nhân à, không nghĩ tới trên trái đất này, lại có thể sẽ có chân nhân tồn tại. Xem ra ta được trở về một chuyến. Cùng lúc đó, vậy Đông Vạn Lai đám người đã đi ra giáo trường. Đông Vạn Lai mặt đầy ảm đạm, lẩm bẩm nói. Sư phụ, người nọ, thật là một vị chân nhân sao? Đường Hoa đến lúc này cũng còn có chút khó tin, kinh ngạc hỏi. Như giả bao đổi, Đông Vạn Lai dùng vô cùng giọng khẳng định gật đầu một cái. Nói, hơn nữa ta cảm giác, người này còn không phải là thông thường chân nhân. Cho dù là Mạc Yến Thanh Mạc trưởng lão, hắn thân xác chỉ sợ cũng liền mới loại trình độ này chứ. Cái gì, Mạc Yến Thanh trưởng lão? Đường Hoa con người rung động nắm mình môi đỏ mọng, Mạc Yến Thanh Mạc trưởng lão, đây chính là bọn họ Thiên Cực Môn có, đệ nhất chiến tướng, chiến đường đường chủ, không, không thể nào. Vậy. Sư phụ kia, người đó không phải là thật muốn đem Bạch Xà giáo phân đà diệt chứ? Rung động sau đó, Đường Hoa không nhịn được lẩm bẩm nói. Nếu thật sự là như thế, Bạch Xà giáo phân đà tiêu diệt, vậy trong cự linh bí cảnh, Bạch Xà giáo chân chính đại bản doanh, không tức giận mới là lạ. Đến lúc đó, Bạch Xà giáo cao nhân mang theo tức giận hàng, người nào có thể ngăn? Đó không phải là hoàn toàn rối loạn. Đông Vạn Lai một hồi trầm mặc. Rồi sau đó thật sâu rầu rĩ lẩm bẩm nói, hy vọng vị này Trần chân nhân đừng như vậy xung động đi. Hắn Thiên Cực Môn bây giờ đã cùng Hoa Hạ Chánh phủ U đạt thành liên minh, nếu thật là đến như vậy đến nước, vì xã tắc dẹp yên, sợ rằng bọn họ Thiên Cực Môn cũng đừng nghĩ giữ được mình đi. Có thể Bạch Xà giáo vậy chờ cường hãn đồ vật khổng lồ, bọn họ kia địch nổi à. Thiên Cực Môn cùng người tới lại sau khi đi, Trần Phi chính là thời gian rảnh rỗi. Ở nơi này phi báo bên trong căn cứ nhiều ở một ngày, đảm đương nổi thân là tổng huấn luyện viên chức trách, chỉ điểm phi báo mọi người, lúc này mới rời đi. Tính một chút thời gian,
hắn chôn ở Thúy Hồ hạ vậy luyện thi, hẳn đã là xong hết rồi. Cùng lúc đó, kinh đô Tây Bắc 300 dặm, trùng điệp vô tận trong núi lớn Thiên Cực Môn chi nhánh chỗ ở. Một cái cả người quấn đầy băng vải ông già đang thử nghiệm tính làm khôi phục huấn luyện. Hắn giơ trong tay to lớn tạ đá, chậm rãi nhấc lên, cái chân còn lại cũng là giúp một cây lớn lò xo dây thừng, qua lại dùng sức, trên mặt hiện đầy mồ hôi hột. Người này không phải người khác, chính là vậy Thiên Cực Môn trưởng lão Đông Vạn Lai. Một bên, người mặc vào hoa quần trường bào đường hoa, cùng với giống vậy cả người là tổn thương, đeo băng, thậm chí không có một cái tay Trịnh Bình Thắng đang diễn cảm chán nản ngồi ở chỗ đó, giống như là không từ hôm qua trong tuyệt vọng đi ra. Chân nhân à! Vậy lại là một vị chân nhân. Vừa nghĩ tới mình cùng một ngu đần tựa như được, ở một vị thật trước mặt người như vậy diễu võ dương oai, lời nói châm chọc, Trịnh Bình Thắng liền không nhịn được nhìn thấy dưới đất khe hở cũng muốn chui, đồng thời sau lưng lê lết lạnh cả người. Có như vậy trải qua, hắn lại có thể không có chết, chẳng qua là, không có cái tay, cũng không biết nên hắn vận khí tốt, vẫn là tự làm tự chịu. Lúc này, đột nhiên có người từ vậy giáo trường bên ngoài khí thế lạnh nhạt đi vào. Người cầm đầu, là một vị mặt cương thi nam tử, mặt không cảm giác. Lý trưởng lão. Vừa thấy được vậy mặt cương thi nam tử, Đường Hoa cùng với Trịnh Bình Thắng không nhịn được thần sắc như thường, cung kính nói. Người đến cùng Đông Vạn Lai Đông sư thúc như nhau, là Thiên Cực Môn trưởng lão, lại vẫn là chủ quản kỷ luật, luật hình, cho nên càng có lực uy hiếp. Lý sư đệ, tới à, tùy tiện ngồi đi, Đông Vạn Lai đầu đầy mồ hôi phất phất tay, chậm rãi nói. Ừ, Vạn Lai sư huynh, vậy mặt cương thi nam tử khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, ta tới là vì ngươi đã qua đêm đưa tin trong nhắc tới sự việc. Vị kia, thật là chân nhân tồn tại. Ngươi tự xem một chút đi. Đông Vạn Lai tiện tay ném ra một đoàn màu đen vật thể, lắc đầu nói. Đây không phải là ngươi hắc tháng cối say. Mặt cương thi nam tử nhận lấy màu đen kia vật thể nhìn kỹ xem, ánh mắt ngay tức thì run lên, hiếm thấy lại là có tâm trạng chập chờn. Cả kinh nói. Đông Vạn Lai trung phẩm pháp khí hắc tháng cối say, đây chính là trung phẩm pháp khí, nhưng bây giờ, sao sẽ biến thành như vậy? Hôm qua, ta dùng cái này hắc tháng cối say ngay đầu công kích người nọ bả vai, nhận lấy, người nọ lập tại chỗ không nhúc nhích chút nào, đều là lực phản chấn, ta cái này hắc tháng cối say liền thành như vậy. Đông Vạn Lai mặt đầy ánh mắt phức tạp nói. Cái gì, mặt cương thi nam tử thần sắc đại biến, lần này, là hoàn toàn bị dọa. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng bị hù được gần chết, đây thật là người có thể có được thân xác sao? Coi như là Mạc Yến Thanh trưởng lão, sợ rằng không ai bằng này chứ. Đông Vạn Lai cười khổ cười, có chút tự giễu nói. Nghĩ tới hôm qua bọn họ lại có thể chọc phải hạng nhân vật này trên đầu, đơn giản là tự tìm cái chết à. Mặt cương thi nam tử yên lặng không nói, chẳng qua là trong con ngươi, còn lưu lại rung động thật sâu, kính sợ. Chỉ dựa vào thân xác lực, liền tướng cái này trung phẩm pháp khí làm thành như vậy, Mạc Yến Thanh trưởng lão có thể làm được như vậy phải không? Đông Vạn Lai không biết, hắn, giống vậy cũng không biết. Bình Thắng, yên lặng hồi lâu, mặt cương thi nam tử đột nhiên mở miệng nói. Lý trưởng lão, Trịnh Bình Thắng hơi ngẩn ra, vội vàng trả lời. Chân nhân không thể làm nhục, người bây giờ mặc dù chặn một cái tay, nhưng còn chưa đủ. Mình trở về tông môn bẩm báo nguyên do, sau đó đi băng tuyệt cốc ngây ngô nửa năm đi. Mặt cương thi nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Băng tuyệt cốc. Trịnh Bình Thắng trong mắt trực tiếp là hiện ra nồng nặc sợ hãi, nhưng rồi sau đó, hắn vẫn là hung hăng gật đầu, chán nản nói, Lý trưởng lão. Ta biết, ta cái này liền chuẩn bị lên đường, trở lại tông môn. Tổn thương dưỡng hảo lại đi đi. Đông Vạn Lai lúc này đột nhiên mở miệng, lại nói, Lý sư đệ, đi thông báo một tiếng những thứ khác những tông môn kia đi. Như vị đại nhân này thật quyết tâm muốn tiêu diệt vậy Bạch Xà giáo phân đà, sợ rằng, muốn bắt đầu rối loạn à. Trong cự linh bí cảnh, đã cùng Hoa Hạ chánh phủ U đạt thành hợp tác, không chỉ có bọn họ Thiên Cực Môn, ngoài ra còn có 2-3 nhà. Chuyện này dính dấp rất rộng, cho nên phải được thông báo bọn họ, sớm để phòng tại chưa xảy ra. Ừ, ta biết nên làm như thế nào, lại có thể như vậy, Vạn Lai sư huynh, vậy ta liền cáo từ trước. Mặt cương thi nam tử trực tiếp là rời đi. Rất nhanh, liên quan tới Trần Phi sự việc liền ở bọn họ vậy, vòng, bên trong điên cuồng truyền bá ra.
Một đám cự linh bí cảnh đặt chân Hoa Hạ tông phái, gia tộc chính giữa, truyền trở xuống đối thoại. Này, các người nghe sao? Trên trái đất này lại có thể ra chân nhân. Chân nhân, ngươi sẽ không là nằm mơ đi, làm sao có thể? Ngươi mới đang nằm mơ chứ? Thiên cực môn truyền tới tin tức, Chiết Giang, phi báo tổng giáo quan Trần Phi, chính là một vị chân nhân nhân vật. Chắc chắn, không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Hơn nữa ta còn nghe, này người thả lời đi ra, muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo phân đà. Cái gì, mua Bạch Xà giáo phân đà, hắn điên rồi sao? Bạch Xà giáo đó cũng không phải là đùa giỡn. Biết không phải là đùa giỡn, cho nên, lần này chỉ sợ là phải có lộn xộn. Chiết Giang Trần Phi à. Chân nhân, bản thân cái này hai chữ liền đại biểu kính sợ hàm nghĩa. Mà, trái đất không chân nhân, cũng là bọn họ cự linh bí cảnh tất cả tông môn, gia tộc công nhận, mà bây giờ, Trần Phi ngang trời xuất thế, làm bọn họ chấn động. Mà cực kỳ nhất bất an một nhóm người kia, hiển nhiên là Bạch Xà giáo nhiều người Mạc Trúc. Núi lớn lĩnh Nam, Bạch Xà giáo phân đà ổ bên trong. Bầu không khí đọng lại vô cùng. Giáo chủ, người nọ thật là chân nhân cảnh giới tồn tại. Không phải là đồn bậy bạ, hù dọa người chứ. Một vị cụ già mặt đầy ngưng trọng, không muốn tin tưởng nói. Chân nhân đó là bực nào tồn tại, phất tay một cái là có thể tiêu diệt bọn họ, mà bây giờ, bọn họ lại là chọc tới vậy chưa tồn tại. Muốn sớm biết như vậy, bọn họ nào dám đánh vậy Minh Đạo Xuyên chú ý. Đây không phải là tự tìm cái chết. Giữ tợn dưới pho tượng, Bạch Xà giáo chủ trao mày không nói một lời. Ngón tay ở đó trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, hồi lâu, mới chậm rãi nói, chân nhân là vượt quá tưởng tượng phi phàm cảnh giới. Cho dù là ta bây giờ, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, cùng vậy chờ cảnh giới vậy vẫn là chênh lệch khá xa, cho nên như người nọ đánh tới. Nên làm cái gì? Một người không nhịn được tiếp những lời này, thần sắc đại biến nói. Nhất thời, trong đại điện bầu không khí lại là đọng lại đến băng điểm. Đúng vậy, như một vị chân nhân đánh tới, nên làm cái gì? Không người biết nên làm cái gì. Giáo chủ, nếu không chúng ta hướng phía trên cầu cứu đi. Rốt cuộc có người không chịu nổi to lớn áp lực, nhỏ giọng nói. Thân là cự linh bí cảnh cao cấp nhất, một trong, hai giáo, ba tông, Bạch Xà giáo là có mặt mũi. Như ở cái này địa cầu nho nhỏ lên, cũng có thể có người tướng bọn họ đẩy vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cốc, đây đối với bọn họ tổng đà mà nói. Không phải là chỉ có thể chứng minh bọn họ nhóm người này có nhiều bất lực mà thôi. Coi như là một vị chân nhân, lấy bọn họ Bạch Xà giáo uy thế, chẳng lẽ vẫn không thể xử lý tới làm người nó kiêng kỵ dừng tay sao? Như không phải là không thể, đó không phải là bất lực, là cái gì? Cho nên nếu như bọn họ thật tướng trong chuyện này báo lên, tìm kiếm cứu viện, như vậy, đến lúc đó bọn họ nhóm người này kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Dẫu sao bọn họ Bạch Xà giáo vừa nghe tên chữ, liền biết không phải là cái gì thiện đường. Cũng sẽ không nuôi vô dụng người nhàn rỗi. Vậy Bạch Xà giáo chủ một hồi trầm mặc, thật lâu không nói. Nếu thật là lên báo lên, thảm nhất cái đó, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là hắn. Hừ, một đám phế vật, thật là ném ta Bạch Xà giáo mặt. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang triệt trong đại điện. Rồi sau đó một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp là tướng đại điện này bên trong bầy khắp, tất cả mọi người thần sắc kinh khủng, sống lưng bị đè cong, rất miễn cưỡng quỳ xuống. Ảo não! Vậy đại điện cũng là phát ra hỗn loạn tiếng nổ, từng cục đá vụn rơi xuống, tình cảnh kinh người. Mà ở cảnh tượng này trong, một đạo thân ảnh từ vậy bên ngoài đại điện đi tới. Vậy chờ hơi thở, là thật khủng bố. Chân nhân, tất cả mọi người cả người run sợ. Ngài là Mã Hộ Pháp, Bạch Xà giáo chủ sợ hãi, kính sợ nhìn người đến, thấp giọng nói. Hừ, phế vật. Người đến cả người áo bào đen, đầu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo nhưng dị thường trẻ tuổi, giữa eo quấn vòng quanh một con mắt thần lạnh như băng Bạch Xà. Chỉ gặp hắn nhìn một cái Bạch Xà giáo chủ, hừ lạnh nói. Bạch Xà giáo chủ cả người run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, trực tiếp là quỳ xuống, rung giọng nói, xin lỗi Mã Hộ Pháp. Là ta cho tông môn mất thể diện. Có thể vậy dẫu sao là một vị chân nhân, cho nên. Hừ, ta không phải tới nghe ngươi mượn cớ. Phía trên này ngươi có thể biết. Lão giả kia quăng ra một chồng tấm ảnh, nện ở Bạch Xà giáo chủ trên mặt, lạnh lùng nói. Bị tấm ảnh đập một mặt,
vậy Bạch Xà giáo chủ nổi giận cũng không dám, quỳ xuống đất, cầm lên tấm ảnh vừa thấy, ánh mắt lập tức là ngưng đứng lên. Bẩm, bẩm Mã hộ pháp, người này, chính là vậy buông lời muốn tiêu diệt chúng ta Phân Đà chân nhân, Trần Phi. Phải không? Ông già uy nghiêm cười một tiếng, trong con ngươi tràn ra nhàn nhạt tàn nhẫn. Rồi sau đó liền gặp hắn lên tiếng lần nữa, lạnh nhạt nói, vậy thì thật là tốt, liền một khối mà thu thập đi. Ân huệ vật này, vẫn là phải còn. Cho các người một cái nhiệm vụ, 3 ngày bên trong, lấy Phân Đà danh nghĩa phát thiếp mời thiên hạ hào kiệt, cử hành một tràng võ đạo hội. Ngoài ra lại đơn độc làm một phần thiệp, phát cho vậy Trần Phi. Hắn nếu dám tới, ta Mã Kim Long sẽ tự để cho mạng hắn tang suối vàng. Mã hộ pháp ngài muốn đích thân ra tay. Bạch Xà giáo chủ thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, ưng. Mã Kim Long, Mã hộ pháp đây chính là bọn họ Bạch Xà giáo tổng đà chi một thập tam hộ pháp, bàn về thân phận địa vị, thậm chí mạnh hơn một đám trưởng lão. Như vậy tồn tại nếu như nguyện tự mình ra tay, là bọn họ ra mặt, cho dù là chân nhân, lại có sợ gì. Hừ, Mã Kim Long ngạo nghễ hừ lạnh, thua bắt tay, sải bước rời đi, lại không trước mắt cái này một đống phế vật một cái. Nếu không phải có người cầm năm đó ân huệ mời hắn ra mặt, lấy hắn thân phận, hôm nay sao sẽ xuất hiện ở đây? Cung kính Mã hộ pháp rời đi. Gặp Mã Kim Long rời đi, vậy Bạch Xà giáo chủ lập tức cung kính nói. Cung kính Mã hộ pháp rời đi. Trong đại điện cả đám ở trong mộng mới tỉnh, cũng là vội vàng nói. Triết Giang Trần Phi, chân nhân, ha ha, chờ đi, lần này có Mã Kim Long Mã hộ pháp tự mình ra mặt, xem ngươi có thể chịu đựng được lúc nào. Bạch Xà giáo chủ cặp mắt đỏ bừng, hiện lên sắc bén, cười lạnh nói. Một ngày sau đó, kinh đô cung gia. Gia chủ cung gia cung Biệt Ly bên trong thư phòng, cung Biệt Ly đang nhìn bằng phẳng bày đặt ở trên bàn sách một cái thư mời, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Vậy thư mời chính là Bạch Xà giáo liền phát thiên hạ, võ đạo hội thư mời. Võ đạo hội, nghe nói trước đây không lâu Triết Giang vậy Trần Phi từng buông lời đi ra, nói muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo. Cái này cái gọi là võ đạo hội, chỉ sợ là muốn diệt diệt hắn uy phong đi. Cung Biệt Ly mặt không cảm giác lẩm bẩm nói. Bọn họ cung gia vốn là phụ trách cùng Cự Linh bí cảnh tất cả đại tông môn thế lực tiếp xúc, hơn nữa bọn họ tự thân quyền hạn cùng hệ thống tình báo, có thể biết tin tức này, nhận được cái này Bạch Xà giáo gửi tới thư mời, liền cũng không kỳ quái. Nửa tháng trước, Trần Phi tại kinh đô hung hăng quét bọn họ cung gia mặt mũi một lần, tuy nói khi đó hắn lựa chọn nhịn, nhưng cũng chỉ là quyền nghi. Bây giờ có thể có những người khác đi tìm hắn phiền toái, hắn tự nhiên vui vẻ thấy, vui hưởng kỳ thành. Ha ha, nháo đi, dù sao ẩm ý cuối cùng cũng cùng ta cung gia không quan hệ. Chẳng qua là, không biết lần này có thể làm thành hình dáng gì đâu. Nếu có thể nhiều gặp thấy máu, vậy cũng tốt à. Cung Biệt Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh cười một tiếng. Có đôi lời nói hay, không phải tộc ta kỳ tâm phải giết. Những thứ này từ Cự Linh bí cảnh tới trái đất tu sĩ, căn bản liền không có bị hắn coi là đồng loại, mà là người xâm phạm. Cho nên, vẫn là chó cắn chó một miệng lông đi. Ha ha, Mã hộ pháp sốt cuộc ra tay sao? Thư phòng một góc, cung Vạn Hòa phụ thân cung Xuyên khiêm tốn đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, trong mắt đều là vậy vui sướng uy nghiêm cười nhạt vẻ. Tràn ngập ở hắn trong mắt, vô cùng là vặn vẹo cùng điên cuồng. Phi báo tổng giáo quan, chân nhân, thật là lợi hại thân phận à, nhưng mà, ta cung Xuyên cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, dám động con trai ta, chuẩn bị xong trả giá thật lớn sao? Ha ha, ha ha ha. Kinh đô Tây Bắc 300 dặm, thiên cực môn chỗ ở. Cả người quấn băng vải Đông Vạn Lai cũng là lấy được rồi Bạch Xà giáo, võ đạo hội thư mời. Tay nắm thư mời, Đông Vạn Lai một mặt cười khổ, ta cũng biết sẽ là như vậy. Thành tựu bọn họ Cự Linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, Bạch Xà giáo tại bọn họ mà nói, liền tương đương với vương giả. Mà thân là vương giả, bị người, khi dễ, đến cùng sẽ như thế nào phản kích? Lộ ra thấy rõ, cái này cái gọi là võ đạo hội, chính là làm cho bọn họ khắp thiên hạ người nhìn. Chân nhân, ta Bạch Xà giáo cũng không sợ. Bây giờ cho ngươi cơ hội này, có gan ngươi sẽ tới. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, cả người hoa quần xinh đẹp ảnh đi tới. Là Đường Hoa. Nhìn Đông Vạn Lai trong tay vậy thư mời, chính diện có một hình vẽ,
lại là nàng trong ấn tượng Bạch Xà giáo cung phụng xà thần Đồ Đằng. Đường Hoa ánh mắt ngưng ngưng, tò mò hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Bạch Xà giáo gửi tới thư mời. Hai ngày sau, bọn họ tướng ở bọn họ núi lớn lĩnh Nam Phân Đà chỗ ở cử hành lần trước trận võ đạo hội. Đông Vạn Lai trong tay nắm vậy thư mời, kinh ngạc nói. Suy nghĩ cũng đã là bay qua biển khơi. Nhìn như, đây là thật hoàn toàn lớn chuyện rồi à? À, Bạch Xà giáo muốn cử hành võ đạo hội, đây chẳng phải là... Cái này Đường Hoa cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe Đông Vạn Lai lời này liền lập tức rõ ràng, che miệng giật mình. Cái này không phải cái gì võ đạo hội à, đơn giản là Bạch Xà giáo ở cho vị kia Trần Phi Trần chân nhân nhỏ thuốc mắt. Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta Bạch Xà giáo sao? Tốt lắm, vậy ta liền ở nơi này chờ ngươi. Võ đạo trong đại hội, ngươi dám đến sao? Bạch Xà giáo chủ chỉ sợ là liên lạc tổng đà, hẳn là có Bạch Xà giáo chân nhân cấp cường giả tới. Đông Vạn Lai ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm. Bạch Xà giáo tổng đà chân nhân cấp nhân vật, cho dù là ở đó trong cự linh bí cảnh cũng là làm người ta kính sợ, kiêng kỵ, thậm chí kính nhi viễn chi coi trời bằng vung nhân vật. Mà bây giờ, loại người này tới trái đất, đây quả thực là phải loạn à. Bạch Xà giáo chân nhân sao? Đường Hoa lúc này cũng là mặt đầy kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Bạch Xà giáo vốn là ma môn. Bực này tông môn thế lực chân nhân cảnh nhân vật vậy càng là coi trời bằng vung, lòng dạ ác độc. Cho nên chỉ là nghe được, nàng cũng không nhịn được có chút sợ. Sư phụ, người nói bọn họ ai lợi hại hơn? Đường Hoa không nhịn được hỏi. Ai lợi hại hơn? Đông Vạn Lai cười khổ, cái này làm cho hắn nói thế nào? Phải nói Trần Phi, chân chính thực lực, hắn không thể nghi ngờ là tự tay cảm thiết sâu nhất vậy một cái. Có thể đứng yên không nhúc nhích. Sẽ để cho hắn hát tháng cối xay thành sắt vụn, thực lực bực này, chỉ sợ là ở chân nhân cảnh chính giữa vậy đương kim phi phàm. Cho nên hắn đối với Trần Phi thực lực, vẫn là rất sợ, vậy rất tràn đầy lòng tin. Nhưng, Bạch Xà giáo dẫu sao ở bọn họ trong cự linh bí cảnh đã là xương bá liền hơn trăm năm, sợ hãi, lòng kính sợ thâm căn cố đế, muốn đánh bại vậy chờ đồ vật khổng lồ đích thân đến chân nhân, cái này dễ dàng sao? Hiển nhiên. Cái này tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Trần Phi Trần chân nhân cùng vậy Bạch Xà giáo đích thân đến chân nhân, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Đông Vạn Lai không dưới định luận, hắn chỉ có thể yên lặng ở nơi này đến khi hai ngày sau, mới có thể chân chính biết chưa? Huyện Thành Dương, Thúy Hồ hạ con rắn kia trong động. Từng vòng tím ngọn lửa màu đỏ tựa như là xoắn ốc đường vân vậy sáng chói chiếu sáng ở trong động. Trong huyệt động. Một cổ thi thể cứng ngắc đứng sừng ở vậy mặt đất ngay chính giữa, tím ngọn lửa màu đỏ gầm thét ở giữa, giống như là muốn đem hoàn toàn nuốt mất. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, thi thể kia tản mát ra hơi thở nhưng càng ngày càng làm người sợ hãi, run sợ đứng lên. Hết sức đáng sợ. Một bên, Trần Phi, Bùi Uyển Tình cũng là ở chỗ này. Bùi Uyển Tình trên mặt ngược lại có chút nhàm chán thần sắc. Lão công! Ngươi tại sao phải phí lớn như vậy tâm tư chuẩn bị nhàm chán đổ ai? Cái này luyện thi căn cơ quá kém, như thế nào đi nữa làm, lực lượng cũng không khả năng tăng lên tới đi đâu chứ? Cảm nhận được ngọn lửa kia trong luyện thi khí tức biến hóa, Bùi Uyển Tình đáng yêu khịt khịt mũi, hai tay ôm vào Trần Phi giữa eo hỏi. Cho dù là nàng một người lực lượng bây giờ, cũng không biết yếu hơn chút cơ chân nhân cảnh tầng 4 mà Trần Phi rõ ràng muốn so với nàng lợi hại nhiều lắm, có thể cái này luyện thi. Có thể đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1-2 thiên sức chiến đấu tuyệt đối là thông ngày, đây đối với bọn họ mà nói hữu dụng không? Hiển nhiên, khẳng định là vô dụng. Cho nên nàng chân thực không suy nghĩ ra, Trần Phi như vậy tốn sức mà trêu ghẹo mãi cái này luyện thi dụng ý, kết quả ở đâu? Chờ lát nữa lại nói cho ngươi đi. Trần Phi thần bí cười một tiếng, vung tay lên. Oanh! Đột nhiên bây giờ, chấn thiên động địa chấn động tiếng truyền tới. Chỉ gặp ở đó sáng chói tím ngọn lửa màu đỏ chính giữa, vây quanh ở đó luyện thi trên mình, đột nhiên là có từng luồng cường hãn tiếng pháp xông đi ra, đùng đùng, phảng phất là sấm sét ở nổ vang, kinh khủng hơi thở sau đó tràn ra tới. Hống, ở kinh khủng này cảnh tượng trong, vậy luyện thi cả người căng thẳng vô ý thức phát ra gầm nhẹ, điếc tai nhức óc. Nhưng mà ước chừng chẳng qua là tiếng này ba, đừng không những thứ khác, nhưng liền lại có thể làm vậy không khí đều vặn vẹo. Bùi Uyển Tình mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, ngây ngẩn, bởi vì nàng có thể cảm giác đến, cái này luyện thi lúc này tản mát ra hơi thở cường độ,
lại là liền hướng đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh hai đỉnh cấp tình cảnh phát triển. Tí tách, tí tách, tí tách. Chớp mắt ở giữa, Trần Phi đầu đầy mồ hôi hột không cầm được lăn xuống. Hiển nhiên, đây chính là trong cơ thể hắn linh khí kịch liệt tiêu hao biểu hiện. Phịch. Bất quá ngay tại một giây kế tiếp, từ vậy luyện trong thi thể cuối cùng là có hào hùng thanh thế mở ra, đánh cái này cả tòa đáy hồ hang động bắt đầu sụp đổ. Định, nhưng vào lúc này Bùi Huyền Tình vội vàng ra tay, linh khí xông ra, khí thế kia liền biến mất. Hang động sụp đổ cũng là dừng lại. Làm xong, nhìn vậy tím ngọn lửa màu đỏ tản đi sau thân ảnh khổng lồ, Trần Phi hài lòng cười một tiếng, đưa tay một chiêu. Vèo một tiếng, thân ảnh kia ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi, Bùi Huyền Tình trước mặt. Động tác cơ hồ là thuấn di. Đến trước mặt, thân ảnh kia vậy cuối cùng là thấy rõ. Hắn cao hơn 2 mét, cao lớn vạm vỡ, mặt xanh răng nanh, mộc không diễn cảm, chẳng qua là vậy cả người còn chưa tản đi khí thế uy áp, đúng là có chút kinh người. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Cái này luyện thi lại có thể bị cường hóa đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Lão công ngươi làm sao làm được? Bùi Huyền Tình trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nói. Hiển nhiên, liền nàng đều bị sợ hết hồn. Nàng nguyên lấy là Trần Phi có thể đem cái này luyện thi cường hóa đến tầng 1, nhiều nhất tầng 2, liền tuyệt đối là đến đỉnh thông ngày. Nào biết bây giờ nàng vẫn là xem thường nhà mình lão công. Nhưng vấn đề là, cái này có phải hay không có chút quá phóng đại? Căn cơ kém như vậy luyện thi, cũng có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cường hóa đến đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tình cảnh đi. Bùi Huyền Tình mềm môi há thật to lão đại, thật là cảm thấy thật lòng khâm phục. Dùng chút đặc biệt thủ đoạn, nếu không vậy không như vậy dễ dàng. Trước sư phụ ta chuyện cho ta sách ra cái tỉnh, ta nếu muốn an tâm đi, thì nhất định phải được cho bọn họ làm một bảo đảm mới được. Trần Phi đến bây giờ đều là đầu đầy mồ hôi, không tỉnh lại sức lực, thở hổn hển nói. Tại hắn mà nói, đời này người trọng yếu nhất chính là mẹ hắn, còn có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên. Dĩ nhiên, bây giờ lại hơn nữa một cái Bùi Huyền Tình. Ở trên trái đất này, Bùi Huyền Tình an toàn không cần hắn bận tâm, nhưng mẹ hắn và Minh Đạo Xuyên nhưng không giống nhau. Bạch Xà giáo sự việc cho hắn gõ một cái chuông báo động, cho nên, vẫn là đề phòng tại chưa xảy ra tương đối khá. Hơn nữa ít nhất cái này bây giờ có cái này luyện thi ở đây, ở trên trái đất này, vậy chưa đến nỗi bất kỳ chuyện đều phải hắn hôn lực hôn vì. Hạt mè viên lớn chừng hạt đậu tiểu nhân chuyện nhiều, vậy phiền phải không? Ừ, nguyên lai là như vậy. Bùi Huyền Tình lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái, ngọt cười ngọt nói, bất quá bây giờ lão công ngươi có thể an tâm. Có cái này luyện thi ở đây, ít nhất trên trái đất này, hẳn lại không tìm ra có thể uy hiếp được mụ còn có sư phụ người chứ. Không nhất định, Trần Phi lắc đầu nói, nghĩ tới cự linh bí cảnh, ở trong đó kết quả là tình huống gì, không đi qua trước, thật vẫn là khó nói. Đột nhiên, hắn điện thoại vang lên, điện tới biểu hiện là Vương Đại Sơn tên chữ. Trần Tổng giáo quan sao? Là ta là Vương Đại Sơn. Điện thoại truyền ra Vương Đại Sơn thanh âm. Thế nào? Tổng giáo quan, có người đưa tới một bản thiệp mời. Là vậy Bạch Xà giáo. Bạch Xà giáo. Trần Phi hơi ngẩn ra, mở miệng nói, nội dung là cái gì? Hai ngày sau, núi lớn lĩnh Nam Bạch Xà giáo phân đà chỗ ở, bọn họ muốn ở đó cử hành một tràng võ đạo hội, cho là mời ngài đi. Trần Phi lại ngẩn người, sau đó trực tiếp là cười. Bạch Xà giáo võ đạo hội, đây là đang lên cho ta nhãn dược chứ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, lúc này mới có ý tứ mà. Vậy mời thiếp nhận chứ, ta ngày mốt đi lấy. Võ đạo hội sao, ha ha, cái này võ đạo hội hẳn sẽ rất có ý tứ chứ. Hai ngày sau, núi lớn lĩnh Nam, Bạch Xà giáo phân đà chỗ vậy bên trong cốc. Một cỡ nhỏ dãy nhà ước chừng ở 3 ngày bên trong liền ngang trời, nhô lên toát ra. Vậy vì vậy Bạch Xà giáo vậy một giấy thư mời, nơi này cũng thay đổi được dị thường huyên náo nhiệt lên, đầu người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Võ đạo hội, Bạch Xà giáo võ đạo hội. Cuối cùng đã tới, chính là ngày hôm nay, Bạch Xà giáo võ đạo hội. Nghe nói Bạch Xà giáo chủ mời tới tổng đà chân nhân cảnh tồn tại. Hẳn là chứ. Nghe nói vậy tướng vậy Trần Phi chính là chân nhân cảnh nhân vật, còn buông lời nói muốn tiêu diệt cái này Bạch Xà giáo phân đà. Nếu không phải cùng cảnh giới càng thêm lợi hại, hơn nữa tàn nhẫn Bạch Xà giáo chân nhân, người nào có thể địch.
trái đất không chân nhân. Đây là chúng ta dĩ vãng nhận thức chung, lại không nghĩ rằng, trên trái đất này lại có thể nhô ra một chân nhân, thật là làm người ta khó tin à. Rốt cuộc có phải hay không thật, bây giờ còn rất khó nói đâu. Trước cùng người nó có gan tới, rồi hãy nói. Ta thật là tò mò, chàng này tình cảnh, Bạch Xà giáo là hắn xuống cục, hắn dám đến sao? Sẽ không lâm trận chạy trốn đi, ha ha, ha ha ha. Đích xác, tuy nói bây giờ người nó nghi là thật người, nhưng dù vậy, thì thế nào? Bạch Xà giáo cũng không phải là ăn chay. Ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, lại là có song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp cùng tồn tại, vị kia không phải hung danh quán nhĩ, uy chấn thiên hạ chủ nhân. Cho dù hắn thật là chân nhân đâu, vậy vẫn là non đi. Người ta lui tới, nhiều loại tiếng nghị luận. Nhưng tóm lại một chút, không xem người tốt Trần Phi, thậm chí có người cảm thấy Trần Phi căn bản cũng không dám đến. Thành tựu xưng bá liền bọn họ cự linh bí cảnh hơn trăm năm dài một trong, hai giáo, ba tông, Bạch Xà giáo lợi hại, khủng bố, đã ở trong lòng bọn họ mặt thâm căn cố đế. Cho nên như vậy uy tín, như vậy quán tính, há lại là ai tùy tiện có thể lật đổ. Chân nhân, coi như là chân nhân, cũng không được. Lúc này, hai đạo thân ảnh xa xa xuất hiện ở thung lũng bên ngoài vách núi lên. Bạch Xà giáo phân đà, chính là chỗ đó sao? Đèn đuốc huy hoàng, tiếng người ồn ào, nhìn như ngược lại là thật náo nhiệt à. Một người trong đó nhìn đèn đuốc huy hoàng, tiếng người ồn ào bên trong cốc, trên mặt nổi lên nụ cười. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Ở sau lưng hắn, thân ảnh kia có chừng cao hơn 2 mét, khoác màu đen nhánh vừa dày vừa nặng trường bào, giống như là núi nhỏ vậy, cho người vô cùng là rõ ràng cảm giác bị áp bách. Nếu thật là người bình thường thấy, sợ rằng đều phải trố mắt nghẹn họng. Bất quá, hôm nay chỗ này tựa hồ cũng sẽ không có người và người là người bình thường, cho nên, vậy không sao. Hai vị cũng là tới tham gia Bạch Xà giáo võ đạo hội sao? Đột nhiên, sau lưng truyền tới một nũng nịu tiếng cười. Một vị đầu đội bay phượng châm cài tóc cung trang cô gái ở mấy vị người đi theo vây quanh, đi ra Trần Phi sau lưng rừng cây. Tối nay có thể xuất hiện ở đây, mới có thể có những thứ khác mục đích sao? Người rất đẹp. Trần Phi nhìn một cái vậy cung trang cô gái, khẽ mỉm cười, đáp lại một câu. Đa tạ khoa trương, người vậy rất đẹp trai. Vị này, ngạch, rất có vị nam nhân. La Nhã hé miệng cười một tiếng, ánh mắt không tự kìm hãm được rơi xuống Trần Phi sau lưng, vậy dáng người khổng lồ tựa như cái núi nhỏ, điểm chính là khí chàng cũng vô cùng khiếp người người áo bào đen trên mình, mắt đẹp hiện ra vẻ kinh dị, hé miệng cười nói. Nhưng mà, đối với nàng mà nói, vẻ đẹp của nàng, hắc bào nhân kia nhưng lại có thể coi mà không gặp. Thậm chí liền phản ứng chút nào cũng không có. Đây càng là làm La Nhã có chút nghi ngờ, hơi giật mình. Nàng công pháp tu luyện vốn là có chút đặc thù, hơn nữa bản thân nàng mị lực, cho dù là người gỗ, cũng không khả năng thật đối với nàng không có bất kỳ phản ứng chứ. Chẳng lẽ người nọ thật là tâm địa sắt đá? Ha ha, sư huynh ta hắn cái này. Trần Phi đưa tay chỉ mình đầu óc vậy. Cười nói, luyện công luyện đây có điểm không quá linh quang, nhưng làm người vẫn là rất hiền lành. Ngươi làm hắn không tồn tại là được. Làm hắn không tồn tại. La Nhã cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Phi nói, ta là Ngọc Hoa Môn La Nhã, nếu có duyên gặp được, nếu không chúng ta cùng đi. Tốt nhất vẫn là chớ, ngươi thật muốn theo ta cùng đi, phiền toái hẳn sẽ thật lớn. Có thể Trần Phi lại lắc đầu một cái, cự tuyệt. La Nhã hơi ngẩn ra, sau đó căn bản liền không có nghe rõ Trần Phi phía sau là nói cái gì. Chỉ biết là mình lại có thể bị Trần Phi cự tuyệt. La Nhã u oán nhìn Trần Phi, nói, xem ra là thiếp cái này bổ liễu chi tư không vào được đạo hữu người pháp nhãn, đã như vậy, liền không quấy dày. Bổ liễu từ cũ, văn chương, loài cây dùng lá sớm nhất về mùa đông, dễ mọc, nhưng dễ tàn, dùng trong văn học cổ để ví người phụ nữ có thể chất yếu đuối. La Nhã lời này chưa nói xong, xa phương thiên không, đột nhiên là truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hơi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ gặp vậy trên bầu trời, một chiếc chính diện nạm mặt quỷ cốt răng phi thuyền đang không chút kiêng kỵ, ngang ngược sông ngang đánh thẳng chạy như bay tới. Cảnh tượng này, đồng dạng cũng là đưa tới những thứ khác rất nhiều người chú ý. Đó không phải là Bạch Cốt Tông cốt răng phi thuyền sao? T, chẳng lẽ là bọn họ vậy phái người tới? Bạch Xà giáo,
Bạch Cốt Tông từ trước đến giờ là đồng khí liên chi, một cái lỗ mũi hả giận. Chậc chậc, lần này thật là có trò hay để nhìn à. Rất nhiều người ánh mắt kiêng kỵ nhìn vậy không chung. Ánh mắt có chút kính sợ. Bạch Cốt Tông, cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, mặc dù tổng thể tới xem, bọn họ không bằng Bạch Xà giáo lợi hại, nhưng cũng có tư cách làm, hai giáo, ba tông, ra tất cả tông phái, ngước nhìn xem bọn hắn. Một điểm này, từ vậy Bạch Cốt Tông các người ngồi cốt xăng phi thuyền bây giờ dám làm càn như vậy, từ đỉnh đầu bọn họ xông ngang đánh thẳng cán qua đi, liền có thể biết biết một hai. Nếu không phải cảm giác được mình lợi hại, như bức, ai sẽ phách lối như vậy, làm càn như vậy? Là Bạch Cốt Tông trưởng lão, nhìn vậy cốt xăng trên phi thuyền, trước ngực mang 18 viên khô lâu vọt mà dây chuyền mặt trắng nam tử, La Nhã hơi biến sắc mặt, có chút sợ hãi nói. Rất lợi hại phải không? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt cười nói, tựa hồ có chút khinh thường. Rất lợi hại phải không? La Nhã giọng lập tức liền dơ lên, ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Phi, nói cái này Bạch Cốt Tông nhưng mà ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông. Ngươi thấy được trước ngực hắn vậy 18 vọt mà khô lâu dây chuyền không? Đó là Bạch Cốt Tông trưởng lão mới có tư cách đeo 18 khô lâu ma liên. Chỉ có chân nhân mới có tư cách đảm nhiệm Bạch Cốt Tông trưởng lão vị. Như vậy, Trần Phi gật đầu cười một tiếng, lờ đễnh, tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy La Nhã nói có chỗ nào là rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà sự thật vậy quả thật là như thế, mới vừa mới qua người nọ thật giống như đích xác là một chút cơ chân nhân cảnh, tầng một tả hữu tầng thứ, nhưng thì như thế nào chứ? Cái loại đó người ở hắn trong mắt và người bình thường vậy không việc gì khác biệt đi. Ngươi, La Nhã nổi dóa, nàng thật là lần đầu tiên thấy loại người này, như vậy kỳ quái tổ hợp, đây chính là Bạch Cốt Tông à? Trưởng lão cấp bậc chân nhân à, chẳng lẽ hắn thật không biết sợ sao? Ha ha, tốt lắm, La Nhã đạo hữu ta phải đi. Tốt bụng nhắc nhở một câu nói, ngươi nếu là sợ phiền toái, liền chớ đi chung với ta. Vừa nói, Trần Phi gật đầu cười. Rồi sau đó trực tiếp là xoay người xuống núi kia ven núi, đi về phía thung lũng. Ở nơi đó, đang có không thiếu Bạch Xà giáo tu sĩ phụ trách tiếp đãi. Nha, người tên này, ta có như vậy vân, vân, chẳng lẽ nói. Gặp Trần Phi lại một lần nữa như vậy nhắc nhở, hời hợt nàng, La Nhã không nhịn được tức giận dậm chân, sau đó đột nhiên, nàng bất thình lình giật mình một cái, trong lòng liền khó hiểu là xông ra một cái phỏng đoán. Nàng con ngươi rụt một cái. Đợi một chút. Nghe nói vậy chiết giang Trần Phi Trần chân nhân cũng là rất trẻ tuổi dáng vẻ. Cái này, tên này không phải là. Cùng lúc đó, Trần Phi đã là đi tới vậy thung lũng trước mặt. Một vị người mặc vào Bạch Xà giáo dạy bào tu sĩ cung kính cản lại Trần Phi, nói, vị đạo hữu này ngươi tốt, xin lấy ra một cái thư mời của ngươi. Cảm ơn. Ừ, cầm đi, Trần Phi hơi ngẩn ra. Từ trong lòng ngực lấy ra một bản thiệp mời, đưa cho vậy Bạch Xà giáo tu sĩ. Nhưng mà, mới vừa nhận lấy vậy mời thiếp, tu sĩ kia xem đều không xem, ước chừng chẳng qua là gặp được thiệp mời bề ngoài, người khác liền không nhịn được cả người run lên, giật mình một cái, rồi sau đó tròng mắt trực tiếp là teo lại tới. Rung động lời nói cũng là bật thốt lên. Ngươi, ngươi chính là vậy Trần Phi. Lui tới tất cả mọi người ngay tức thì làm yên tĩnh lại, rồi sau đó vô số đôi mắt quang. Tất cả đều ngưng ở Trần Phi trên mình. Khiếp sợ không thôi. Hắn chính là vậy chiết giang Trần Phi. Lại là thật dám đến à? Thật, thật là hắn. Xa xa, vị kia cự linh bí cảnh Ngọc Hoa Môn trưởng lão La Nhã, ở thấy người đàn ông kia lại có thể thật là trong tin đồn chiết giang Trần Phi, Trần chân nhân, một bản tuyệt đẹp trên dung nhan, lại không có ngay từ đầu u oán cùng với nổi nóng, mà là lộ ra vẻ khó tin, thậm chí trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn mới vừa rồi cũng không phải là ở hời hợt ta, mà là. Vừa muốn là thật cùng hắn cùng đi, ta cái này phiền toái có thể liền lớn hơn à. La Nhã lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt không khỏi hơn nữa chú ý hướng vậy trong sân bóng người nhìn lại. Ánh mắt tập trung vào thân ảnh kia. La Nhã một đôi đỏ rực mềm môi, lại lần nữa lẩm bẩm lên tiếng. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật dám đến, có thể coi là đã tới. Thì phải làm thế nào đây? Bởi vì cho dù hôm nay chàng diện này bị hắn chĩa vào áp lực, tung đi qua, có thể hắn thật chẳng lẽ lấy là bản thân có năng lực diệt cái này Bạch Xà giáo phân đà. Cho dù có, hắn thật có vậy lá gan dám động thủ sao?
như chọc giận Bạch Xà giáo vậy, chờ đồ vật khổng lồ, hậu quả, nhưng mà thiết tưởng không chịu nổi à. Hắn thật có cân nhắc đến sao? Vẫn là nói, hắn là thật không sợ. Giờ khắc này, không chỉ là nàng, cơ hồ tuyệt đại đa số tại chỗ nghe được Trần Phi thân phận người, lúc này đều là trong mắt mang theo như vậy tâm trạng cùng kinh nghi, chú ý Trần Phi. Tình cảnh trong chốc lát có chút yên tĩnh không tiếng động. Làm sao, không hoan nghênh ta sao? Trần Phi nhìn vậy thần sắc đại biến Bạch Xà giáo tu sĩ, nhàn nhạt nói. Ta. Vậy Bạch Xà giáo tu sĩ cả người run rẩy, hắn ánh mắt, nhìn không được run cùng nhục nhã chăm chú nhìn Trần Phi. Một khắc sau, vèo một tiếng, liền gặp hắn không chút do dự, trực tiếp là cũng không quay đầu lại bay vọt vào thung lũng dãy nhà chính giữa. Hiển nhiên là đi bẩm báo Trần Phi đến tin tức. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ cau mày, trực tiếp là hướng vậy thung lũng dãy nhà đi vào. Tên này, rất nhiều người không khỏi ánh mắt run lên, bay đi theo lên, cái này chỉ sợ là phải có động tĩnh lớn. Mau, theo sau xem. Mọi người vội vàng đi theo lên. Thung lũng dãy nhà, Bạch Xà giáo phân đà chính giữa nhất trong đại điện. Tham gia lần này Bạch Xà giáo nơi cử hành võ đạo hội thế lực khắp nơi đại biểu, không sai biệt lắm đã là đến hơn phân nửa, tình cảnh hết sức náo nhiệt. Những người này cũng ở đây cố ý nói chuyện với nhau hoặc là kết giao tình, phát triển mạng giao thiệp của mình vòng. Mà vào lúc này, trong đại điện này có 2-3 người tổ hợp là nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Rất nhiều người liếc trộm hướng bọn họ ánh mắt, đều là mang chút kính sợ. Bởi vì vậy tổ hợp không phải người khác, chính là Bạch Xà giáo phân đà Bạch Xà giáo chủ, cùng với vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão cấp bậc khách tới Đoạn Thiên Lôi. Đoạn trưởng lão lâu ngày không gặp. Ngài tu vi tựa hồ lại đang tinh tiến không thiếu à? Chỉ gặp vậy Bạch Xà giáo chủ lúc này đang mặt mũi hồng hào, nhìn Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi cười nói. Lại giống như là không có luyện khí cảnh tu sĩ đối mặt chân nhân cẩn trọng. Ta đây chẳng qua là hơi có chút đột phá, mà ngươi. Đến lúc đó hẳn chúc mừng à, không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh một tầng. Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi thật sâu nhìn một cái Bạch Xà giáo giáo chủ, cười nói. Nguyên bản, hắn hôm nay sở dĩ sẽ tới, là bởi vì là có nghe nói đến Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long đại nhân ở cái này, cho nên muốn tới cùng chi leo kết quan hệ. Nhưng bây giờ Mã Kim Long Mã đại nhân không thấy, hắn nhưng bất ngờ hiện cái này Bạch Xà giáo phân đà Bạch Xà giáo chủ, lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh. Trở thành chân nhân cảnh tầng một tu sĩ, cùng hắn ngang hàng. Cái này tự nhiên là có chút làm ngoài ý người bình thường. Bất quá. Bạch Xà giáo chủ hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, hơn nữa hắn thân phận bối cảnh, là bị coi trọng phân đà giáo chủ, tương lai tất nhiên sẽ càng bị Bạch Xà giáo cao tầng coi trọng, thành liền không thể giới hạn. Người như vậy, tự nhiên cũng đáng được hắn kết giao. Ha ha, nơi nào, đều là vận khí, và đoạn trưởng lão ngươi so với, ta đây đều là chuyện nhỏ. Vậy Bạch Xà giáo chủ mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng giọng nói kia, còn có vậy mặt mũi hồng hào diễn cảm, kia không phải đều có thể thể hiện ra hắn lúc này được thời đắc ý. Phải biết đây chính là chân nhân cảnh. Nhảy một cái long môn, tương đương với lên như diều gặp gió 90.000 dặm, từ đây hắn tầng thứ cùng thế giới cũng sẽ là không giống nhau thiên địa, như vậy may mắn, hắn làm sao có thể không bành trướng, không được thời đắc ý. Mà ngay tại lúc này, rắc rắc, trong đại điện khép hờ cửa bị người nặng nề đẩy ra. Chỉ gặp một cái lo lắng bóng người, trực tiếp là bay xông vào. La lớn. Giáo chủ, vậy Trần Phi tới. Ừ. Trong đại điện huyên náo nhất thời làm đông lại một cái. Tất cả mọi người toàn đều an tĩnh lại. Biểu tình của tất cả mọi người lúc này đều là rất là nhất trí. Trần Phi là ai? Nếu như nửa tháng trước, tin tưởng danh tự này tại chỗ 99%, không? Hẳn là 100% người khẳng định đều là căn bản cũng chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ đâu? Bây giờ, hôm nay bọn họ nhưng là đều đã như sấm bên tai. Sâu hơn người, nói trắng ra, ngày hôm nay cái này cái gì võ đạo hội vậy thật ra thì đều là giả. Bọn họ những người này tất cả đều là nền, đều là xem cuộc vui. Bởi vì chân chính nhân vật chính, cũng chỉ có Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông, cùng với vậy Trần Phi. Triết Giang Trần Phi. Nghi là chân nhân cảnh tồn tại. Gặp quỷ, hắn lại có thể thật dám đến, chẳng lẽ là thật muốn diệt cái này Bạch Xà giáo phân đà chứ?
Làm sao có thể, coi như hắn thật có vậy lá gan. Cái này Bạch Xà giáo phân đà cũng không phải nói diệt liền diệt. Bỏ mặc nói thế nào, vậy người dám tới, cũng đã là rất dọa người. Một lát sau trong đại điện cuối cùng là huyên náo nổi lên bốn phía. Trên mặt tất cả mọi người đều là kinh nghi, chấn động. Không có biện pháp, cho dù bọn họ đều là cự linh bí cảnh tu vi tu sĩ không kém, sâu hơn người, không thiếu đều là người có mặt mũi, có thể so với Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông như vậy tam giáo, hai tông, một trong, vẫn còn quá yếu. Không lên sân khấu. Mà bây giờ, lại có người thật dám chạy tới rút ra một cái Bạch Xà giáo cái này hung mãnh con hổ dâu cọp, bọn họ làm sao có thể không tâm thần chấn động. Đây có thể tuyệt đối không phải là đùa. Ừ, trừ những cái kia cự linh bí cảnh tất cả đại tông môn khách tới ra, Bạch Xà giáo tu sĩ, Bạch Xà giáo chủ, thậm chí vậy Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi lúc này đều là trong mắt ngưng đứng lên. Tên này lại có thể thật dám đến. Thật là chó lớn gan à. Đang đứng ở bành trướng, được thời đắc ý thời kỳ Bạch Xà giáo chủ trong mắt hung hăng hít một cái, hiện ra xâm nhiên dùng mình, cười lạnh, nói, Đoạn trưởng lão ngại quá. Xem ra chúng ta được trước đem một cái không biết trời cao đất rộng đồ thu thập, mới có thể tiếp tục khoái trá trò chuyện à. Người chỉ cần là một khi thuộc về bành trướng trạng thái, đó chính là thật chỉ lấy là trời đất bao la ta lão tam. Cái này Bạch Xà giáo chủ bây giờ vừa mới đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, liền hồn nhiên quên trước sợ Trần Phi, leo đến thiếu chút nữa tè ra quần. Huống chi, coi như là hắn hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, tính lại lên Trần Phi chẳng qua là hắn. Cho rằng, chính giữa, thông thường chân nhân cảnh một tầng. Một mới vừa đột phá đến chân nhân cảnh một tầng người, cùng một cái khác đột phá đến chân nhân cảnh một tầng thời gian rất lâu người, có so sao? Cái này căn bản là không cần suy nghĩ vấn đề. Huống chi, Trần Phi thật là hắn cho rằng chính giữa chân nhân cảnh một tầng. Nghe vậy, Bạch Cốt Tông Đoạn Thiên Lôi con người hơi chăm chú, trầm mặc một chút, mới nhẹ giọng cười nói, người này lại có thể thật dám đến. Lá gan thật đúng là lớn à. Và đang đứng ở bành trướng cùng với được thời đắc ý dưới trạng thái Bạch Xà giáo chủ so sánh, hắn Đoạn Thiên Lôi rõ ràng lý trí nhiều. Ngày hôm nay ván này, rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ, thiết lập bộ để cho ngươi tới. Mà người nọ thật đúng là tới, có như vậy lá gan, người phải nói không chút thật tài thực liệu theo sức, ai tin. Bất quá, nghĩ đến đây Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long liền Mã Đại Nhân ở nơi này. Đoạn Thiên Lôi trong lòng lại an tâm. Dẫu sao phải biết đây chính là Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp. Như vậy vị trí, ít nhất là chân nhân cảnh tầng 2 mới có tư cách ngồi lên. Huống chi Mã Kim Long đại nhân vẫn là trong đó người xuất sắc đại nhân vật như vậy tự mình ra mặt trấn giữ nơi này, bất ngờ, không tồn tại, căn bản cũng không có thể. Két! Lúc này, đột nhiên vậy lớn một chút khép hờ cửa lần nữa bị người thúc đẩy. Tất cả mọi người thần kinh nhảy một cái, trong mắt bạo xúc, trực tiếp là bay phong tỏa đến vậy bên ngoài cửa chính. Tới, có người khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói. Như vậy đầm rồng hang hổ, người nọ, cái gì đó chiết giang Trần Phi, thật tới. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh từ cửa kia bên ngoài đi vào. Một người cả người quần áo xanh, chừng 30 tuổi, diện mạo tuấn tú. Ở sau lưng hắn thì là theo chân một vị như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, mỗi một bước nâng lên rơi xuống, mặt đất run lên, cũng cho người to lớn áp lực. Như vậy tổ hợp, làm người ta không nhịn được kinh nghi. Bọn họ ai là Trần Phi? Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhìn cái này làm tâm thần người hỗn loạn tổ hợp. Vậy quần áo xanh nam tử, có thể người này là không phải có chút quá trẻ tuổi. Vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, nhưng tại sao lúc này hắn là đi ở phía sau? Nhưng bỏ mặc lúc này bọn họ trong đầu kết quả là biết bao hỗn loạn, biết bao một đoàn tương hồ, cái này hai cái không biết kết quả, ai là Trần Phi tổ hợp đến, vẫn là làm bọn họ trong lòng bay trùm lên một tầng khẩn trương. Liếm môi một cái, nuốt nước miếng một cái, tuyệt đại đa số người cũng theo bản năng lui về sau. Nhường đường. Bọn họ ai là Trần Phi? Lúc này cho dù là vậy Đoạn Thiên Lôi trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Hướng bên cạnh Bạch Xà giáo chủ cau mày hỏi. Đồng thời, hắn ánh mắt còn không nhìn được giống như là nam châm vậy thật sâu rơi vào áo bào đen trên người đại hán. Trong mắt kịch liệt lóe lên, tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì, không biết tại sao, ở đó áo bào đen trên người đại hán,
hắn lại có thể khó hiểu có dũng khí bất an sâu đậm. Là vậy trước mặt thằng nhóc kia, đồ đáng chết. Bạch xà giáo chủ ánh mắt chặt chẽ rơi vào Trần Phi trên mình, thoáng qua một tia nanh tranh. Chân nhân, hắn bây giờ cũng mặc kệ cái gì chân nhân không đúng người, gan dám một mình ở chỗ này, coi như là chỉ lão hổ, là chỉ long, ngày hôm nay cũng được cho ta đàng hoàng nằm. Chắp cánh khó khăn bay. Hắn, vừa nghe bạch xà giáo chủ như thế nói, vậy Đoạn Thiên Lôi lại là không nhịn được ánh mắt biến đổi. Lại là hắn, mà không phải là hắn. Chính là cái này sao? Lúc này, Trần Phi thong thả như vậy đi tới trong đại điện lòng, nhìn một cái cách đó không xa vậy có chút quen mặt bạch xà giáo chủ, tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó một đạo thanh âm đạm mạc trực tiếp là ở đại điện này bên trong vang lên. Các người bây giờ đã bị ta bao vây, là chuẩn bị bó tay chịu trói, vẫn là thua ngoan cố kháng cự đâu. Nha, đúng rồi, trừ bạch xà giáo tu sĩ bên ngoài, những thứ khác những người không có nhiệm vụ vẫn là đi sang một bên đi. Xem cuộc vui là được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi được sững sốt một chút, buồn cười, nhưng lại cảm thấy không cười nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, nguyên bản ta còn lấy là ngươi là một nhân vật, có thể bây giờ nhìn lại, ngươi là đầu óc có vấn đề chứ? Không xem đây là địa phương nào. Vậy bạch xà giáo chủ không nhịn được giận dữ ngược lại cười. Trên mặt hiện ra cười nhạt, vẻ trào phúng, nhìn Trần Phi, đã như vậy, vậy nếu không như vậy ta bây giờ cũng cho một mình ngươi lựa chọn, như thế nào? Lựa chọn, cái gì lựa chọn, Trần Phi cũng là không nhịn cười được, hỏi. Quỳ xuống, tướng ta giày này để liếm sạch, lại tự phế tu vi từ nơi này lăn ra ngoài, nói như vậy không chừng ta còn có thể đại từ bi, có thiện tâm tha cái mạng chó ngươi, nếu không. Ngươi muốn nếm thử một chút sống không bằng chết là tư vị gì sao? Vậy bạch xà giáo chủ cười lạnh nói. Đúng như lúc trước theo như lời, mới vừa đạt tới chân nhân cảnh tầng một hắn, là thật bành trướng. Đây là thật lấy là hắn là, trời đất bao la ta lão tam. Phải không, vậy ta nếu là không đâu? Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói. Là đột phá chứ, giống như là mới vừa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng một. Có thể còn con này một cái chân nhân cảnh tầng một, giống như này phách lối, thật tốt sao? Không, ngươi là người điếc sao, vẫn là nói, ngươi muốn nếm thử một chút sống không bằng chết là tư vị gì. Bạch xà giáo chủ mặt liền biến sắc, nói như đinh chém sắt, Đoạn trưởng lão, nếu không hôm nay hai ta liền liên thủ lấy hắn mạng chó chứ. Vừa vặn, mới vừa đạt tới như vậy cảnh giới, cũng là vừa vặn cần sát sát người, giúp trợ hứng. Oanh! Kinh khủng khí thế bạo, điên cuồng cuộn sạch trong đại điện. T, cái này, đây không phải là... Bạch xà giáo chủ hắn lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt co rúm một cái, rung động nói. Tuy trước khi nói bọn họ thấy bạch xà giáo chủ có thể cùng bạch cốt tông trưởng lão như vậy chuyện trò vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, cũng có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ, làm chân chính đáp án công bố, các nàng vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng chấn liền một chút. Rất là giật mình. Luyện khí cảnh, chân nhân cảnh, cái này mặc dù là kề bên cách. Nhưng là trời đất kém à? Bởi vì coi như là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh, chân nhân cảnh nhân vật, đó cũng là coi như nhân vật, hào hùng. Cái này bạch xà giáo chủ, lại là đạt tới. Ngươi muốn nhúng tay sao? Trần Phi liếc mắt nhìn một cái ánh mắt kia kịch liệt lóe lên Đoạn Thiên Lôi, cười hỏi. Lại một cái chân nhân cảnh một tầng, có thể ở trước mặt hắn, tầng thứ này, một thêm nhiều đi nữa vậy cũng là một à? Có cái gì khác biệt sao? Hiển nhiên, là thật không việc gì khác biệt. Nghe được Trần Phi mà nói, vậy Đoạn Thiên Lôi ánh mắt chớp mắt, lướt qua vẻ tức giận. Hắn nhưng mà bạch cốt tông trưởng lão, chân nhân cảnh tầng một tồn tại, chưa từng nhận như vậy chất vấn. Cho dù là có, Trần Phi như vậy người tuổi trẻ có như vậy tư cách sao? Ha ha, người tuổi trẻ, làm đã tới người đến nhắc nhở ngươi một câu, có lúc vẫn là đừng như vậy cao giọng cho thỏa đáng. Hắn lạnh lùng quét Trần Phi một cái. Cũng giống là hạ quyết tâm, trong mắt hàn mang thịnh nói, tự phế tu vi cút đi. Nếu không bọn ta tự mình ra tay, hậu quả có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Trong nháy mắt bây giờ, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh một mảnh. Rất nhiều người đều là ánh mắt run rẩy lui về phía sau, thậm chí khắp trán mồ hôi chuẩn bị chạy ra ngoài đại điện. Bọn họ lại không ngốc, loại không khí này, lời đã nói đến liền phân thượng này,
không đánh mới là lạ. Mà chân nhân cảnh cường giả một khi nếu là động tới tay, vậy ảnh hưởng đến có thể to lắm, đại điện này sợ rằng dễ dàng cũng sẽ bị hủy đi. Cho nên trước hay là xem đi, xem xa một chút nói sau. Tự phế tu vi, ha ha, lời này các người cũng là thật nói miệng. Đã như vậy, đó chính là không được nói chuyện. Trần Phi cười một tiếng, trong mắt nhưng là đã có nhàn nhạt lãnh mang. Nói, vậy Bạch Xà giáo chủ cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy châm chọc, ta Bạch Xà giáo phân đà hữu hộ pháp chết tại ngươi tay, cần nói mà nói, ngươi có phải hay không nên cho ta Bạch Xà giáo một câu trả lời. Cái gì giao phó, Trần Phi nhàn nhạt nói. Đền mạng, vậy Bạch Xà giáo chủ nói như đinh chém sắt. Đền mạng, Trần Phi bật cười khanh khách, lắc đầu nói, ngươi muốn ta là vậy con kiến hôi đền mạng. Ngươi chắc chắn ngươi tỉnh ngủ. Tự tìm cái chết. Vậy Bạch Xà giáo chủ ánh mắt một nghiêm túc, linh khí cuồng trào, trên cánh tay quanh quẩn vậy bắp thịt, giống như là xăm vậy giữ tợn rắn hình vẽ lại là sống. TTT, một cái miếng vảy phản xạ ngăm đen tinh mang chăn lớn ngang trời xuất hiện, đụng hướng Trần Phi, vô biên đáng sợ. Bạch Xà giáo, danh như ý nghĩa, nên giáo phái từ trên xuống dưới tất cả mọi người công pháp tu luyện đều là cùng rắn có liên quan. Nghe nói, ở đó Bạch Xà giáo trụ sở chính. Thờ phụng trong truyền thuyết vô biên pháp lực rắn linh thần đồ đằng, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Ha ha, mà ở thấy kinh khủng kia chăn lớn tấn công tới, Trần Phi chẳng qua là khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước, nhất thời sau lưng hắn vậy như thiết tháp áo bảo đen người đàn ông vạm vỡ trực tiếp là động. Nháy mắt tức thì, trong đại điện hiện ra một cổ vô cùng là âm u khí thế cùng năng lượng. Vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ bên trong thân thể hiện ra mờ mịt nhiều kinh người thi khí. Cái gì, thấy tình cảnh này, vậy Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi ngay tức thì là không nhịn được ánh mắt co rúm một cái, liền tựa như đột nhiên ở giữa nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh, không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Cái này, đây là thi khí. Vậy người nọ là cái gì? Chẳng lẽ là luyện thi? Không tốt, mau. Trên mặt tâm trạng bay biến ảo. Vậy Đoạn Thiên Lôi trong lòng hiện ra nồng nặc bất an. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hết thảy cũng không kịp. Suy, cho dù là vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ bực này thân thể ở đó rắn khổng lồ trước mặt, cũng chỉ là giống như tiểu miêu tiểu cẩu như nhau, dưới sự so sánh nhỏ đến đáng thương. Có thể một khắc sau, hắn bóng người vẫn còn là lại trực tiếp là xuất hiện ở vậy chăn lớn đang phía trước. Khép hờ dưới hắc bào hiện ra thổ lộ trước lạnh lẻo hàn quang móng vuốt, hướng về phía chăn lớn thân hình khổng lồ ngay đầu một xé. Mạnh như chân nhân cảnh một tầng tu sĩ nơi chăn nuôi chăn lớn yêu xà, kinh khủng kia thân thể lực phòng ngự, lúc này ở một chảo này xé dưới, lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tựa như là giấy dán. Oanh! Một tiếng nặng nề nổ, khổng lồ kia như núi nhỏ vậy chăn lớn, toàn bộ thân thể lại trực tiếp là ở một chảo này xé hạ, ở giữa không trung bị chia làm hai. Máu tươi văng khắp nơi, mưa máu bạo vẩy xuống, giống như là bão táp. Cùng lúc đó, vậy chăn lớn hậu phương đại điện vách tường, vậy trực tiếp là bị một chảo này xé đánh xuyên. Xuất hiện khổng lồ dấu móng tay chạm rỗng lỗ thủng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người rung động, trợn mắt hốc mồm, sau lưng tràn đầy khí lạnh. Cho dù là vậy chân nhân cảnh tầng một Đoạn Thiên Lôi cũng là không ngoại lệ. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ gặp hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, mất đi chấn định, chiến sừng sững nói. Khó tin. Phải biết, vậy mà nói, Bạch Xà giáo tu sĩ nơi chăn nuôi rắn linh yêu rắn sức chiến đấu, vậy cũng là 100% có thể cùng chủ nhân cảnh giới tu vi quải câu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sức chiến đấu đạt tới chân nhân cảnh một tầng yêu thú chăn lớn. Liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Sẽ ở đó như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ một kích dưới, trực tiếp bị càn quét đánh tan. Tại chỗ chết trận. Cái này, bực này lực lượng, kết quả là bực nào độ cao cường giả mới có thể làm được. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được cả người điên cuồng run rẩy. Một giây kế tiếp, ánh mắt chặt chẽ hướng chỗ xa kia một mặt lạnh nhạt Trần Phi nhìn lại. Cái này, người này, không phải là thật có bản lãnh rút ra một cái Bạch Xà giáo dâu cọp chứ? Trong lòng của hắn tràn đầy run rẩy, vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như thế nào, đánh chết hắn cũng không biết chạy tới dính vào nước đục này. Ngươi, phốc suy. Mà lúc này vậy Bạch Xà giáo chủ trực tiếp là đặt mông ủm ngay tại chỗ lên, đầy mặt khó tin, đầy mắt sợ hãi, sợ, người đều đần độn,
rồi sau đó cả người cũng là run rẩy không dừng được. Một giây kế tiếp, đáng sợ cắn trả lực giống như là âm thầm dâng vậy tướng hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Vừa lên tiếng, máu tươi giống như là không lấy tiền vậy cuồng phun ra, sau đó hắn cả người hơi thở, vậy rõ ràng, lộ ra thấy rõ uể oải quá nhiều. Bọn họ Bạch Xà giáo tu sĩ, cái này cả người tu vi cùng thực lực đều là hoàn toàn cùng chăn nuôi yêu xà tức tương quan, tánh mạng tương liền. Bất kỳ một phương trừ vấn đề gì, bên kia cho dù là không chết, vậy nhất định sẽ nửa tàn. Vèo. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Ngươi biết không, ở ta trong mắt ngươi hãy cùng con kiến không việc gì khác biệt. Chính là một con kiến, còn dám rêu rao muốn ta đền mạng, ngươi cảm thấy cái này có được hay không cười đấy. Bình thản thanh âm ở đó đã hoàn toàn hù dọa mất mật Bạch Xà giáo chủ bên tai vang lên. Người sau trực tiếp là giống như là được bệnh động kinh, run rẩy. Ngươi cút ngay. Đừng, chớ tới gần ta, mau cút mở à. Bạch Xà giáo chủ lăn lộn trên mặt đất, lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói. Nếu là con kiến, cũng không muốn ở nơi này nói nhảm nữa. Làm phiền lỗ tai. Trần Phi ánh mắt bình thản lên tiếng, khoát tay, ngón tay trực tiếp là bắn ra một đoàn ngọn lửa hừng hực, tướng vậy Bạch Xà giáo chủ nuốt mất. Chẳng qua là một cái chớp mắt bây giờ. Vậy Bạch Xà giáo chủ liền trở thành bụi bặm, mất đi tại chỗ. Chết, chết, chân nhân cảnh cường giả chết. Rất nhiều người ánh mắt run lên, không nhịn được hoảng sợ nói. Đây chính là chân nhân à. Ở bọn họ xem ra, có thể ở trên trái đất này chết như vậy một vị tồn tại, vậy cũng so một cái gì quốc gia nhỏ bị người tiêu diệt, còn muốn tới được càng làm cho bọn họ rung động nhiều. Huống chi. Đây có thể vẫn là Bạch Xà giáo chân nhân à. Lần này thật là đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Run rẩy, kính sợ, ánh mắt sợ hãi chính giữa, chỉ có Trần Phi một người. Một bên, vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ đứng yên lặng nơi đó, cả người là máu, càng làm cho người ta cảm giác lạnh khốc, sợ. Bạch Xà giáo chủ, chết. Rất nhiều người trong lòng đều là run rẩy nói ra lời nói này. Bất quá nếu như đổi lại cái giải thích, có lẽ vậy thì sẽ càng làm run sợ lòng người, kinh hãi một ít. Bởi vì, đó chính là, chân nhân, chết. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là tới từ vậy cự linh bí cảnh tu sĩ, coi như không phải, vậy tất nhiên cũng cùng vậy khu vực, thế giới quá giang quan hệ. Đều không phải là không tầm mắt, người không có đầu óc. Cho nên bọn họ đều là vạn phân rõ, chân nhân, đó là bực nào tồn tại. Cho dù là ở đó trong cự linh bí cảnh chưa tới đỉnh cấp, nhưng ở trên trái đất này, đứng ở đỉnh núi cao, vạn người cộng ngưỡng, thần hồ kỳ thần, tuyệt không phải hư ngông. Phải đi qua nếu là lấy cảnh giới, sức chiến đấu tương bàn về mà nói, đây chính là có thể sánh vai cổ võ giả võ đạo truyền kỳ tầng thứ. Gần 300 trong thời kỳ cơ hồ không có nghe nói trên trái đất này, ai có thể đạt tới cái loại đó tầng thứ. Lại nói rõ chút, bên này đã là vô địch. So với trên trái đất cái này một mẫu đất ba phân, đất liền thần tiên, vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, hạng nhân vật này nhưng ở bọn họ trước mắt sống sờ sờ bị giết chết, hơn nữa chút nào không lực phản kháng. Vì vậy cái này ngay tức thì, tất cả mọi người tại chỗ, đều là không nhịn được dùng một loại gặp quỷ vạn phần hoảng sợ, rung động khó tha thứ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ biết, sau ngày hôm nay, chiết giang Trần Phi... Còn có thần bí kia áo bào đen đại hán tên chữ chỉ sợ sẽ là muốn truyền khắp thiên hạ. Tuy nói giết chết Bạch Xà giáo chủ, cũng không phải là Trần Phi công lao, mà là vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, có thể, mới vừa rồi một màn kia, thuấn di tới Bạch Xà sau lưng giáo chủ, ngón tay đánh diễm, đốt chết Bạch Xà giáo chủ, cái này cũng vẫn là làm mọi người tại đây không dám khinh thường. Long không cùng rắn cư đạo lý này tại chỗ chẳng lẽ còn có người nào không hiểu sao? Vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ thực lực như vậy khủng bố, thành tựu cùng hắn một đường mà đến Trần Phi, có thể kém đi nơi nào? Coi như là thật kém, nhưng có thể mang đến như vậy có thể nói là đổi tê vô địch nhân vật, bản thân này cũng là một loại năng lượng, một loại thực lực, không phải sao? Cái này không thể nào. Một bên, vậy may mắn thối lui ra một chút khoảng cách Đoạn Thiên Lôi mặt xám như cho tàn, khó có thể tưởng tượng một màn này lại là thật. Đủ có chân nhân cảnh một tầng sức chiến đấu rắn linh, lại bị vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ một chảo vỡ vụn, thành hai nửa, giống như là hủy diệt đồ chơi vậy ung dung thoải mái, tùy tùy tiện tiện.
Đối phương có thể như vậy giết chết Bạch Xà giáo chủ, hắn Đoạn Thiên Lôi nếu là bị thành tựu mục tiêu, chỉ sợ cũng giống như vậy à. Mặc dù hắn quả thật muốn so với Bạch Xà giáo chủ lợi hại hơn, nhưng mà, lại lợi hại hơn, đó cũng chỉ là một ít à. Là có hạn độ, có thể bây giờ đối phương thực lực đã hoàn toàn là càng vậy giới hạn, làm hắn sợ hãi, làm hắn không thấy rõ. Lập tức trốn. Nghĩ đến đây vậy Đoạn Thiên Lôi cũng là ngay tức thì quả quyết đứng lên. Gặp tình huống không ổn, lại là không chút nào nhìn chân nhân mặt mũi, xoay người chạy. Tóm lại hắn vẫn là rõ ràng và mặt so sánh, vậy còn là mạng trọng yếu à? Loại người này nếu là thật liền điên, liền hắn cùng nhau giết, sợ rằng đó cũng là thật không biết kiêng kỵ cái gì à? Đối phương mặt Bạch Xà giáo cũng dám chọc, chẳng lẽ còn biết sợ hắn Bạch Cốt Tông sao? Hóa dực! Phịch! Trên bầu trời truyền tới một tiếng vang dội. Chỉ gặp vậy Đoạn Thiên Lôi sau lưng, đột nhiên là có một đoạn đoạn tái nhợt xương khô bay vút đi ra, tạo thành vây cánh, đạt tới chừng 2-3 mét chiều rộng. Mà một khắc sau chính là thấy vậy xương trắng vây cánh mãnh phiến, Đoạn Thiên Lôi cả người trực tiếp là phóng lên cao, từ hóa sấm gió lốc lớn cuộn sạch bây giờ, lấy như gió độ, bay trốn rời đi. Muốn chạy, nhìn vậy trên bầu trời bay trốn bóng người, Trần Phi khinh thường cười một tiếng, tay trái nắm quyền. Giữa eo về phía sau lắc một cái chân đi theo chính là nhẹ nhàng dẫm một cái. Như để cho ngươi chạy, hôm nay ta Trần Phi há chẳng phải là thật mất mặt. Phịch, ầm ầm ầm. Một cước này, giống như là trời long đất lỡ vậy, đạp xuống ngay tức thì, Trần Phi vị trí ở mảnh khu vực kia toàn bộ mặt đất, chu vi mấy chục mét, lại ngay tức thì là bị một cổ vô hình cự lực đè xuống, rất miễn cưỡng đập ra một cái dài đến hơn 10 gạo to lớn lõm động. T. Tất cả mọi người trong mắt co rúc lại, ngược lại hút khí lạnh, cái này, đây cũng quá. Quả nhiên, cái này Trần Phi lực lượng lại cũng là lợi hại đến làm người ta chỉ trình độ. Quang chẳng qua là dẫm một cái, liền lại có thể tạo thành như vậy to lớn áp lực, bước ra mấy chục thước hố sâu. Coi như là chân nhân, tầm thường một ít, vậy không thể nào làm được. Hổ bào, quyền. Một khắc sau, một đạo nhẹ nhàng lẩm bẩm tiếng vang lên. Trần Phi một quyền vung ra, vậy giữa trời đất, mọi người chính là đồng loạt cảm giác được một cổ hào hùng áp lực hướng ngày đó không, tựa như là đạn đại bác vậy đánh tới. Chấn không khí đều là xuất hiện còi vậy thanh âm, trắng tinh vân không, bị kéo ra khỏi thường thường đợt khí. Tình cảnh như vậy vô cùng khủng bố, làm người ta con người run rẩy, hoảng sợ. Khoảng cách mấy trăm thước, mấy chục thước trời cao, uy lực của một quyền này, khí ép, lại là thoáng qua cho đến. Làm vậy Bạch Cốt Tông Đoạn Thiên Lôi mặt đầy trực tiếp là hoảng sợ đứng lên, không nhịn được hết sức lạc giọng giống to. Mã hộ pháp cứu ta. Đáng chết. Trong bóng tối, vậy đầu đầy bạch, nhưng dị thường gương mặt trẻ tuổi thanh âm hung hăng mắng một tiếng. Nhưng vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Trước Bạch Xà giáo chủ chết, hắn còn có thể từ chối nói không kịp, không đuổi kịp, nhưng bây giờ, Bạch Cốt Tông, Bạch Xà giáo từ trước đến giờ đồng khí liên chi. Đoạn Thiên Lôi lại là Bạch Cốt Tông trưởng lão, hắn như là chẳng ngó ngàng gì tới, thấy chết mà không cứu, ngày sau coi là sổ cái, nhất định là xảy ra đại vấn đề. Nghĩ đến đây, cho dù hắn bây giờ trong lòng đã đối với Trần Phi, còn có vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ nổi lên nồng nặc lòng kiêng kỵ, vốn là muốn tránh trước lừa bịp được, sau này lại tìm cơ hội trả thù. Nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Oanh! Một cổ đè không khí trực tiếp là hiện đầy mặt băng vết nứt khí thế ảo ảo xuất hiện ở trước người. Một khắc sau, mênh mông trên bầu trời, một cái trắng tinh rắn ảnh xuất hiện, há mồm phun một cái, một cổ làm ra đầu ma dùng mình trực tiếp là như luồng khí lạnh vậy hướng một quyền kia uy áp đánh tới, đống kết bầu trời. T, đó là, mọi người không khỏi trong mắt co rúc lại, nhìn vậy trên bầu trời Bạch Xà, cùng với trăm thước trên không lên, mặt băng vậy vết nứt. Trên mặt đều là nổi lên vẻ hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Trước có đề cập tới chân nhân là trên trái đất này, đỉnh núi đỉnh. Thật ra thì còn có một cái duyên cớ, đó chính là và tu chân giới hoặc là cự linh bí cảnh so với, trên trái đất này có thể sức chịu đựng vách không gian thật sự là quá yếu. Tỷ như tầm thường chân nhân tu sĩ, ở đó tu chân giới, coi như là mở hết hỏa lực, nơi huy lực lượng cũng đừng nghĩ kích động dù là chút nào cái thế giới kia thiên địa phản ứng dây chuyền biến hóa. Có thể ở trên trái đất này, một cái chân nhân cảnh một tầng, cũng đã là có thể làm thiên địa mưa gió biến sắc, thay đổi tự nhiên khí hậu,
thậm chí bây giờ cái này Mã Kim Long xuất hiện, lại là có thể làm hư không cũng xuất hiện mặt băng vậy vết nứt. Vậy rất hiển nhiên là bởi vì vách không gian đã đạt tới nào đó chịu đựng áp lực hạn mức tối đa, mới phải xuất hiện như vậy, loại này kinh người tự nhiên phản ứng dây chuyền. Đổi câu mà nói, cái này Mã Kim Long đúng là không hổ là Bạch Xà giáo hung danh quán nhĩ, uy chấn thiên hạ Bạch Xà giáo song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp một trong. Hắn thực lực, đã là xa ra vậy Bạch Xà giáo chủ nhất lưu thiên địa trên. Chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp. Còn có một cái, Trần Phi trên mặt hiện ra chút bất ngờ. Chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp, thực lực bực này, đúng là có chút làm hắn không nghĩ tới. Phịch. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Máu tươi vẫy xuống. Chỉ gặp một quyền kia lực giống như là như vào chỗ không người vậy, sông ngang đánh thẳng, không người có thể địch. Lại không trở ngại chút nào liền tướng vậy luồng khí lạnh nghiền, đuổi giết tới đoạn thiên lôi phía sau, dễ như bỡn đem cuộn sạch, mất đi. Điều này sao có thể? Mã Kim Long cặp mắt ngay tức thì bạo co lên tới, ánh mắt máu đỏ, khó tin. Ngươi sao dám giết ta? Trên bầu trời, đoạn thiên lôi thân thể ngã xuống, to lớn lỗ máu từ hắn sau lưng trực tiếp là xuyên đến trước người, động đi xuyên qua. Còn sót lại ý thức. Làm hắn trong mắt còn lưu lại không tưởng tượng nổi, gào thét nói. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là Bạch Cốt Tông trưởng lão. Đừng nói là trên trái đất này, coi như là trong cự linh bí cảnh, bọn họ Bạch Cốt Tông đều là, hai giáo, ba tông một trong, địa vị vô cùng cao quý, không ai dám chọc, huống chi là giết. Dẫu sao ngươi lợi hại hơn nữa, có thể giết chết hắn một cái chân nhân, có thể ngươi có thể giết được qua Bạch Cốt Tông tất cả mọi người cao thủ, cường giả sao. Có thể sự thật chứng minh hắn vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Trần Phi muốn giết người, muốn giết hắn, cần lý do sao? Hiển nhiên, đó là không cần lý do. Đoạn thiên lôi thi thể từ ngày đó không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, lên tiếng âm. Rất nhiều người tim đều là theo thanh âm kia hung hăng run rẩy. Lại một cái thật người chết rồi à? Người này hắn chẳng lẽ không sợ Bạch Cốt Tông đối với hắn cũng trả thù sao? Xa xa, Ngọc Hoa Môn La Nhã lặng lẽ trắng bệch che môi đỏ mọng. Trần Phi có thực lực, giết Bạch Xà giáo chủ, nàng có thể hiểu, nhưng bây giờ Bạch Cốt Tông trưởng lão chỉ là nhúng tay chuyện này, liền bị giết chết. Hắn chẳng lẽ không sợ Bạch Cốt Tông vậy đi theo tức giận, muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trên bầu trời, vậy Bạch Xà run rẩy trở lại Mã Kim Long bên người. Cảm nhận được yêu cưng chiều linh hồn truyền mà đến run rẩy. Vậy Mã Kim Long ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt một cái, hướng Trần Phi hỏi. Ta! Trần Phi quay đầu lại, ánh mắt sửng dưng nhìn vậy Mã Kim Long, nói các người cho ta mời thiếp, chẳng lẽ không biết ta là ai chăng? Triết Giang Trần Phi, danh tự này ngươi hài lòng không? Trần Phi thản nhiên nói. Triết Giang Trần Phi, đám người tim hung hăng run rẩy, tướng danh tự này vững vàng ghi tạc chỗ sâu trong óc. Từ bây giờ về sau. Người này chính là thành hắn trong lòng cấm kỵ. Vô luận là thực lực, hoặc giả là lối làm việc. Tên này đơn giản là người điên à, không chút kiêng kỵ, hoàn toàn không mang theo sợ. Triết Giang Trần Phi, ngươi thật là trên trái đất này tu sĩ, ta không tin. Ngươi chẳng lẽ là ta cự linh bí cảnh người? Vậy Mã Kim Long ánh mắt run rẩy nhìn về Trần Phi, chất vấn. Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực đích thực quá đáng sợ. Làm hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng, còn con này một quả địa cầu lên, có thể sản sinh ra làm hắn Mã Kim Long đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Vậy căn bản không có thể. Chẳng lẽ trên trái đất này cũng chỉ có một cự linh bí cảnh? Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi, nghe vậy vậy Mã Kim Long ánh mắt chợt rụt một cái, kinh hô. Ngươi là người tu chân giới. Tu chân giới. Mọi người lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt đồng loạt là không nhìn được có chút kinh dị đứng lên. Tu chân giới, bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, nhưng cho tới nay, mặc thủ thành quy, nhưng làm bọn họ lao thẳng đến vậy thế giới, coi là bất đồng thế giới bất đồng giao thiệp tuyến. Cái này Trần Phi, lại là người tu chân giới. Ừ, chúc mừng ngươi đáp đúng, bất quá đáng tiếc không tưởng thưởng gì. Trần Phi không nghĩ tới đối phương chỉ một cái tử liền phản ứng lại. Lắc đầu một cái, cười gật đầu nói. Bất quá xem ra, những thứ này cự linh bí cảnh người là biết trên trái đất thông hướng tu chân giới sự việc,
có thể vì sao vẫn là có như thế chân nhân cảnh tu sĩ sống ở đó, ổ chuột, chính giữa đâu. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái à. Không nghĩ tới hạ lại là người tu chân giới, bất quá trở xuống ngươi thực lực, lại có thể sẽ trở lại trái đất này, như vậy linh khí cằn cỗi địa phương, ngược lại thật là làm ngoài ý người bình thường à. Vậy Mã Kim Long biết Trần Phi, lai lịch, không khỏi lại là ánh mắt ngưng trọng mấy phần, chậm rãi nói. Trên thực tế, theo lý thuyết trên trái đất này mặc dù rất ít sản sinh ra, võ đạo thần thoại, tầng thứ cổ võ giả, nhưng chân nhân cảnh tu sĩ, 200-300 năm ở giữa vẫn là có như vậy chút. Mà những người đó một khi đi tu chân giới, cơ hồ cũng chưa có trở lại. Bởi vì trên trái đất này linh khí thật sự là quá kém, kém đến nổi liền bọn họ cự linh bí cảnh người cũng nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là đi tu chân giới, trải qua vậy linh khí ướt át như nước, thiên địa rộng lớn người. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, lời này tuyệt không phải nói xạo. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không lên tiếng. Bởi vì đúng là, nếu không phải muốn trở về xem cố hương, thăm hắn mụ còn có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, trên trái đất linh khí này không khí liền hắn đều đã là có chút không chịu nổi. Huống chi là những người khác. Gặp Trần Phi như vậy giết người, còn như vậy mây thưa gió nhẹ thái độ, vậy Mã Kim Long không nhịn được âm thầm nổi nóng cắn răng, lạnh lùng giơ tay lên nói. Hạ thực lực cao mạnh, ta Mã Kim Long chịu phục, bất quá, ngươi lần này liền giết ta Bạch Xà giáo một cái chân nhân. Vậy vẫn là cần cho chúng ta Bạch Xà giáo một câu trả lời chứ. Giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Trần Phi nhìn hắn một cái, hỏi. Ta, Mã Kim Long ngay tức thì im miệng, mặt có chút đỏ lên. Đúng vậy, giao phó, cái gì giao phó? Đền mạng, coi như là hắn trong lòng có ý tưởng này, nhưng đối phương thực lực này, hắn có gan nói ra thứ lời đó sao? Hạ thực lực phi phàm, nhưng bỏ mặc nói thế nào? Ta Bạch Xà giáo mặt mũi vẫn không thể ném. Hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền trực tiếp tướng hắn nói cắt đứt. Vẫn là 10 ngày đi, trong vòng 10 ngày, các người Bạch Xà giáo còn có cái gì đó Bạch Cốt Tông nếu là thật không phục, ta ở Chiết Giang chờ ngươi cửa, đến lúc đó có thủ oán trả thù có oán than phiền, như vậy được rồi. Cũng đừng nói ta Trần Phi chưa cho các người cơ hội. Nghe vậy, tất cả mọi người làm sững sốt một chút. Bầu không khí ngay tức thì ngưng động. Hạ ngươi lời này là nói thật. Vậy Mã Kim Long chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Ngươi cảm thấy ta là ở nói đùa với ngươi. Vẫn là nói, ngươi bây giờ liền muốn thử một chút. Trần Phi quét hắn một cái, làm một cái giơ tay lên tư thế. Không, không không. Vậy Mã Kim Long vội vàng sợ hết hồn, khoát tay lia lịa, rồi sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cung kính khom người, nói, lại có thể như vậy. Hạ mà nói, ta sẽ trở về mang tới. Cáo từ. Dứt lời, vậy Mã Kim Long trực tiếp là xoay người đi, không do dự chút nào. Chẳng qua là rời đi xoay người sau đó, hắn trên mặt, nhưng ngay tức thì là bị tàn bạo âm lãnh, vặn vẹo cho bổ túc hiện đầy. Hắn không phải Trần Phi đối thủ, cho nên căn bản cũng không dám đánh. Bất quá, bọn họ Bạch Xà giáo cũng không phải là ăn chay. Bởi vì cho dù là hắn Mã Kim Long, đó cũng chỉ là bên trong giáo chi một thập tam hộ pháp, mà ở nơi này thập tam hộ pháp trên, còn có ngũ quỷ, song ma, thậm chí còn đang phó giáo chủ. Đây mới thực sự là cái thế cao thủ, mỗi một vị đều là đại nhân vật. Cho nên đến lúc đó, khi bọn hắn bên trong giáo chân chính nhân vật lớn biết được liền chuyện này, mà tự mình hạ xuống nổi trận lôi đình, hắn thật là tò mò, cái này cái gì Chiết Giang có thể hay không thây phơi khắp nơi, cái gì đó Trần Phi, có thể hay không thân dị sử đâu. Ha ha, tu chân giới sao? Coi như là tu chân giới vậy thì thế nào? Như vậy lai lịch, thân phận, cũng tốt giống như không hề đáng ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Chiết Giang Trần Phi sao? Ha ha, có lẽ 10 ngày sau, liền sẽ không còn ngươi người như vậy liền chứ? Không, không phải có lẽ, mà là khẳng định. Ha ha, ha ha ha, trong lòng mang vặn vẹo âm ngoan, uy nghiêm, vậy Mã Kim Long thân hóa bạch mãng rắn. Ở trên trời ở kéo ra một cái bạch tuyến, không phải vậy rời đi, biến mất. 10 ngày bên trong, trên trái đất này chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi đi. Mà đang nhìn vậy Mã Kim Long rời đi hình bóng, rất nhiều người đều là tim hung hăng run rẩy, ánh mắt luống cuống, phảng phất là đoán được 10 ngày bên trong, núi thây biển máu vậy Chiết Giang. Như Bạch Xà giáo thật là điều động núi kia đỉnh vậy trí cao nhân vật, muốn phá hủy cái này Chiết Giang,
sợ rằng đều là không vấn đề gì à. Chỉ có Trần Phi thần sắc không nhúc nhích, thậm chí hơi cười trúng chím. Mây thưa gió nhẹ cười. Nếu là thật dám đến, hắn dĩ nhiên vậy không ngại cho một ít người một lần, trọn đời khó quên, sâu sắc dạy bảo. Bất quá hắn vậy thật tò mò, nếu thật dám đến, người đến sẽ là cái gì tu vi? Chân nhân cảnh tầng 3, thậm chí tầng 4. Muốn thật là như vậy, vậy hắn liền được lần nữa cân nhắc, ban đầu trong lòng đối với vậy cự linh bí cảnh phán đoán. Sẽ không vậy trong cự linh bí cảnh, thật cất giấu đến gần nguyên đan người chứ? Ừ, hẳn sẽ không. Hai cái thật người chết rồi. Bạch xà giáo phân đà càng bị người cho sốc. Tin tức này giống như là gió lốc lớn vậy thoáng qua ở giữa bay vét sạch toàn bộ hôm nay đi tới hoa hạ cự linh bí cảnh tu sĩ vòng. Hơn nữa còn lấy là cực nhanh độ hướng cự linh bí cảnh nội bộ truyền bá, càng ngày càng hỗn loạn, sự việc càng ngày càng lớn. Dẫu sao đây chính là hai vị chân nhân, còn có quá mức, bạch xà giáo phân đà đó là cái gì khái niệm? Cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, lại cái này bạch xà giáo còn từ trước đến giờ là lấy lòng dạ ác độc, thủ đoạn cực đoan, tàn nhẫn vô tình mà nổi danh. Tóm lại đây cũng không phải là đùa giỡn sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một đồ vật khổng lồ thiết lập trên trái đất phân đà, lại bị người cho san bằng, thiết còn chết trận một cái chân nhân, thậm chí còn liên lụy đến cái này khác một tông cường hãn tồn tại Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông lần này cũng chết liền một cái trưởng lão cấp chân nhân, ở thật là làm cho người ta rung động. Rất nhanh, Bắc Sơn, Chiết Giang, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ thậm chí còn cự linh bí cảnh, rất nhiều người đều là chấn động. Sau đó bọn họ vững vàng nhớ một cái tên, hơn nữa cũng có một ít người, chôn sâu ở nội tâm chính giữa trí nhớ cũng là bị đào đi ra. Chiết Giang, Trần Phi. Lại thật là hắn, tiểu tạp chủng, đã lâu à? Kinh đô Tây Bắc 400 bên trong núi lớn, một tòa núp ở hoang dã trong núi sâu kiến trúc hùng vĩ, một người vóc dáng thấp bé đầu hói hạt ban lão đầu, mù một con mắt, khoác trường bào màu đen, trong tay cầm một bản tấm ảnh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Lúc này, nếu như Trần Phi hoặc Minh Đạo Xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì người này không phải người khác, chính là vậy năm đó thiếu chút nữa chết ở Trần Phi trên tay, có thể đến cuối cùng đi được người cứu đi hổ báo đường đường chủ La Tôn. Mà quản hắn hôm nay trạng thái, mặc dù cả người hơi thở cũng không có mã kim long vậy chờ chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp tới chèn ép, nhưng cũng là vô cùng kinh người, xa ra luyện khí cảnh nhất lưu. Nói cách khác mấy năm không gặp. Cái này La Tôn lại có thể cũng là đạt tới chân nhân cảnh. La Tôn, người biết hắn, nghe gặp La Tôn lẩm bẩm tiếng, một bên, Mã Kim Long ánh mắt kinh nghi ngưng ngưng, nói. Người trước mắt này tuy không phải bọn họ cự linh bí cảnh bản thổ tu sĩ, nhưng bởi vì cùng một vị bọn họ trong bí cảnh thiên đại nhân vật có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện giờ ở nơi này ma đạo liên minh vị trí, cũng là leo đến hắn Mã Kim Long trên đầu. Từ bọn họ cự linh bí cảnh tu sĩ nhóm lớn tính đi tới trái đất này sau đó, bí cảnh bên trong ma đạo tông môn cũng là âm thầm đạt thành hợp đồng, tạo thành liên minh, trên mặt nổi là muốn chung nhau tiến thối. Bởi vì tuyệt đại đa số bí trong biên giới chánh đạo tông môn đã là cùng cái này hoa hạ nước lớn cùng đi tới, tạo thành minh ước. Đối mặt vậy hiện đại hóa công nghệ cao vũ khí, bọn họ những thứ này ma đạo tông môn cũng là có không nhỏ áp lực. Cho nên chỉ có thể là bị buộc như vậy. Hắn hóa thành cho cũng có thể biết, không phải nói bạch xà giáo chủ đã tấn nhập chân nhân cảnh liền sao. Còn có vậy bạch cốt tông đoạn thiên lôi, hai cái chân nhân, cũng không làm gì được hắn, còn bị giết ngược. La Tôn âm trầm con ngươi, nhìn về Mã Kim Long. Ta đánh giá thấp nó bản lãnh. Mã Kim Long hít sâu một hơi, gương mặt cũng là âm tối lại, nói thằng nhóc kia hẳn là từ tu chân giới trở về, chính là không biết. Là lực lượng gì sẽ như vậy khủng bố? Liền ta bạch xà đang đối mặt hắn lúc đều rất mau sinh ra lòng sợ hãi, không dám chiến đấu. Không để ra trước Trần Phi cùng với áo bào đen người đàn ông vạm vỡ chém chết bạch xà giáo chủ cùng với đoạn thiên lôi chi tiết. Coi như là sau đó, hắn vận dụng mình yêu cưng chiều bạch xà, muốn ngăn trở Trần Phi thế công, cứu đoạn thiên lôi một mạng, nhưng sinh liền hắn bạch xà cũng lại có thể đối với lực lượng kia sinh ra lòng sợ hãi, không dám chiến đấu. Đây là bực nào đáng sợ. Phải biết cho dù là chân chánh chân nhân tầng 3, bọn họ bạch xà giáo, ngũ quỷ cấp cường giả, cũng chưa từng làm hắn bạch xà sinh ra qua như vậy sợ hãi tâm trạng. Nhiều lắm là liền là đánh bại, mà bây giờ, thằng nhóc kia nhưng làm được, cái này ý vị như thế nào,
không cần nói cũng biết. Thằng nhóc kia thực lực, chỉ sợ thấp nhất đều là chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ, hơn nữa rất lớn có thể sẽ cao hơn, mạnh hơn. Mã Kim Long thở dài một cái, nói. Muốn sớm biết như vậy, hắn làm sao đi chuyến như vậy nước đục. Chân nhân cảnh tầng 3 trở lên sức chiến đấu, nói khó nghe một chút, cho dù là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh, muốn phạm vi nhỏ xưng vương xưng bá, hô phong hoán vũ vậy đủ rồi. Vì một cái mới vào chân nhân cảnh chân nhân, là một cái phân đà đắc tội loại người này, đáng giá không? Hiển nhiên là thật không đáng. Cho dù là tin tức truyền về tổng đà, sợ rằng tổng đà những người đó vậy nhất định sẽ và hắn ý tưởng như nhau. Nhưng vấn đề là bây giờ người chết rồi, phân đà bị san bằng. Sự việc lớn chuyện rồi à. Đến bọn họ Bạch Xà giáo tầng thứ này, mặt mới là trọng yếu nhất. Chuyện này nháo lớn như vậy, ai cũng biết, nếu không phải quản không hỏi, vậy còn có mặt mũi sao? Chân nhân cảnh tầng 3, thậm chí mạnh hơn. Nghe vậy, là Tồn ánh mắt run rẩy, cũng là diễn cảm có chút âm trầm trầm mặc xuống. Mặc dù hắn trong lòng đối với Trần Phi cừu hận những năm gần đây chưa bao giờ giảm thiếu qua, nhưng, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải ban đầu vậy ngô hạ a lừa. Thân là vị đại nhân kia người đưa tin, bán chân nhân cảnh tầng 1 tu sĩ, hắn bây giờ vô cùng rõ ràng, một vị chân nhân cảnh tầng 3 tu sĩ, thậm chí trở lên, vậy chờ người ý vị như thế nào? Coi như là lấy hắn thân phận bây giờ, ngày thường muốn gặp loại người kia, đều có chút khó khăn, chớ nói chi là báo thù. Nói hắn là trứng gà đụng đá vậy cũng là khách khí một ít. Tự tìm cái chết, cái này mới là thật. Chẳng qua là coi như ta âm thầm đi cầu mấy vị thiếu chủ ra tay, vậy không làm gì được tiểu tạp chủng kia. La Tôn hung hăng cắn răng, vẫn là thở dài, nói. Hắn trong miệng, mấy vị kia thiếu chủ, chính là sau lưng hắn vị kia thông thiên đại nhân vật nghĩa tử, người người đều là nhân trung chi long. Chân nhân cảnh tầng 3 trở lên. Nhưng nếu là tiểu tạp chủng kia thật đã là đạt tới cùng chi giống nhau tầng thứ, chân nhân cảnh tầng 3, vậy cho dù là mấy vị thiếu chủ nguyện ý thay hắn ra mặt, cũng không dùng à. Các người Bạch Xà giáo lần này chuẩn bị làm gì? Trong lòng cảm giác có chút tắc nghẽn, là Tồn ánh mắt khói mù nhìn Mã Kim Long nói. Hắn bây giờ, đã tạm thời không tìm được biện pháp thay mình trả thù, nhưng vừa vặn, tiểu tạp chủng kia hiện giờ nhưng dám không biết trời cao đất rộng trêu chọc đến Bạch Xà giáo trên đầu. Bạch Xà giáo thật lợi hại, cho dù là sau lưng hắn vị đại nhân kia đều là kiêng kỵ Mạc Thâm, không muốn trêu chọc. Cho nên nếu như Bạch Xà giáo thật nguyện ý ra mặt, thu thập tiểu tạp chủng kia, coi như hắn bây giờ thật là đạt tới chân nhân cảnh tầng 3, đó cũng là chắp cánh khó khăn bay, không có đường sống. Khó mà nói, nhưng mà, Mã Kim Long nhưng lại có thể cau mày nói như thế. Khó mà nói, La Tôn ngẩn người. Nghi ngờ nói, thằng nhóc kia không phải buông lời nói nếu lại chờ ngươi cửa 10 ngày. Các người Bạch Xà giáo cao thủ, thật biệt được khẩu khí này, kéo hạ mặt mũi này mặt. Vậy dĩ nhiên không phải. Mã Kim Long trong mắt hàn mang nhanh tránh, nói chẳng qua là, ngươi hẳn biết chứ. Trăm năm mới có thể mở khải một lần trụy thần cốc, sắp đến thời gian. Cái gì, trụy thần cốc, ngươi nói là cất giấu niết bàn huyết trì trụy thần cốc. La Tôn nghe vậy thất kinh, bật thốt lên. Trụy thần cốc, chính là bọn họ cự linh bí cảnh địa phương thần bí nhất, nghe nói là cất giấu trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn thất bại sau đó, chuyển hóa thành Niết Bàn huyết trì. Phượng Hoàng chính là trong truyền thuyết chân linh, coi như không phải thuần huyết, Niết Bàn thất bại chuyển hóa thành Niết Bàn huyết trì cũng là có đoạt thiên vận may khả năng. Ít nhất đối với bọn họ những thứ này chân quân cảnh trở xuống tu sĩ, người bất kỳ mà nói, đều là như vậy. Vậy chính vì vậy. Bọn họ cự linh bí cảnh chưa nhiều thế lực cường đại mới cam nguyện vùi ở vậy, chuột nhỏ, trong ổ. Nếu là có thể đạt được vậy niết bàn huyết trì, vậy bọn họ cho dù là không độ mấy trăm năm thời gian, hao phí mấy đời tánh mạng con người cùng tâm huyết, cũng là đáng giá. Nhưng chỉ tiếc, mấy lần trước trụy thần cốc mở, bọn họ, hai giáo, ba tông, cùng với mấy vị đứng đầu nhân vật lớn đều không có thể thành công, thậm chí, nghe nói đầu kết quả ở đâu, cũng không tìm được. Trụy thần cốc một chuyện sự quan trọng đại, tại giờ phút quan trọng này, coi như là mặt mũi thất lạc, phía trên những đại nhân kia sợ rằng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ừ, Mã Kim Long nói như vậy, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó liền gặp vậy bên ngoài đại điện bay vút tới một đạo quang ảnh. Đưa tin phù La Tôn hơi ngẩn ra. Tiếp vậy đưa tin phù, Mã Kim Long lật nhìn xem, rồi sau đó trực tiếp là trên mặt hiện ra,
rực rỡ, cười lạnh nói, có tin tức. Xem ra, phía trên những người đó vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này à? Như thế nói, La Tôn tinh thần tỉnh táo, hỏi. Ngũ quỷ sẽ đến, hơn nữa không phải một người, là ba người. Ngoài ra Bạch Cốt Tông bên kia tựa hồ cũng có chút tức giận, phía trên nói, có tin tức chứng minh, Hạ Thị hai huynh đệ đã rời đi Bạch Cốt Tông, không biết đi đâu. Mã Kim Long mặt lộ cười nhạt, âm lãnh thoải mái cười, ta Bạch Xà giáo ngũ quỷ, vị nào không phải chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Còn có vậy Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, nghe nói đã từng đại danh đỉnh đỉnh Phỉ Khấu Thương Lang, đều là chết ở hai người bọn họ trên tay. T. La Tôn không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, cái này Thương Lang hắn biết, nghe nói nhưng mà đạt tới chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp người, mấy năm trước liền biến mất, nghe nói là đi tu chân giới, nhưng bây giờ Mã Kim Long lại nói hắn bị Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ giết đi. Lần này tới nhiều người như vậy, là muốn chiến quyết chứ? Đây cũng là có trò hay để nhìn à, ha ha, Triết Giang Trần Phi. Lần này ta Mã Kim Long ngược lại muốn xem, đối mặt loại chiến trận này, người muốn như thế nào tiếp chiêu đâu. Ha ha, ha ha ha. Đắc ý, lạnh lẽo tiếng cười, ở đại điện này bên trong vang lên. Cho dù là vậy La Tôn vậy hình như là bị tình này tự cảm nhiễm, mặt lộ cười nhạt, châm chọc vậy nỉ non. Bạch Xà giáo ngũ quỷ, Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, chặc chặc, cái này thật đúng là thiên đại chiến trận đâu. Đáng thương tiểu tử, mặc dù không phải là tự tay trả thù, nhưng nếu là có thể thấy ngươi chết, ta La Tôn vẫn là sẽ rất vui vẻ, ha ha, ha ha ha. Hắn vậy đi theo đắc ý cười lạnh, trong lòng không nói ra được thoải mái. Dẫu sao phải biết, coi như là lấy sau lưng hắn mấy vị kia thiếu chủ bản lãnh, đang đối mặt loại này đội hình kẻ địch, cũng không cách nào chống đỡ bao lâu. Đây cũng là cự linh bí cảnh thế lực cao cấp, hai giáo, ba tông thô bạo chỗ. Bọn họ nắm trong tay bí cảnh bên trong cao cấp nhất cao thủ, cường hãn nhất cường giả, thủ đoạn vô cùng. Nếu như bọn họ thật muốn giết người, đừng nói là, chính là, một cái chân nhân cảnh tầng 3, coi như là tầng 4, đáng chết, cũng phải là như nhau chết. Cái này không khả năng sẽ có ngoại lệ. Nghĩ đến đây, vậy La Tôn cặp mắt lại là đắc ý, âm lạnh lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất là gặp được Trần Phi chết. Triết Giang Trần Phi. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Phi danh tiếng, đã là thật sâu ấn khắc ở rất nhiều cự linh bí cảnh tu sĩ trong lòng. Hơn nữa bọn họ còn để ý hơn Trần Phi ngày đó nơi bỏ ra cuồng ngôn. 10 ngày bên trong, đợi thêm các người 10 ngày. Phải biết đây cũng không phải là hướng về phía người bình thường nói à, mà là Bạch Xà giáo. Bọn họ cự linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, tin tưởng Bạch Xà giáo bên trong cũng không người có thể biệt hạ khẩu khí này. Mà sau đó sự thái mở ra, cũng là theo trong lòng mọi người suy đoán như nhau. Có người phát hiện Bạch Xà giáo, ngũ quỷ, trong ba người, xanh lá quỷ thôi bà, hoàng quỷ Lý Bạch Chu, cùng với công nhận ngũ quỷ trong sức chiến đấu mạnh nhất hồng quỷ hạt đạo nhân, bọn họ đi tới trên trái đất này tung tích. Bạch Xà giáo lại có thể phái ra ngũ quỷ cấp người. Liền hạt đạo nhân lại cũng tới, nếu là ta nhớ không lầm, tên kia sớm 10 năm cũng đã là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chặc chặc, xem ra lần này Bạch Xà giáo là thật thẹn quá thành giận. Ngũ quỷ cấp người, ở trên trái đất này hoàn toàn là vô địch tồn tại. Ta còn nghe nói Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ vậy không giải thích được biến mất tung tích. Muốn ta đoán không lầm. 10 có, Đoạn Thiên Lôi sư thúc tổ chính là Bạch Cốt Tông năm lớn ngồi một trong, Ma Quỳnh đạo nhân. Hạ Thị hai huynh đệ lại là Ma Quỳnh đạo nhân đại đồ đệ nhị đồ đệ. Bạch Cốt Tông người, cũng là không tốt như vậy giết. Ha ha, chính là không biết tên kia có dám hay không ứng chiến đâu. Có thể sợ quá chạy mất Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long, tên kia tối thiểu chắc cũng là chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Chẳng qua là, đáng tiếc à? Đáng tiếc, không tự lượng sức, vậy thì có cái gì đáng tiếc? Ngược lại thì ta nghe nói tên kia là từ tu chân giới trở về, ha ha, lấy là từ tu chân giới trở về, thì phải so chúng ta cự linh bí cảnh tu sĩ lợi hại sao? Ngây thơ. Không biết cái gọi là. Ví dụ như loại này lời bàn không ngừng xuất hiện ở cự linh bí cảnh tu sĩ bây giờ. Cho nên tin tức truyền được thật nhanh thật nhanh. Ha ha, vẫn phải tới, không cam lòng sao. Cầm trong tay phi báo truyền về tin tức, Trần Phi tiện tay tướng tờ giấy kia xoa thành một đoàn, vứt xuống thùng rác, tự lẩm bẩm, lắc đầu nói. Chân nhân cảnh tầng 3,
thậm chí tầng 3 đỉnh cấp, cái này đích xác là cùng hắn trước đoán có chút đến gần. Chẳng qua là hắn đích xác là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cất giấu trên trái đất giới trung giới, cái gọi là trong cự linh bí cảnh, lại có như vậy nội tình. Dựa theo phi báo truyền về tư liệu tới xem, Bạch Xà giáo lần này tới cái gọi là ngũ quỷ, ở bọn họ trên, còn có song ma, đang phó giáo chủ. Thậm chí che giấu ở phía sau màn lão yêu quái. Mà chỉ là cái này ngũ quỷ liền lại có chân nhân cảnh tầng 3, thậm chí tầng 3 đỉnh cấp, vậy cặp kia ma đâu? Chân nhân cảnh tầng 4, đang phó giáo chủ đâu? Tầng 4 đỉnh cấp, hoặc là tầng 5. Muốn thật là như vậy, vậy xem ra ta vẫn là được cẩn thận một chút một chút. Chân nhân cảnh tầng 5 không có vấn đề, nhưng nếu là nhô ra một cái tầng 5 đỉnh cấp, thậm chí nửa bước nguyên đan, vậy thì phiền toái. Lấy ta bây giờ thực lực, muốn đối phó nửa bước nguyên đan vẫn là hoi kém điểm. Trần Phi xoa xoa đầu, trong mắt nhưng là nổi lên nhao nhao muốn thử vẻ. Nguyên bản nói thật, ban đầu, hắn cũng không có tướng cái gì đó cự linh bí cảnh để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút thì biết, dẫu sao nói thế nào đi nữa, hắn đều là từng tự tay chém giết chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật, chính là một đống che giấu ở giới trung giới con chuột, có cái gì tốt để ý. Nhưng theo vượt cùng vậy cự linh bí cảnh tu sĩ tiếp xúc càng sâu, hắn chính là vượt cảm nhận được thật nhiều, ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái dấu trên trái đất giới trung giới, bây giờ lại nghi là có chân nhân cảnh tầng 5, thậm chí nửa bước nguyên đan tồn tại. Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là trận kinh không tới, vậy khẳng định khó mà tin tưởng. Dẫu sao vậy chờ thực lực nhân vật muốn coi thường hỏa tiễn, quân đội cái gì, tuyệt đối là dễ dàng, nhưng vì cái gì? Bọn họ nguyện ý đàng hoàng vùi ở vậy trong cự linh bí cảnh đâu. Xem ra vậy trong cự linh bí cảnh là cất giấu cái gì mờ ám à. Trần Phi ánh mắt híp một cái, như đinh chém sắt lẩm bẩm nói. Hắn lại không ngốc, ngược lại rất thông minh. Cái này cũng nếu là còn không nhìn ra cái gì, vậy thì thật là Bạch phối hợp đã nhiều năm như vậy. Bất quá càng như vậy, hắn liền càng không nhịn được trong lòng đối với chuyện này mà nổi lên hưng. Lấy hắn hiện nay thực lực. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, cầm bát cung huyền tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ mà nói, chân nhân cảnh tầng 5 cũng có thể tùy tiện đánh. Nếu là có thể tiến hơn một bước, đạt tới tầng 3 tột cùng, cho dù là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp cao thủ đích thân tới, hắn cũng không sợ. Mà bây giờ, hắn giờ quy định tiến hơn một bước vậy là thật nhanh, cũng chỉ là kể bên xa. Đã như vậy vậy thì tới vui đùa một chút đi, muốn ta Trần Phi thật liền một cái giới trung giới cũng chơi không thắng. Trở về thành U Lang, không được bị người chê cười. Trần Phi cặp mắt hơi híp, ánh mắt hiện ra cực độ sắc bén, cùng với ngất trời hào khí. Lão công, lúc này, Bùi Huyền Tình tới, trong tay cầm một bản quyển trục giống như vậy. Mà ở đó quyển trục lên, Trần Phi cảm nhận được chút không tầm thường động tĩnh. Đây là cái gì? Trần Phi hỏi. Vương Đại Sơn cầm tới, nói là kẻ địch nói đến đồ. Bùi Huyền Tình tướng vậy quyển trục đưa cho Trần Phi, bĩu môi hỏi, lão công, nếu không chúng ta trở về thành U Lang kêu những người này, tướng cái gì đó cự linh bí cảnh trực tiếp đạp bằng được. Chính là một cái giới trung giới, đây là thật lấy là bọn họ có thể tung lên sóng gió gì sao? Tuy nói nàng bây giờ ở Trần Phi bên người đổi rất ôn nhu, giống như là cô bé như nhau, nhưng cũng đừng quên, đã từng là nàng, đó cũng là từ núi Thây Cốt Hải vậy tàn nhẫn đào thải trong quật khởi thiên tài. Thành U Lang công nhận lạnh như băng nữ thần. Một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái đẹp đến vô biên vô tận người phụ nữ, những năm gần đây có thể như vậy bình yên vô sự đạt tới chân nhân cảnh, dùng đầu ngón chân muốn, vậy tuyệt đối chắc chắn biết cái này không thể nào là nhân vật đơn giản. Thậm chí nói khó nghe một chút, Bùi Huyền Tình tay người ở bên trong mệch, phỏng đoán ít nhất là Trần Phi 10 lần trở lên, cũng còn nhiều hơn. Cho nên Bùi Huyền Tình ở đối mặt địch nhân thời điểm cũng sẽ không mềm lòng. Tại tu chân giới, người phụ nữ mềm lòng, chết sớm. Làm sao, không tin ta? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Không phải, ta nào có. Bùi Huyền Tình liếc một cái Trần Phi, gắt giọng. Nàng bây giờ cũng sẽ không bị Trần Phi lời này lừa, cũng mấy lần, hừ còn muốn lừa gạt ta sao? Quỷ cơ trí. Trần Phi đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình tiếu trên mũi quát cạo, lại cười nói, bây giờ còn chưa đến cần rời cứu binh trình độ. Bất quá vậy cự linh bí cảnh bên trong, khẳng định cất giấu bí mật gì. Thôi, đến lúc đó rồi hãy nói, bây giờ xem vật này. Trần Phi giơ tay tướng vậy quyển trục mở ra, ngay tức thì, ánh mắt ngưng ngưng.
lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc nổi lên. Giết. Ở đó quyển trục lên, bất ngờ viết Thiết Ngân Câu một chữ to, giết. Vậy chữ giết, mỗi một vạch, cũng giống như là ánh đao lợi kiếm vậy, như có thực chất, tràn đầy lạnh như băng, truyền ra xâm nhiên sát ý. Nếu như người bình thường thấy cái chữ này, tất nhiên đã là hù được sợ hãi. Thậm chí ánh mắt cũng biết mù hết. Có thể điểm này trình độ ở Trần Phi cùng với Bùi Uyển Tình trong mắt, nhưng hoàn toàn có thể đem coi là vô vật. Nhưng dù vậy, cái này chữ giết, nhưng là Trần Trụi một trắng trợn khiêu khích. Một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lão công, Bùi Uyển Tình ánh mắt run lên, mặt đẹp nhảy lên, không nhịn được mở miệng nói. Không có sao, Trần Phi phất phất tay, xì một tiếng, vậy quyển trục trực tiếp là bị ngọn lửa cháy thành cho tàn. Dám đến là can đảm, đưa tới cái này chữ giết là kiêu ngạo. Bất quá, can đảm cùng kiêu ngạo vậy đều phải cần thực lực tới ủng hộ, chính là không biết, bọn họ kết quả có hay không đâu. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chảy xuôi tĩnh mịch ánh sáng, rồi sau đó đột nhiên là cười lên, lẩm bẩm nói. Cũng tốt, vậy thì tới vui đùa một chút đi, nói không chừng còn có thể mượn những người này gần hơn một bước, đến lúc đó, liền có nắm chắc hơn. Dứt lời, Trần Phi cầm lấy điện thoại ra, bấm Vương Đại Sơn điện thoại. Tổng giáo quan, điện thoại tiếp thông, truyền tới Vương Đại Sơn cung kính thanh âm. Thay ta chuyển cáo bọn họ, 3 ngày sau, trên Thúy Hồ, ta chờ hắn cửa. Đến lúc đó cũng không sắp trễ rồi nha. Trần Phi cười nói. Tổng giáo quan, ngài có thể nhất định phải cẩn thận à. Vương Đại Sơn chậm rãi nói, cúp điện thoại. Ngày thứ hai. Toàn bộ ở Chiết Giang cự linh bí cảnh tu sĩ vòng hoàn toàn là oanh động. 3 ngày, không đúng, là 2 ngày sau đó, trên Thúy Hồ. Đây là thật muốn khai chiến à? Đánh đi, vậy Chiết Giang Trần Phi không phải thật lợi hại à? Muốn thật như vậy lợi hại, lần này lại giết liền Bạch Xà giáo ngũ quỷ, còn có Hạ Thị hai huynh đệ thử một chút. Ha ha ha, ta phải nói, là hắn ngày tận thế tới. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Tên kia có gan chờ ở đây Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông để báo thù, khí phách như thế, vậy thật coi như là một nhân vật à. Phải không, coi như là, thì thế nào? Bố đây là muốn thấy được hắn chết, đồ chơi gì, thật cho là từ tu chân giới trở về, là có thể cưỡi ở chúng ta cự linh bí cảnh tu sĩ trên đầu. Đây có thể không như vậy dễ dàng, chết đi. Ra đi, cũng chỉ còn lại có thời gian 2 ngày, bây giờ chạy tới vẫn còn kịp. Chân nhân cuộc chiến. Không, cái này đã cũng coi là chân nhân vương chứ. Rốt cuộc ai sống ai chết, nhất định phải xem cái rõ ràng, nếu không đời này đều đưa sẽ tiếc nuối sao. Vô số người hướng Chiết Giang, hướng Bắc Sơn, hướng Thành Dương tới. Lại qua một ngày, Sở Công an tỉnh, Cục Du lịch tỉnh, tỉnh quân khu quân đội cùng Liên Hiệp hạ lệnh, phong tỏa huyện Thành Dương Thúy Hồ, người bình thường không được đi vào. Ngày đó giữa trưa, mây đen bao phủ, thiên địa mờ tối. Một chiếc tiểu mộc đầu thuyền lắc lắc chạy nhanh lên Thúy Hồ. Mũi thuyền, ngồi 2 ông cụ, mặt mũi rất tương tự, mang thoa lạp, ít một chút người thấy mặt mũi của bọn họ trực tiếp là kinh động tới. T, là bọn họ, không nhìn lầm. Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, bọn họ lại có thể thật tới. Thật là đáng sợ khí thế, ta đều cảm giác ánh mắt không dám thẳng nhìn hắn cửa, nếu không, sẽ mù. Đây cũng không phải là chân nhân cảnh tầng 3 có thể có cảnh giới. T, chẳng lẽ nói. Ta nghe nói bọn họ từ lần trước giết Thương Lang, liền ước chừng ở Bạch Cốt Tông ngàn núi xương bế quan cho tới bây giờ, đều đã nhiều năm như vậy, cho nên có lẽ, thật có thể. Mọi người rung động xì xào bàn tán, vừa dày vừa nặng bầu không khí giống như là núi lớn nguy nga vậy hung hăng đè ở bọn họ ngực. Không cách nào hô hấp. Lúc này, cách đại chiến còn có một ngày một dạ. Thằng nhóc thúi, bên ngoài sinh sự việc, tại sao phải có nhiều như vậy quân đội người, còn ai cái cảnh cáo chúng ta cái này 2 ngày tốt nhất đừng ra mặt. Lâm Linh cả người mộc mạc trang điểm, xách giỏ thức ăn, về nhà một lần liền hướng Trần Phi sắc mặt kỳ quái hỏi. Nguyên bản nàng là đi ra ngoài mua thức ăn, có thể ở trên đường, nhưng lại gặp được thành đoàn kết đội võ trang đầy đủ quân đội quân nhân, thậm chí bọn họ trong tay còn cầm súng.